Lam Thập Tam đang bị linh hồn áp chế cuốn lấy, lúc này lại bị thú hồn của con xích kim độc chu này đè áp tới, dưới một cỗ linh hồn lực lượng vô hình đè ép xuống, muốn cử động là chuyện vô cùng khó khăn, lúc này mặt mày của hắn biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng mà xưa nay chưa từng có, mặc dù đã sớm biết trên người của Lục Tâm Đồng này có thú hồn bát giai, nhưng thật không ngờ uy lực không ngờ lại mạnh tới cỡ này. Suy suy, sắc mặt của Lam Thập Tam lúc này triệt để biến sắc, chính mình có thực lực Vũ Vương tam trọng, Vũ giả tứ hệ, cho dù có gặp phải Vũ Vương tứ trọng đi nữa thì vẫn có thể chống lại được, nhưng lúc này, mình không ngờ lại bị một linh vương nhất trọng ép phải rơi vào tình trạng khốn đón, thú hồn bát giai, khí tức của nó, sợ là nhất định cũng dư sức chống lại một kích của Vũ Vương tứ trọng bình thường. Ánh mắt của Lam Thập Tam trầm xuống, trong tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy một thanh trường đao màu trắng, trường đao vừa ra, một cỗ uy áp khổng lồ liền tràn ra, khí tức này cũng đã tới trình độ vũ linh khí rồi. Thiên phong chi nhận, quát nhẹ một tiếng, trên người Lam Thập Tam mặc phong linh giáp, tay cầm bạch sắc trường đao chém ra, không gian trong nháy mắt liền rung chuyển, đao mang cuồng quét tứ phương, cả không gian phong vân biến sắc, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên ngưng tụ, ở giữa không trung lập tức xuất hiện cuồng phong gào thét, tựa như mưa gió kéo về. Mạnh thật, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên. Xích kim độc chu do Lục Tâm Đồng thúc dục ra có thực lực đủ để so với một kích của Linh Vương tứ trọng, chính là thực lực của bản thân Lam Thập Tam đã là Vũ Vương tam trọng, cộng thêm thân phận Vũ giả tứ hệ, lại thêm bây giờ đang thúc dục Vũ Linh khí địa cấp, thực lực cỡ này, cũng đủ để chống lại Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, thậm chí còn hơn nữa, sợ là ngay cả xích kim độc chu do Lục Tâm Đồng thúc dục ra cũng khó mà thắng nổi. Trong nháy mắt, Lam Thập Tam bổ ra một đao, cuồng phong gào thét bốn phía. Vô số đao mang tựa như phong nhận tuôn ra dày đặc, khiến cho cả không gian trở nên vặn vẹo. Chi chi. Trong một giây này, thú hồn khổng lồ của xích kim độc chu phun ra một cái lưới lớn màu đỏ, nháy mắt liền phóng tới, hai bên lập tức đụng vào nhau. Két két. Lúc đao mang cùng với cái lưới đỏ khổng lồ kia va vào nhau thì hai cỗ năng lượng bàng bạc cũng không xuất hiện thanh nổ vang như mọi người vẫn tưởng tượng. Mà sau khi một chút năng lượng rất nhỏ nổ vang xong thì đạo đao mang cùng với cái lưới màu đỏ kia liền tiêu tán giữa đất trời. Phá cho ta! Lam Thập Tam quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay lại chém ra thêm lần nữa, một đao phá vỡ không gian, khiến khe nứt không gian lộ ra, sau đó mang theo lực lượng kinh thiên chém về phía thú hồn khổng lồ của xích kim độc chu. Thực lực của Lam Thập Tam, lúc này Lục Tâm Đồng hiểu rất rõ. Lấy thực lực của mình bây giờ mà thúc dục xích kim độc chu thì tuyệt đối cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, đối phương có vũ linh khí địa cấp trong tay, mặc dù xích kim độc chu của mình không yếu hơn vũ linh khí địa cấp, nhưng thứ mình thua hắn chính là ở trình độ thực lực của bản thân mình kém xa đối phương. Trong lúc này, Lục Tâm Đồng liền quyết đoán, cắn răng, thủ ấn lại biến hóa nhanh chóng thêm lần nữa, đột nhiên, khí tức quanh thân lập tức dâng lên cấp tốc, từ linh vương nhất trọng. Trong nháy mắt liền nhảy lên tới nhị trọng linh vương đỉnh phong với một tốc độ kinh người. Lúc này, quanh người của Lục Tâm Đồng cũng lập tức biến thành một màu đen rất khủng bố, mái tóc phía sau lưng lúc này bị một cỗ kình khí vô hình thổi tung bay, mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn, gần như có khả năng xuyên thủng không gian, váy dài tung bay, quanh thân có một cỗ khói độc quanh quẩn dày đặc, lăng không đứng thẳng tựa như ác ma, cả người khiến cho người khác nhìn thấy mà da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Nhà đầu kia không ngờ đã tới trình độ này, dùng độc hóa công để phóng thích tiên thiên độc thể. Ánh mắt của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh run lên, kích động tới mức toàn thân run rẩy, vừa kích động cũng vừa cảm thấy vô cùng lo lắng, chỉ có hắn mới biết rõ, vì sao Lục Tâm Đồng có thể khiến thực lực tăng vọt trong nháy mắt như vậy, thân thể chính là một cái bảo khố khổng lồ, mà Lục Tâm Đồng lúc này không ngờ lại có thể cưỡng chế giải phóng tiên thiên độc thể, dùng độc hóa công khiến cho thực lực tăng vọt trong nháy mắt. Chuyện này rất khó để làm được, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi thì sẽ khiến bản thân mình bị phản phệ. Hậu quả của nó quả thật là không thể nào tưởng nổi. Chẳng lẽ đây cũng là bí pháp sao? Thực lực của Lục Tâm Đồng tăng vọt trong nháy mắt khiến cho vô số người khác nhìn thấy mà sợ hãi kinh thán, thủ đoạn của tiểu cô nương này đúng là quá nhiều, khiến cho người ta rung động không thôi. Chi chi. Theo thực lực của Lục Tâm Đồng tăng vọt lên thì thú hồn xích kim độc chu khổng lồ trên không cũng tăng vọt không ít, khí tức lại càng thêm hung ngược thao thiên hơn nữa, trong nháy mắt đã lao thẳng tới đạo đao mang kia. Ken két. Đao mang kinh thiên kia đánh xuống, trong nháy mắt xích kim độc chu cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đạo kim quang bàng bạc, chỉ là, đạo kim quang bàng bạc kia cũng không tán đi, trong nháy mắt tiếp theo,
kim quang bàng bạc bao trùm, cả không gian chung quanh lập tức trở nên vặn vẹo. Tiếp theo đó lại ngưng tụ thành một đạo thú hồn xích kim độc chu khác, rồi lao tới bao trùm lấy Lam Thập Tam. Linh hồn lực bàng bạc lại càng thêm ép chặt bên trong não hải của Lam Thập Tam, loại cảm giác linh hồn hoàn toàn bị áp chế này trực tiếp vây khốn linh hồn của Lam Thập Tam, nỗi đau đớn của linh hồn, ngay cả chân khí cũng không cách nào lưu động được. Lam Thập Tam cảm thấy kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí, ngay tại lúc hắn vừa mới điều động được chân khí thì đã có một đạo âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn. Ngươi thua rồi. Tiếng nói vừa dứt, Lam Thập Tam còn chưa kịp phản ứng gì thì trong mi tâm truyền tới một trận đau đớn, xích kim độc chu kia đã trực tiếp chui vào bên trong não hải của hắn, chỉ cần xích kim độc chu phát động công kích thì dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương, với linh hồn công kích của thú hồn bát giai cỡ này. Một khi tiến nó vào trong não hải thì tất cả thực lực lẫn thủ đoạn của hắn đều trở thành vô dụng, lúc này, hắn đã không thể chống lại được nữa. Giữa không trung, ánh mắt của Lam Thập Tam trở nên ảm đạm, hắn không ngờ lại thua, mặc dù mình đã thôi động ra cả vũ linh khí địa cấp nhưng không ngờ vẫn thua. Ta thua rồi. Trên quảng trường tĩnh lặng, thật lâu sau, Lam Thập Tam mới mở miệng lên tiếng, thần sắc lúc này vô cùng uể oải. So với vẻ hăng hái lúc vừa mới lên tràng thì lúc này hoàn toàn cứ như hai người vậy. Người của thiên địa các cùng với chúng cường giả đứng trên đài cao cũng phải kinh thán, thực lực của cả hai người này cũng đều tới tình trạng khủng bố cả, thủ đoạn cũng nhiều, thực lực tuyệt đối cũng vô cùng cường hãn. Lục Tâm Đồng thắng. Âm thanh của vị đại hán mặc áo màu vàng kia vang lên, khiến cho không ít người vẫn đang ngơ ngác giật bắn người khôi phục lại tinh thần. Lục Tâm Đồng, làm tốt lắm. Đám người ủng hộ Lục Tâm Đồng lập tức phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, ngay cả những người khác lúc này cũng hùa theo phụ họa, trận chiến của hai người vừa nãy thật khiến cho bọn họ kinh tâm động phách, có thể chính thức coi là long tranh hổ đấu, mà chiến thắng của Lục Tâm Đồng ở phút cuối cùng cũng khiến cho không khí trở nên căng thẳng tới cực điểm. Lục Lâm Thiên lúc này cũng kinh thán không thôi, Lam Thập Tam là vũ giả tứ hệ, vũ vương tam trọng, thân còn mang vũ linh khí địa cấp. Thực lực cỡ ấy đã đủ để chống lại Vũ Vương tứ trọng đỉnh phong rồi, cho dù là gặp phải Vũ Vương ngũ trọng đi nữa thì chắc là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà Lục Tâm Đồng mặc dù chỉ là Linh Vương nhất trọng, nhưng có một thân kịch độc, cộng thêm độc công quỷ dị cũng đã đủ sức để chống lại Vũ Vương nhị trọng rồi, lại thêm xích kim độc chu, một khi thúc dục thì thực lực miễn cưỡng cũng có thể chống lại Vũ Vương tứ trọng, mà phút cuối cùng khi thực lực của Lục Tâm Đồng đột nhiên nhảy vọt tới Vũ Vương nhị trọng đỉnh phong một cách quỷ dị thì uy lực của xích kim độc chu do nàng thúc dục ra cũng sẽ tăng vọt lên, sợ là ngay cả Vũ Vương ngũ trọng cũng đủ sức để chống lại. Cộng thêm công kích của thú hồn này quá mức quỷ dị, nên mới khiến Lam Thập Tam thất bại của Lam Thập Tam trong đó có phần lớn là dựa vào uy lực lẫn thủ đoạn công kích của thú hồn bát giai, bằng không, sợ là cũng chỉ có phần thua mà thôi. Lúc này, nếu như hai người bọn họ đấu lại một trận thì Lục Tâm Đồng muốn thắng được, sợ là rất khó. Thu. Lục Tâm Đồng thủ ấn vừa thu, bên trong mi tâm của Lam Thập Tam lập tức có một đạo kim mang bay ngược về mi tâm của mình, cỗ khói đen bao bọc khắp người lúc này mới tản ra, khói đen tản đi hết, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, miệng lập tức phun ra một ngụm huyết dịch, công kích của Lam Thập Tam vừa rồi cũng đã khiến cho nàng bị thương không nhẹ, cưỡng chế khiến thực lực tăng vọt cũng tạo thành không ít tác dụng phụ cho nàng. Thực lực tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng cần phải trả một cái giá rất đắt. Không ổn rồi. Trong lòng của Lục Lâm Thiên trầm xuống, tiểu cô nương Lục Tâm Đồng này quả thực đã thắng được Lam Thập Tam, bất quá bản thân của nàng ta cũng bị thương không nhẹ, mấy thủ đoạn như cưỡng chế tăng cường thực lực trong nháy mắt thế này chắc chắn cũng sẽ có tác dụng phụ. Thắng rồi, đại tiểu thư thắng thánh tử của thiên địa các rồi. Đám người phi linh môn lúc này cũng kích động đứng dậy. Đám người bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được loại tâm tình thế này, Đông Vô Mệnh lúc này cơ hồ kích động tới mức suýt chút nữa là lệ rơi đầy mặt, đệ tử của mình từng bước một đi tới được như ngày hôm nay, không ngờ có thể đánh bại được thánh tử của thiên địa các, mặc kệ cuối cùng được xếp thứ mấy, chuyện này cũng đủ để chứng minh hết thảy rồi. Chúc mừng Đông Cung Phụng. Đám người phi linh môn đều quay sang chúc mừng Đông Vô Mệnh, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Cùng vui cùng vui. Đông Vô Mệnh nói với mọi người. Đôi mắt trở nên ướt át, đương nhiên là do vui đến sắp khóc. Người thắng có thể tiếp tục chọn đối thủ hoặc nghỉ ngơi một lúc. Trên đài cao lúc này lại truyền tới âm thanh của vị đại hán mặc áo vàng kia. Ta chọn nghỉ ngơi một lúc. Lục Tâm Đồng không tiếp tục khiêu chiến nữa mà trực tiếp chọn lui xuống, lập tức nhét không ít đan dược trong tay vào miệng.
nếu đã như vậy thì mời Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn lên tràng khiêu chiến. Lục Tâm Đồng xuống tràng, lúc này có không ít người tham gia tranh tài đưa mắt nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt đã không giống như lúc trước nữa, chỉ bằng thực lực ban nãy Lục Tâm Đồng thi triển ra so với bản thân mình thì sẽ ra sao, trong lòng mọi người cũng có chút so sánh. Lam Thập Tam cũng ảm đạm đi xuống, thần thái ủ rũ, đả kích cỡ này đối với hắn mà nói thật sự quá lớn. Theo Lục Tâm Đồng đi xuống, thì tiếng hô hào ủng hộ ầm ĩ khắp nơi mới dần lắng xuống, mà thân ảnh hơi nhu nhược của Lục Tâm Đồng lúc này đã khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người. Thân ảnh nhu nhược này, lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố tới cỡ ấy, quả thật khiến người ta cảm thấy rung động cõi lòng. Đám người Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên cùng nhìn về phía Lục Tâm Đồng, thầm nghĩ thiên phú của hai huynh muội của tên Lục Lâm Thiên này đúng là quá biến thái. Siêu! Một đạo thân ảnh xinh đẹp màu tím đã hạ xuống tràng, dựa theo bài danh của trận tranh tài thì người lên sân khấu lúc này chính là người đứng thứ 6, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Thân hình lung linh uyển chuyển vừa mới lên trường thì trong nháy mắt đã đảo qua hết những người tham gia, sau đó dừng lại ở chỗ Lục Lâm Thiên, nói. Quỷ sát dương quá, xin chỉ giáo. Xoẹt xoẹt. Nguyên Nhược Lan nói xong thì lập tức có không ít ánh má đều xoẹt xoẹt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, rốt cuộc thì cũng tới mình rồi, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, kể từ sau khi từ biệt ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn tới giờ, rốt cuộc cũng giao thủ lần nữa. Suy! Dưới chân lóe lên linh lực, trường bào màu xanh rung lên, thân hình của Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên trong tràng. Các vị, đệ tử của cổ trưởng môn Thiên Kiếm Môn, Nguyên Nhược Lan đấu với quỷ sát dương quá, trận này các ngươi thấy thế nào? Kình Linh Vương nhìn vào trong sân rồi hỏi mọi người. Đám người trẻ tuổi này, ai cũng đều che giấu một vài, rất khó để phán đoán. Nhâm Trường Thanh nói. Vậy thì rất đáng để chờ mong. Kình Linh Vương cười khẽ, hứng thú giạt rào nhìn về phía giữa sân. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể đánh một trận rồi. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử trước mặt, váy dài màu tím ôm lấy thân hình lung linh, vẻ mặt tái nhợt, vừa rồi nghỉ ngơi chắc là khôi phục cũng không tệ lắm. Mặc dù thua trong tay của Lục Vô Song, nhưng trên người cũng chẳng bị thương bao nhiêu hết, chỉ vì xuất kỳ bất ý cho nên mới bị Lục Vô Song đánh bại mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu để ta gặp được ngươi thì ta sẽ không khách khí. Nguyên Nhược Lan nói, trong trận tranh tài này, bởi vì Khấu Tử Hào bị thua, cho nên hai người liền có giao ước, Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Bắt đầu từ lúc hai người vào sân thì đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, không biết hai người này có thể mang tới kinh hỉ và rung động nữa hay không. Ngươi ra tay trước đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Không, ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân cả, ngươi là nữ nhân, cho nên ngươi ra tay trước đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thật sao, những lời này, trước kia cũng có người từng nói. Chỉ mong ngươi cũng có thực lực như hắn. Nguyên Nhược Lan nói, nhìn qua Lục Lâm Thiên, dường như có một loại cảm giác như đã từng quen, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Lâm Thiên cũng từng nói qua những lời thế này, mà tên quỷ sát dương quá này, dường như có rất nhiều điểm giống với Lục Lâm Thiên trước kia, khẩu khí này, thần thái này đều quen thuộc tới vậy, mấy năm nay mình luôn cố gắng chỉ mong có thể đánh bại được hắn, tiếc là lần này hắn lại không có xuất hiện, còn mình thì lại thua trong tay Lục Vô Song. Nguyên Nhược Lan vừa dứt lời thì lập tức thu hồi tâm thần, trong tay có một đạo quang mang màu tím tuôn ra ảo ạt, hào quang thu liếm, liền có một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay, trường kiếm tựa như thiên thành, lưu quang lấp lánh, một cỗ khí tức nhẹ nhàng lại mang theo khí tức vô cùng nặng nề nháy mắt liền tỏa ra. Ong ong, thanh kiếm phát ra tiếng ong ong cộng hưởng, âm thanh kiếm minh như xuyên kim đoạn ngọc nháy mắt liền truyền ra, khiến cho người ta cảm thấy màng nhĩ đau đớn. Theo khí tức bên trên mà xem thì thanh kiếm này không ngờ cũng đã đạt trình độ vũ linh khí huyền cấp rồi, sợ là bên trong hàng vũ linh khí huyền cấp thì nó cũng thuộc dạng gần với vũ linh khí địa cấp. Hảo kiếm! Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, vốn thanh kiếm trên người của Nguyên Nhược Lan đã bị Lục Vô Song phá hủy, nếu như lúc trước Nguyên Nhược Lan dùng kiếm này ngay từ đầu thì Lục Vô Song muốn đánh bại được Nguyên Nhược Lan sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa. Trường kiếm trong tay! Khí thế quanh thân Nguyên Nhược Lan lập tức trở nên sắc bén hơn hẳn, chân khí đầu động, không gian gợn sóng quanh thân đều hơi rung chuyển. Hô! Linh lực quanh người của Lục Lâm Thiên lúc này cũng dao động, một cỗ khí thế hiển lộ, chứ không vô hình bị một cỗ lực lượng đè ép lan ra.
Hai người còn chưa động thủ nhưng khí thế đã bắt đầu trở nên căng thẳng, người chưa động thủ, nhưng khí thế đã bắt đầu giao phong, đối nghịch với nhau một lúc, chỉ sau một lát, hai cỗ khí thế cơ hồ là biến mất trong chu không cùng một lúc. Tinh hỏa liễu nguyên quyết. Đúng lúc này, Nguyên Nhược Lan liền động, váy dài không gió tự bay, mang theo một cỗ khí tức bén nhọn bá đạo, chân khí toàn thân tựa như phong bạo cuốn phăng tất cả mà lan ra, tử kiếm trong tay run lên. Một mảng hỏa quang kiếm ảnh nháy mắt liền lướt ra một cách dữ dội, mỗi một đạo kiếm quang lướt ra đều mang theo một cổ hỏa diễm nóng rực, khí tức hỏa thuộc tính bàng bạc lập tức hội tụ mà tới. Sợ rồi sao, vừa ra tay mà đã dốc toàn lực rồi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, Nguyên Nhược Lan vừa ra tay đã dốc toàn lực, cộng thêm vũ linh khí huyền cấp, uy lực cỡ này tuyệt đối là cực mạnh, chắc là vì sai lầm dẫn tới thất bại dưới tay Lục Vô Song. Cho nên lần này nàng ta nhất định không muốn phạm phải sai lầm ấy lần nữa. Mắt thấy Nguyên Nhược Lan thúc giục kiếm quyết, thần sắc của Lục Lâm Thiên liền thu liễm lại, hai tay liền kết xuất ra từng đạo ấn quyết quỷ dị, thủ ấn tung bay, không gian nháy mắt liền khựng lại. Đệ tử của cổ trưởng môn vừa mới ra tay thì đã thi triển tinh hỏa liệu nguyên quyết rồi, xem chừng là muốn sớm đánh bại quỷ sát dương quá nhỉ, ta nghe nói, tinh hỏa liệu nguyên quyết này chính là do tiền bối trong thiên kiếm môn sáng chế ra. Uy lực không hề nhỏ chút nào, hẳn là thượng phẩm vũ kỹ trong số những vũ kỹ huyền cấp cao giai. Kình Linh Vương nói, tin tức của Kình Linh Vương đúng là không đơn giản chút nào, tinh hỏa liễu nguyên quyết này quả thật là do một vị cường giả của thiên kiếm môn ta sáng chế ra, uy lực cũng không phải yếu. Cổ Kiếm Phong cười khẽ nói, đối với cái tinh hỏa liễu nguyên quyết này, hắn cũng có chút tự tin. Hiu hiu, trên quảng trường, Nguyên Nhược Lan một đường lưu loát. Kiếm quang đầy trời đột nhiên được thôi động bắn ra, cả không gian đều trở nên run rẩy. Bên trên kiếm quang còn có hỏa diễm thao thiêm quanh quẩn, tựa như một khối hỏa vân khổng lồ đang đè ép xuống. Bên trong hỏa vân, kiếm quang sắc bén chém rách không gian. Đi! Nguyên Nhược Lan kêu khẽ một tiếng, kiếm quyết trong tay cuối cùng bắn ra, cả mảnh không gian nháy mắt liền trở nên vặn vẹo kịch liệt, cả không gian đột nhiên đều bị bao phủ bên trong một mảnh hỏa vân nóng rực, vô số kiếm quang lướt ra một cách dữ dội. Trong nháy mắt liền phô thiên cái địa lao nhanh về phía Lục Lâm Thiên, nơi mà vô số kiếm quang này đi qua, không gian đều sụp đổ, lộ ra ngân tích không gian nóng rực. Thực lực thật là mạnh, một chiêu đã dốc toàn lực. Quỷ sát dương quá này có thể chống đỡ nổi hay sao? Trên một thính phòng gần quảng trường, có không ít người biết nhìn người, nhìn thấy thực lực mà Nguyên Nhược Lan thể hiện ra lúc này, lập tức cảm thấy lo lắng thay cho Lục Lâm Thiên. Trong lúc Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn thì khí tức trong không gian đột nhiên biến hóa, nhìn thấy kiếm quang kín trời đang lao nhanh tới, sắc mặt của hắn cũng trở nên hơi ngưng trọng, Nguyên Nhược Lan này sau khi thua một cách ngoài ý muốn trong tay Lục Vô Song liền dứt khoát muốn tốc chiến tốc thắng, toàn lực mà đánh, đây mới là biện pháp tốt nhất để chiến thắng. Thủ ấn trong tay của Lục Lâm Thiên vẫn còn đang kết xuất, linh lực trong cơ thể nương theo linh hồn lực bắt đầu tuôn ra ào ạt như hồng thủy, cuối cùng hội tụ lại trên chu không. Hóa thú linh ấn. Một tiếng quát khẽ vang ra từ trong lòng của Lục Lâm Thiên, khoảng không ở trước người nháy mắt liền xuất hiện một đạo cường quang chói mắt, năng lượng chấn động kinh người kia khiến cho không gian liên tục phát ra âm thanh trầm đục, không gian gợn sóng lan tỏa không ngừng. Ngao. Một giây sau lập tức có một tiếng gầm vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ bên trong quang mang, một đạo thú ảnh khổng lồ cao hơn ngàn thước lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, lúc này sắc mặt của Lục Lâm Thiên cũng trực tiếp trở nên trắng bệch. Đạo thú ảnh này lướt ra, là một đạo thú ảnh hình hổ khổng lồ, cự hổ rít gào, khí thế đè ép thiên địa, cả không gian lập tức run rẩy cả lên, quang mang bắn ra, bên ngoài cự hổ có một cỗ khí tức linh hồn khiến người ta cảm thấy kinh hãi đang lan ra từ từ, năng lượng uy áp cường hãn ẩn chứa bên trong đó khiến cho cả phiến không gian đều rung chuyển một cách kịch liệt cả lên. Linh kỹ huyền cấp cao giai, tên quỷ sát dương quá này không ngờ có thể thúc giục được linh kỹ huyền cấp cao giai. Linh vương nhất trọng có thể thúc giục ra linh kỹ huyền cấp cao giai, đây là chuyện không thể nào, linh hồn lực của linh vương nhất trọng tuyệt đối không cách nào đủ sức để chống đỡ được. Mọi người kinh thán lên tiếng bàn tán xem không biết liệu hóa thú linh ấn, linh kỹ huyền cấp cao giai do Lục Lâm Thiên ngưng tụ thành kia sẽ có uy lực như thế nào. Đi! Giống! Đám hỏa vân nóng rực và minh mông kia nương theo kiếm quang sắc bén dập trời mà tàn phá trên đường hạ xuống, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Thủ ấn đột nhiên đẩy ra, thú ảnh cự hổ khổng lồ ở giữa không trung đột nhiên nhảy lên, toàn thân rung lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn, mang theo một đạo khí thế bàng bạc vạch qua không gian,
thân hình khổng lồ lướt ra thật nhanh, chỉ lóe lên một cái thôi là đã đâm thật mạnh vào màn kiếm quang đầy trời kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thú ảnh và kiếm quang đâm thật mạnh vào nhau, âm thanh nổ vang như sấm đánh lập tức vang vọng khắp nơi trong đất trời. Phá cho ta! Thủ ấn trong tay của Lục Lâm Thiên thoáng động, bên trên của cự hổ lập tức có một cỗ khí tức thao thiên đè xuống. Ầm ầm! Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau liền phát ra âm thanh khủng bố như sấm nổ, năng lượng khủng bố hóa thành kình khí lãng đảng tựa như biển khơi dậy sóng, lúc này tất cả mọi thứ trên quảng trường không ngờ đều bị cuốn phăng. Một cỗ năng lượng thao thiên trong nháy mắt liền bộc phát ra, tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố, nháy mắt liền cuốn phăng mọi thứ chung quanh ra, tựa như có quang hồ bao phủ, nháy mắt đã lan ra phủ kín không gian xung quanh, kình khí vô tận xen lẫn với hỏa diễm ngập trời cứ đốt cháy mọi thứ xung quanh. Quảng trường ở bên dưới tựa như xuất hiện băng sơn địa liệt vậy, đất đá bị thổi lên bay khắp phía, dưới năng lượng kình khí khổng lồ đang thổi tung phá hoại mọi thứ kia, không ít người đều để lộ ra vẻ kinh hãi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được kiếm quang tán loạn, thú ảnh biến mất, khí tức cực nóng do kiếm quang tạo thành liền bao phủ khắp không gian tựa như biển lửa, từng đạo không gian gợn sóng đều bị bao phủ biến thành một màu đỏ ngầu lan ra xa. Mà linh hồn khí tức tràn ngập do thú ảnh kia hóa thành thì cũng cuồn cuộn từng cơn lan ra về phía Nguyên Nhược Lan. Linh hồn công kích như vậy, khiến cho sắc mặt của Nguyên Nhược Lan nháy mắt liền biến đổi, thân hình trực tiếp lùi lại, trong đầu xuất hiện từng cơn đau dữ dội. Sao lại như vậy được? Lúc này bên trong không gian hỗn loạn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy được, Lục Lâm Thiên dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, thân hình không ngừng mà còn tiến tới, bắt đầu động thân mà lên. Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã biết rõ thực lực của Nguyên Nhược Lan, tu vi vũ vương nhất trọng, nhưng đan điền khí hải rất khổng lồ cộng thêm linh khí huyền cấp và kiếm quyết không tệ trên người ban nãy, thực lực của vũ vương tam trọng bình thường chắc cũng chỉ tới đó mà thôi. Mặc dù mình đã thúc giục thôi động ra hóa thú linh ấn để chống lại, nếu như là linh giả bình thường, gặp phải cảnh kiếm quang đầy trời thế này thì chắc là cũng sẽ bị thương không nhẹ, còn mình, tuy rằng lúc này để lộ thân phận linh giả. Nhưng bởi vì thân thể đã là bất diệt huyền thể, công kích này có đánh trúng người mình đi nữa thì mình hoàn toàn vẫn có thể chịu được, bằng không thì mình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sợ là Nguyên Nhược Lan lúc này cũng chẳng tốt hơn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, chính mình không sợ kình khí tịch quyển, nhưng Nguyên Nhược Lan này nhất định là đã nhận phải công kích linh hồn rất mạnh, bên trong hóa thú linh ấn có xen lẫn linh hồn công kích cực kỳ cường hãn, tuyệt đối sẽ khiến cho Nguyên Nhược Lan không dễ chịu gì. Lực công kích của nàng ta có các loại nguyên tố vô cùng mạnh, nhưng lực phòng ngự, đặc biệt là lực phòng ngự linh hồn, thì không được như vậy. Mắt thấy Lục Lâm Thiên động thân mà tới, dung nhan xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, một đạo cương khí lập tức bao phủ khắp người mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn linh hồn công kích bàng bạc kia, không ngờ liệt hỏa liệu nguyên quyết do mình dùng vũ linh khí huyền cấp thôi động ra lại không thể làm gì được quỷ sát dương quá này, vừa rồi mình cũng không hề nương tay, thân phận vũ giả tứ hệ như mình. Với ưu thế đan điền khí hải, cũng đủ sức để chống lại vũ vương nhị trọng bình thường rồi, tinh hỏa liệu nguyên quyết cộng thêm vũ linh khí huyền cấp. Ngay cả vũ vương tam trọng mình cũng có thể chống lại, nhưng cũng vẫn bị tên quỷ sát dương quá này ngăn cản được, cỗ linh hồn công kích này cũng không phải mạnh thường, mình cũng bị ảnh hưởng. Hiu hiu! Không chút do dự, Nguyên Nhược Lan tuyệt đối không dám để cho một vị linh vương có linh hồn lực cực kỳ khủng bố như quỷ sát dương quá tới gần mình, tứ kiếm trong tay lại huy động thêm lần nữa. Một cỗ kình khí cuồng bạo mang theo âm thanh xé gió bén nhọn lập tức khuếch tán mà ra, lực lượng cuồng bạo đủ để cắt vỡ không gian gợn sóng, năng lượng thuộc tính phong bàng bạc tuôn ra dữ dội, vẫn là vũ khí huyền cấp trung giai, một mảnh kiếm quang khuếch tán, kiếm quang đầy trời mang theo hơi nước nháy mắt liền phủ kín khắp không gian rồi lao về phía Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan lúc này cũng đã phát huy ra tất cả ưu thế của vũ giả đa hệ rồi, tiếp tục thúc dục ra vũ khí huyền cấp trung giai. Cả không gian lại rung chuyển lần nữa. Quỷ sát dương quá này liệu có thể chống đỡ nổi nữa hay không? Nhìn thấy một màn này, đám cường giả đứng trên đài cao cũng than thầm không thôi, Nguyên Nhược Lan tiếp tục thôi động ra hết toàn lực, thực lực của nàng ta lại cường hãn tới như vậy, quỷ sát dương quá này muốn chống lại thì sẽ vô cùng khó khăn. À, tên quỷ sát dương quá này điên rồi hay sao? Trong lúc cả đám người đang đoán xem tên quỷ sát dương quá này có thể chống lại được thêm một kích của Nguyên Nhược Lan nữa hay không thì lại kinh ngạc phát hiện, quỷ sát dương quá không ngờ trực tiếp lao vào bên trong đám kiếm quang sắc bén kia, đây rõ ràng chẳng khác nào tự sát. Nếu ngươi đã muốn tốc chiến tốc thắng thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng,
Ngay vào lúc thân hình tiếp xúc với kiếm quang thì quanh thân lập tức có một cỗ thanh quang chói mắt bắn ra. Ong ong! Đột nhiên, quanh thân của Lục Lâm Thiên cũng có đạo ảnh liên miên vô cùng huyền ảo xoay quanh, khí tức sắc bén bàng bạc lan ra, những đạo ảnh này cắt vỡ không gian gợn sóng, khí tức bức người khiến cho cả không gian đều rung chuyển. Nếu như cẩn thận đếm kỹ số đạo quang này thì nhất định sẽ phát hiện ra tổng cộng có 333 đạo quang, mỗi một đạo quang đều có lực lượng phá không, đao mang xoay tròn, lúc này kiếm quang của Nguyên Nhược Lan cũng đã lao tới và đụng phải đao quang. Chỉ kiên trì được trong nháy mắt thì đã trực tiếp bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Xung quanh người của Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã bị vặn vẹo, cả người bị bao vây bên trong đao quang đang xoay tròn, mấy trăm đạo quang huyền ảo xoay tròn, nháy mắt liền tạo thành một cỗ khí tức cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, mang theo một mảnh không gian rung động. Lúc này, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan nhìn về phía Lục Lâm Thiên đã biến thành vô cùng kinh sợ. Trời ạ, đây là cái gì? Một bộ đao trận. Đao trận không thua gì linh khí địa cấp. Uy áp thật là mạnh, đao trận này rốt cuộc có lai lịch thế nào, tên quỷ sát dương quá này không ngờ còn có thủ đoạn như thế trong tay. Huyễn diễn đao trận, đi. Thủ ấn trong tay của Lục Lâm Thiên dương lên, mấy trăm đao quang quanh người lập tức phóng thẳng lên trời, nháy mắt liền bay ra thật nhanh, hóa thành từng đạo quang trụ đao mang khổng lồ, phá không bao vây Nguyên Nhược Lan ở bên trong, đao mang bao vây, ẩn chứa vô số năng lượng thiên địa âm dương. Nguyên Nhược Lan không ngừng thúc giục kiếm quyết tinh diệu thi triển ra, kiếm quang phá không cũng đánh ra, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản những đao quang huyền ảo này được. Ken két, kiếm quang bị nghiền nát, không gian rung chuyển, đao trận càng thắt chặt vòng vây, uy áp kinh người tràn ra khiến cho mọi người có mặt ở đây không khỏi kinh thán. Phá! Lục Lâm Thiên đứng ở phía xa sau đao trận, vừa thúc giục thủ ấn vừa lớn tiếng quát một cái, đao quang cuồng bạo càng thêm quét qua bốn phía. Không gian nơi đây gần như muốn bị quấy nát. Hiu hiu. Mấy trăm đao quang huyền ảo hình thành quang trụ phóng thẳng lên trời. Rốt cuộc cũng có một đao mang quang trụ trực tiếp đánh trúng thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan, đẩy nàng ta lùi lại mấy bước. Hiu hiu. Lại có thêm mấy đao mang quang trụ trực tiếp đánh tới. Nguyên Nhược Lan lập tức biến sắc, lập tức toàn lực thúc giục thêm một đạo kiếm quang với uy thế áp thiên địa. Kiếm nằm trong tay, khí tức sắc bén không thể xem thường. Kình phong thổi váy tím bay phấp phới, nhưng lúc này cũng khó mà ngăn được đao trận huyền ảo liên miên không dứt thế kia. Không linh liệt. Bên trong vô số đao mang, thân ảnh của Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào thì đã hiện ra, kinh khí ngập trời cũng không khiến hắn có chút hoảng sợ, một đảo chảo ấn trong tay lăng không đánh mạnh về phía Nguyên Nhược Lan. Phụt. Nguyên Nhược Lan phun ra một ngụm huyết phụ, thân hình bị đánh bay, trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm đao mang quang trụ dựng thẳng. Trực tiếp vây khốn nàng ta thêm lần nữa, dưới khí thế sắc bén nhường ấy, đao mang cuồn cuộn, bất kỳ lúc nào cũng có thể nghiền nát người ta. Người thua rồi. Lục Lâm Thiên vừa thu lại thủ ấn, mấy trăm đao mang quang trụ liên tục quay về, từng đạo hư ảnh hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường đao màu xanh, giơ tay lên, trường đao lập tức tiến nhập vào bên trong cơ thể, hết thảy khiến cho vô số kẻ đứng xem phải trợn mắt há mồm. Ta thua rồi. Tử bào trên người Nguyên Nhược Lan bị rách bươm, tóc tai tán loạn, mặt mày trắng bệch, tay cầm tử kiếm chống lấy cơ thể, ngước mắt lên nhìn Lục Lâm Thiên, kết quả này thật sự nàng không thể nào ngờ tới. Trước khi tới đây, nàng còn muốn rửa sạch nỗi xấu hổ vì thua cuộc năm xưa, nhưng bây giờ lại liên tục thất bại, nếu nói trận đầu tiên thua trong tay Lục Vô Song, trong lòng nàng vẫn còn không phục thì trận đấu này, thực lực của đối phương hoàn toàn không thua gì nàng, đao trận quỷ dị, thực lực của mình cũng không thể nào phá vỡ nổi. Còn linh hồn công kích của đối phương thì nơi nào cũng có, thêm nữa, đối phương căn bản không hề sợ kình phong tịch quyển, dường như thân thể của hắn là bất hoại vậy, mình không thể không thua. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể bắt đầu cấp tốc điều tức, chống lại Nguyên Nhược Lan mình đã xuất hết thực lực linh giả ra rồi, còn phải dựa vào yếu tố thân thể mới có thể thắng được, thực lực của Nguyên Nhược Lan rất mạnh, chỉ là không hiểu đao trận. Mình ỷ vào sự huyền ảo của đao trận cho nên mới có thể đánh bại được nàng ta, có thể nói, trận này thắng cũng không dễ dàng gì. Quỷ sát dương quá thắng. Trên đài cao lập tức truyền tới âm thanh của vị đại hán mặc hoàng bào kia. Quỷ sát dương quá. Bên trong Cự Giang Thành từ lâu đã chẳng xa lạ gì với cái tên quỷ sát dương quá này rồi, lúc này lập tức vang vọng từng trận hoan hô vang trời. Đúng là một trận đấu tuyệt vời, thực lực của cả hai đều rất mạnh. Trên đài cao, không ít cường giả thầm tán thưởng,
Trận quyết đấu này có thể nói là không hơn kém nhau là mấy, Nguyên Nhược Lan thua không chứng tỏ Nguyên Nhược Lan yếu, thực lực của Nguyên Nhược Lan sợ là có muốn chống lại Vũ Vương Tam Trọng cũng dư sức, chỉ là kỹ xảo của Quỷ Sát Dương quá này quá nhiều, đao trận huyền ảo vô cùng bất phàm, thân là linh giả, phòng ngự thân thể của hắn có vẻ cũng vô cùng biến thái. Bên trong Thiên Kiếm Môn, tất cả mọi người không khỏi thở dài, thực lực của Nguyên Nhược Lan trong 10 người tuyệt đối không phải thấp nhất. Nhưng đối thủ ở cả hai lần nàng gặp đều khiến người ta cảm thấy không ngờ tới. Trên quảng trường, mấy người Đạm Đài Tuyết Phi, Tử Yên, Lam Thập Tam, Lăng Thanh Tuyền, Lục Tâm Đồng đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đang thầm suy đoán xem thực lực của mình so với hắn thì sao, hoặc là nếu như gặp phải đao trận huyền ảo như vậy thì mình có thể chống đỡ nổi hay không. Thực lực của tên Quỷ Sát Dương quá này không tầm thường, lực phòng ngự hình như cũng vô cùng khủng bố. Đông Vô Mệnh thấp giọng nói. Tại sao lại có thể như vậy, giống thì giống nhưng lại không phải. Thiên Độc Yêu Long vẫn còn đang lẩm bẩm, chỉ có hắn biết rõ Quỷ Sát Dương quá chính là Lục Lâm Thiên, nhưng người này hiện tại lại không phải Lục Lâm Thiên, thế nhưng thân thể và bóng dáng kia lại vô cùng giống. Người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến. Trên đài cao, lại truyền tới âm thanh của vị đại hán kia. Lục Lâm Thiên đứng trên quảng trường, mắt vừa ngước lên, nhìn về bốn phía. Cảm nhận được tiếng hoan hô như sấm dậy kia, 30 năm trước, sư huynh Sát Phá Quân cũng tại nơi này một mình đấu với 9 đại cường giả còn lại, nếu như đã muốn đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thì cũng nên điên cuồng một chút. Ánh mắt đảo qua vài thân ảnh, cuối cùng ánh mắt của Lục Lâm Thiên liền dừng lại ở chỗ một đạo thân ảnh xinh đẹp thân thuộc, thấp giọng nói. Mời Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông chỉ giáo. Vân Hồng Lăng Vân Dương Tông xin phụng bồi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Sau đó lập tức có một đạo thân ảnh linh lung xinh đẹp màu xanh mang theo một cỗ gió xoáy, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trên quảng trường. Nhìn vào nữ tử quen thuộc trước mặt, vài năm không gặp, lại càng thêm mê người, mỹ mâu như sao, hai bên má có vài sợi tóc bị gió thổi nhẹ nhàng ôm theo đường nét trên gương mặt, tăng thêm vài phần vũ mị, trang phục càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn ở dưới, để lộ tư thái nóng bỏng, Lục Lâm Thiên có một cỗ xúc động muốn cứ thế ôm chặt nàng vào lòng. Nếu như còn nhìn chằm chằm vào ta thì ta sẽ móc mắt ngươi ra. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng lóe lên, nhìn thấy tên này vẫn cứ dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, trong số những người tham gia tranh tài thì chỉ cảm thấy chán ghét mỗi mình tên này. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày, tiểu cô nương này vẫn cứ nóng tính như vậy, khẽ mỉm cười nói. Nếu có thể nhìn thêm một lần thì dù có bị móc cả hai mắt cũng đáng, nếu như có thể gần gũi một phen thì đúng là làm quỷ cũng phong lưu. Hạ lưu vô sỉ. Vân Hồng Lăng quát một tiếng, chân khí dao động, trong tay lập tức có một đạo quang mang màu xanh lóe ra, một đạo trường tiên lập tức xuyên thấu không gian khí lưu, mang theo âm thanh xé gió, thân roi uyển chuyển quất thật nhanh về phía Lục Lâm Thiên. Tinh khí của tiểu cô nương này đúng thật là, ta sao có thể hạ lưu được cơ chứ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu cầu mà không được thì sẽ bứt rứt khó ngủ lắm. Lục Lâm Thiên vẫn mỉm cười, ngay cả động một cái cũng không được. Vô sỉ. Gương mặt của Vân Hồng Lăng đỏ bừng lên, trong nháy mắt tiếp theo, trường tiên ở giữa không trung không ngờ vang lên âm thanh nổ tung liên tiếp, trường tiên xuyên thấu khí lưu hư không, quỷ dị quét ra tựa như linh xà xuất động, hung hãn lướt thật nhanh về phía Lục Lâm Thiên. Suy. Dưới ánh mắt của vô số người, trường tiên trong tay của Vân Hồng Lăng quật thật mạnh lên người Quỷ Sát Dương quá, một roi hạ xuống thật mạnh còn bắn ra cả tia lửa. Hóa ra tên Quỷ Sát Dương quá này lại là kẻ háo sắc, nhìn thấy nữ nhân là không còn biết gì nữa. Nhìn thấy Quỷ Sát Dương quá không tránh né, không ít người lập tức nghĩ thầm như vậy trong lòng. Mà lúc này, một roi của Vân Hồng Lăng đã quất thật mạnh lên người Lục Lâm Thiên, nhưng hắn vẫn cứ mỉm cười rất chi là vui vẻ, Vân Hồng Lăng thì vô cùng kinh ngạc, tên Quỷ Sát Dương quá này không ngờ không thèm tránh né gì, ánh mắt cứ nhìn thẳng như thế. Nhưng trong ánh mắt của đối phương lúc này đột nhiên có một cỗ quang mang quỷ dị lan ra, trong nháy mắt tiếp theo thì linh hồn của mình đột nhiên run lên, trong não hải trở nên trống rỗng, trong một sát na này, Vân Hồng Lăng mơ hồ nhìn thấy có một đạo thân ảnh đang lao nhanh về phía mình. Hư linh huyền ấn của linh thiên môn ta. Trên đài cao, ánh mắt của Lữ Chính Cường run lên, quảng trường bên dưới, tên Quỷ Sát Dương quá này thi triển chính là hư linh huyền ấn của linh thiên môn. Không ổn rồi. Bên trong Vân Dương Tông, Vân Tiếu Thiên nhìn thấy vậy thì ánh mắt lập tức trầm xuống, thừa hiểu Vân Hồng Lăng đã thua rồi. Cô nương, người thua rồi.
Lúc Vân Hồng Lăng khôi phục thanh tỉnh thì bên tai đã truyền tới một đạo âm thanh trầm thấp, còn mình không ngờ lại bị đối phương ôm vào trong lòng, tay của đối phương thì đỡ lấy cổ của mình, còn một bàn tay khác không ngờ đang ôm ngang hông mình. Ta nhận thua, tên hạ lưu vô sỉ nhà ngươi mau buông ta ra. Vân Hồng Lăng quát lên, mặt mũi đỏ bừng. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười lớn, lập tức buông Vân Hồng Lăng ra, tay phải cũng không quên sờ một cái lên gương mặt xinh đẹp kia. Ngươi là đồ chết tiệt, ta muốn giết chết ngươi. Vân Hồng Lăng tức giận, nhưng khi nàng tấn công tới sau lưng của Lục Lâm Thiên thì thân ảnh của hắn đã sớm biến mất. Quỷ sát dương quá! Vân Hồng Lăng đã mở miệng nhận thua, đại hán đứng trên đài cao tuyên bố, Vân Hồng Lăng dù có tức giận cũng không thể làm gì hơn, đành tức giận dậm chân, kẻ vô sỉ hạ lưu kia lúc này không ngờ lại xuất hiện trước mặt nàng. Vậy là thắng rồi sao? Trên thính phòng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây coi như trận thắng nhẹ nhàng nhất, căn bản không hề giao thủ, thậm chí mọi người còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà hắn lại thắng nữa. Tên quỷ sát dương quá này làm càn quá. Nhìn thấy có kẻ dám quang minh chính đại đùa giỡn tiểu thư nhà mình như vậy, không ít trưởng lão Vân Dương Tông đều vô cùng tức giận. Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên trầm xuống, không nói gì cả, nhưng không biết đang nghĩ điều gì. Người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến hoặc là ngừng lại nghỉ ngơi. Vị đại hán mặc hoàng bào của thiên địa các nói. Không cần nghỉ ngơi, mời Lục Vô Song của Vân Dương Tông chỉ giáo. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng, nhìn về phía Lục Vô Song. Tên quỷ sát dương quá này đúng là đủ vô sỉ, chuyên tìm người yếu để khiêu chiến, cả Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng đều bị trọng thương cả. Trên đài cao, nghe thấy quỷ sát dương quá vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến, đối tượng khiêu chiến lại là người có thực lực tương đối yếu, lập tức có không ít tiếng chê bai truyền tới. Tên quỷ sát dương quá này cứ liên tục khiêu chiến người của Vân Dương Tông, khiến cho Vân Tiếu Thiên phải nhíu mày lại nhìn. Vô Song tỷ. Tên này chẳng những hạ lưu vô sỉ mà còn có linh hồn công kích rất quỷ dị, người cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng thở phì phò đi với bên cạnh Lục Vô Song nói, ánh mắt nhìn về chỗ Lục Lâm Thiên, nhưng trên mặt chỉ còn nỗi tức giận. Ta biết rồi. Lục Vô Song gật đầu, thực lực của tên quỷ sát dương quá này, nàng cũng đã nhìn thấy. Vèo. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Vô Song lóe lên, chân khí dưới chân chớp động, lập tức xoay tròn một vòng vô cùng xinh đẹp uyển chuyển. Sau đó liền hạ xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu vào một hơi, nhìn nữ tử vừa đáp xuống, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Từ trước tới nay, Lục Vô Song chưa từng từ chối bất kỳ điều gì mà hắn yêu cầu. Lúc này, không khó để nhìn ra, trong ánh mắt của Lục Vô Song có một loại tiêu tụy, thần thái hoàn toàn không giống với lúc còn ở Vân Dương Tông. Dung nhan tuyệt mỹ cũng không thể nào che đậy tất cả, sợ là vì lo lắng cho mình nên mới như vậy. Điều này lại càng khiến trong lòng Lục Lâm Thiên sỉnh ra cảm giác hổ thẹn. Vân Dương Tông đúng thật là mỹ nữ như mây. Thu hồi tâm tình xong, Lục Lâm Thiên liền nhìn sang Lục Vô Song mỉm cười hỏi. Đa tạ các hạ khen ngơi. Lục Vô Song đáp vẻ hờ hững, trên gương mặt xinh đẹp nhìn không có vẻ biểu lộ gì cả. Mời Vô Song cô nương ra tay. Lục Lâm Thiên nói xong, nhìn qua tiểu cô nương trước mặt, trong lòng dâng trào mãnh liệt, tin là không bao lâu nữa. Mình có thể xuất hiện trước mặt, cho nàng một cái kinh hỉ. Thực lực của các hạ rất mạnh, ta nghĩ thực lực của ta thì dẫu có dốc toàn lực cũng khó mà chống lại nổi, Vân Dương Tông không có kẻ không đánh mà bại, ta sẽ không khách khí. Lục Vô Song nói xong, tiếng vừa dứt thì thân ảnh xinh đẹp đã lóe lên, xung quanh cơ thể có một cỗ khí tức bắt đầu dung chuyển, thực lực trong nháy mắt này lập tức dâng lên, váy dài bay phấp phới, 3000 sợi tóc xanh đón gió nhảy múa. Khí tức này đúng là quỷ dị. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, khí tức trên người của Lục Vô Song, lúc còn ở Vân Dương Tông mình cũng đã từng hỏi rồi, nhưng ngay cả Lục Vô Song cũng không rõ là mình đã gặp chuyện gì. Lúc này Lục Vô Song vừa kết xuất thủ ấn, cộng thêm cỗ khí tức quỷ dị này đột nhiên dâng lên, bất quá thực lực so với lúc Lục Vô Song đối chiến với Nguyên Nhược Lan thì đã yếu hơn không ít, bất quá Lục Lâm Thiên cũng không dám chủ quan. Đi! Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trong tay của Lục Vô Song đã lặng lẽ hoàn thành, hai tay đột nhiên đẩy mạnh, trong không gian chung quanh đột nhiên có vô số mộc đằng lướt nhanh ra như tên bắn. Cả không gian cũng rung lên, mộc đằng đầy trời mang theo khí thế sắc bén, lướt nhanh và dữ dội như linh xà xuất động, tốc độ của đám mộc đằng khủng bố này vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã trực tiếp xuyên thủng không gian gợn sóng, mộc đằng vô cùng bén nhọn, giống như trường thương,
đâm thật mạnh về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ trong nháy mắt này, mộc đằng khủng bố kia liền bao vây Lục Lâm Thiên bên trong, thuộc tính hệ mộc nồng đậm tản ra, bộc phát ra một loại hấp lực rất khác thường, mà dưới cổ hấp lực này, một cỗ kình phong sắc bén lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy da thịt đau đớn. Vũ kỹ này thật mạnh, đủ sức chống lại Vũ Vương nhất trọng, tiếc là vẫn không đủ. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, Lục Vô Song lần trước có thể tăng thực lực lên tới Vũ Vương tam trọng, lần này thì chỉ có thể tới được chừng Vũ Vương nhất trọng, đoán chừng là do lần trước đối đầu với Nguyên Nhược Lan phải tiêu hao quá nhiều, lại vừa mang thương thế trong người, hiện tại với thực lực cỡ này thì đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mình nữa. Âm thanh vừa dứt thì Lục Lâm Thiên đã đạp mạnh lên hư không, linh lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn bắn mạnh ra. Đao hồn không nguyên diệt. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh quang nhận đầy trời nháy mắt đã lập tức phá không mà ra, tựa như cuồng phong vũ bảo, tuôn ra vô số đao mang, làm cho không gian chung quanh hắn cũng trực tiếp rung lên, uy thế thật sự khủng bố tới cực điểm. Vèo vèo, quang nhận đầy trời, một cỗ linh lực bàng bạc cuồn cuộn, quang nhận đầy trời này dùng tốc độ nhanh như chớp và thế công vô cùng bá đạo, nháy mắt đã phá hủy hết mộc đằng ở chung quanh. Kinh khí ngập tràn xen lẫn với một cỗ linh hồn lực bắt đầu càn quét tứ phương, chu không cũng đảo loạn, dưới sự tàn phá bừa bãi của cỗ năng lượng khủng bố này, không ít người đều tỏ ra kinh hãi. Linh kỹ bá đạo thật. Mọi người kinh thán, ở giữa không trung lúc này, quanh người Lục Vô Song lập tức bị vô số đao mang vây lấy, đao mang bao phủ bên ngoài hộ thân cương khí của Lục Vô Song, cả không gian to lớn như vậy không ngờ trở nên vặn vẹo vì bị năng lượng đáng sợ kia va chạm. Nhưng đám đao mang này cũng không tiến thêm dù chỉ là một phân. Ngươi thua rồi. Trường bào của Lục Lâm Thiên quét qua, một mảnh đao mang khổng lồ nháy mắt liền biến mất giữa không trung. Ngươi thắng rồi. Lục Vô Song không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào, thu chân khí lại, nhìn Lục Lâm Thiên một cái xong trực tiếp đi ra khỏi sân. Liên tục hai lần, khí tức này chắc chắn không thể sai được, xem ra Lục Vô Song của Vân Dương Tông. Hơn phân nửa chính là người mà gia tộc khủng bố kia tìm kiếm hơn 20 năm nay, khí tức này không thể nào sai được, không thể ngờ, đúng là không thể ngờ được. Lúc này, Kình Linh Vương nhìn Lục Vô Song đang đứng trên quảng trường, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó lập tức cúi đầu nói gì đó với một vị Vũ Vương cường giả đứng bên cạnh, vị Vũ Vương nọ lập tức vội vàng rời khỏi nơi này. Quỷ sát Dương quá thắng, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Ánh mắt của vị đại hán hoàng bào của thiên địa các lóe lên, quỷ sát Dương quá này đã thắng liên tiếp 3 trận, không biết hắn có thể thắng tiếp được nữa hay không, vừa rồi hình như cũng không tiêu hao nhiều lắm. Đương nhiên rồi, xin mời Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn chỉ giáo. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nhìn về phía tiểu cô nương kia. Quỷ sát Dương quá tiếp tục khiêu chiến khiến cho đám người đứng xem ở những hòn đảo nhỏ xung quanh phát ra âm thanh hoan hô cuồng nhiệt vô cùng. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy có chút chờ mong, xem tên Dương Quá này rốt cuộc có thể thắng liên tục bao nhiêu trận. Trận thứ tư rồi, chẳng lẽ tên quỷ sát Dương Quá này thật sự muốn làm giống sát phá quân của 30 năm trước, một mình đấu 9 người sao? Trên đài cao, nhìn hành động của quỷ sát Dương Quá, không ít cường giả lộ ra vẻ không thể ngờ. Suy, thân ảnh của Lục Tâm Đồng lóe lên, váy dài bay bay, ngay sau đó đã hạ xuống giữa sân. Nhìn chằm chằm về phía đối thủ của mình. Tên quỷ sát Dương Quá này rất khó đối phó, lần này sợ là Tâm Đồng sẽ gặp chút khó khăn. Bên trong Phi Linh Môn, Đông Vô Mệnh tỏ vẻ bồn chồn lo lắng không yên. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang nhìn thiếu nữ trẻ trung trước mặt, tiểu nha đầu lúc trước giờ đây đã trổ mã vô cùng duyên dáng yêu kiều, là một mỹ nhân 10 phần, còn thực lực và thiên phú của nàng ta thì cũng đã tới mức vô cùng khủng bố. Nếu như đánh một trận với mình khi mình dùng thực lực linh giả thì ai thắng ai thua, đúng là khó mà nói chắc. Suy, trong lúc Lục Lâm Thiên đang đánh giá thì Lục Tâm Đồng cũng không khách khí chút nào, thân ảnh nhanh như chớp, một đạo chảo ấn mang theo khói độc ngập trời trong tay trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nhà đầu này, đúng là chẳng khách khí gì. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ mỉm cười, kịch độc của Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng không dám tiếp xúc trực tiếp, thân ảnh lập tức lùi lại. Suy suy, Lục Tâm Đồng đắc thế không buông tha, khói độc màu đen nồng đậm trong tay lúc này cũng lan ra thêm, khí tức cay mũi khó chịu phóng thẳng lên trời, một cỗ năng lượng ba động kịch liệt nổi lên, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, khói đen tựa như vô vàn sợi tóc lập tức bao phủ cả không gian.
Đúng là khó chơi thật. Lục Lâm Thiên nhướng mày, mình không sợ kình khí công kích, nhưng không thể không để ý tới khói độc này, trong cả không gian đều bị khói độc bao phủ, đang tràn vào cơ thể của mình từ mọi ngóc ngách, những khói độc này vừa vào trong cơ thể lập tức sinh ra ảnh hưởng không nhẹ, ngay cả linh hồn cũng bị nó ăn mòn. Linh lực vận chuyển, hủy diệt khói độc bên trong cơ thể, thân ảnh vội lùi lại, Lục Lâm Thiên nói. Thực lực của tâm đồng cô nương ngày càng mạnh, nếu như Lam bà biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Suy suy, sắc mặt của Lục Tâm Đồng đột nhiên biến đổi, vội vàng thu lại thủ ấn trong tay, giữa không trung chỉ toàn khói độc tán loạn, lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên hỏi. Sao ngươi lại biết Lam bà? Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta không chỉ biết Lam bà, chuyện ta biết vẫn còn rất nhiều. Người là ai? Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lóe lên, nhìn về phía thanh niên tóc dài trước mắt hỏi với vẻ kinh ngạc, nhưng trong ký ức của mình hoàn toàn không có tí gì về người này, hình như mình cũng không quen biết hắn thì phải. Suy, đúng vào lúc này, trong mắt của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một cỗ quang mang kỳ dị lóe ra, thúc giục hư linh huyền ấn, trực tiếp bao phủ trên người của Lục Tâm Đồng. Lúc này, Lục Tâm Đồng vẫn còn đang nghi hoặc và suy tư, cho nên đã bị tấn công không kịp trở tay, ánh mắt lập tức dại ra, cả người liền ngây ra. Suy, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Lục Lâm Thiên nháy mắt liền lao tới, dùng một loại xu thế nhanh như sét đánh đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, giơ tay lên, một đạo chảo ấn lập tức rơi lên vai của Lục Tâm Đồng. Ngươi thua rồi, nhà đầu, nhớ rõ lần sau khi động thủ thì nhất định không thể chủ quan, trong lúc giao thủ, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến ngươi mất mạng. Âm thanh của Lục Lâm Thiên đã rơi vào trong tai của Lục Tâm Đồng. Hừ, ta thua rồi. Bất quá ngươi cũng chẳng hay ho hơn, nhìn xem tay của ngươi đi. Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã thoát khỏi ảnh hưởng của hư linh huyền ấn, khôi phục thần trí, âm thanh cũng vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, chính mình không ngờ dễ dàng buông lỏng cảnh giác như vậy, nếu như đây là một trận quyết chiến sinh tử thì vừa rồi mình đã thảm rồi, trong lúc giao thủ, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể lấy mạng của ngươi. Lục Lâm Thiên cúi đầu xuống nhìn, lúc này, bàn tay đang đặt trên vai Lục Tâm Đồng của mình đã biến thành màu đen, trong lúc vô thanh vô tức mình đã bị trúng kịch độc này đang lan ra khắp cánh tay của mình. Độc công thật mạnh. Lục Lâm Thiên thầm than, độc công của nha đầu Lục Tâm Đồng này đúng là vô cùng quỷ dị, mình chỉ chạm nhẹ một cái thì kịch độc đã xâm nhập vào cơ thể rồi. Độc của ta không ai có thể giải được, cho nên chúng ta chỉ có thể xem như hòa. Lục Tâm Đồng nhìn qua đối thủ đang đứng trước mặt, mình không thể thua được. Vì phi linh môn, mình nhất định phải thắng. Độc công của ngươi đúng là rất mạnh, bất quá cũng không phải là không ai giải được, hiện tại nó vẫn không thể làm gì được ta. Lục Lâm Thiên nói xong, thủ ấn kết xuất, cánh tay run lên một cái, cánh tay đang đen kịt lập tức khôi phục hồng nhuận. Đương nhiên Lục Lâm Thiên không phải đã giải độc thật, mà chỉ áp chế kịch độc này lại mà thôi, tới lúc đó chỉ có thể nhờ Tiểu Long giúp một tay, hoặc là trực tiếp tìm nha đầu kia lấy thuốc giải. Nhìn thấy độc của mình không ngờ không thể làm gì được đối thủ, trong mắt Lục Tâm Đồng lập tức hiện ra vẻ cả kinh, chưa từng gặp qua người nào không sợ độc công của nàng, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, nàng không muốn thua, vì ca ca, nàng thề phải thắng, cho dù có liều mạng dốc hết toàn lực cũng nhất định phải thắng, nhưng vừa rồi mình không ngờ lại thất bại do quá sơ suất. Ta thua rồi, mau nói cho ta biết, sao ngươi lại biết Lam bà, rốt cuộc thì ngươi là ai? Lục Tâm Đồng hỏi. Trong mắt chỉ còn vẻ cô đơn, mơ hồ xen lẫn với nước mắt. Đợi lần tranh tài này kết thúc thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Lục Tâm Đồng như vậy liền cảm thấy đau lòng, mấy năm nay cũng khiến cho tiểu nha đầu này thay đổi rất nhiều. Quỷ sát dương quá thắng. Trên đài cao, vị đại hán hoàng bào của thiên địa các cũng cảm thấy có chút bất ngờ, liên tục mấy trận rồi, quỷ sát dương quá đều có thể dễ dàng giành được phần thắng, vừa khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Lại thêm kinh thán. Sao đại tiểu thư có thể thua được, vừa mới giao thủ thôi mà. Trong phi linh môn, đám người thanh hỏa lão quỷ cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tên quỷ sát dương quá này vô cùng giàu hoạt, tâm đồng còn chưa đủ lão luyện. Đông vô mệnh khẽ thở dài. Lục Tâm Đồng nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt của đối phương lúc này không ngờ lại quen thuộc như vậy, giống hệt như ca ca vậy. Thiếu chút nữa là Lục Tâm Đồng đã cho rằng đây chính là ca ca của mình, ánh mắt của họ giống nhau đến vậy. Lục Tâm Đồng cẩn thận nhìn rõ người trước mắt, gần như là càng nhìn càng thấy giống,
chỉ là bộ dạng thì không phải, nhưng ánh mắt kia sao lại giống như vậy? Chẳng lẽ đã bị nhìn ra rồi sao? Lục Lâm Thiên thu hồi mục quang, tránh né ánh mắt của Lục Tâm Đồng, bây giờ còn chưa phải lúc để lộ thân phận, phải tiếp tục nhịn, chẳng mấy chốc nữa thôi thì mình có thể trở lại bên cạnh người thân của mình rồi. Lục Tâm Đồng khẽ thở dài, không nói gì nữa mà lập tức đi xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn không được mà nhìn thêm vài lần nữa. Quỷ sát Dương Quá thắng liền 4 trận, đạt được 4 điểm tích phân, có thể tiếp tục khiêu chiến. Vị đại hán hoàng bào trên đài cao lúc này cũng mang theo chút chờ mong nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không biết tên quỷ sát Dương Quá này còn có thể tiếp tục khiêu chiến hay không. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, 3 trận vừa rồi, chính mình không dốc hết sức, cũng không thể dốc hết sức, tiếp theo, chính mình có thể giành được vị trí đệ nhất hay không thì phải xem mình có thể thắng được bao nhiêu rồi. Nếu như muốn chắc ăn giành lấy vị trí thứ nhất thì phải toàn thắng cả 9 trận, vừa rồi chọn 3 người chính là bởi vì liên quan tới điểm tích lũy, chỉ có toàn thắng 9 trận liên tiếp thì mình mới có thể ngồi vững trên vị trí thứ nhất, bằng không thì sẽ có rủi ro, Long Dương Linh Quả liên quan tới thương thế của Nam Thúc. Mình nhất định không thể để xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên là tiếp tục khiêu chiến, tiếp theo, xin mời Đạm Đài Tuyết Phi cô nương của Thiên Vân Đảo chỉ giáo. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời. Trong huyết quản dâng lên một cỗ chiến ý, hiện tại những người có mặt ở đây, đều là những người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của toàn bộ đại lục, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho bất kỳ ai sinh ra chiến ý, chỉ có giao thủ với cường giả thì mới có thể giúp bản thân tiến bộ, mới có động lực để cố gắng. Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo xin phụng bồi. Một âm thanh nũng nịu vang lên, thân ảnh xinh đẹp thướt tha của Đạm Đài Tuyết Phi nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân, váy dài xanh biếc, lộ ra đường cong hoàn mỹ bên dưới. Dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng là vô cùng vũ mị, nhưng nhìn vào chỉ thấy bất yêu bất diễm, khiến người ta hận không thể nhìn lâu thêm một chút. Tiếp tục trận thứ 5, quỷ sát Dương Quá, chẳng lẽ hắn thật sự muốn bắt chước sát phá quân của 30 năm trước hay sao? Trên đài cao, mọi người thấp giọng bàn tán. Quỷ sát Dương Quá thắng liền 4 trận, đúng là khiến cho người ta khâm phục, xin thủ hạ lưu tình cho. Âm thanh phát ra từ đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn kia. Như mang theo một loại ma lực khiến cho người ta nghe xong đều cảm thấy lâng lâng. Trong lòng của Lục Lâm Thiên run lên, giọng nói này cũng khiến mình cảm thấy có chút tê dại, tựa như thiên lại chi thanh vậy, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, càng xem lại càng thấy nàng ta rất xinh đẹp, tựa như trích tiên vậy, phong tư chắc tuyệt, tựa như mộ yêu cơ tuyệt sắc, đôi mắt xinh đẹp tới mức khiến cho mình nhìn qua liền không nỡ rời đi, tựa như đấy chính là nơi ôn nhu nhất trên đời này. Vậy thì tiểu nữ không khách khí. Đúng vào lúc này, Đạm Đài Tuyết Phi cười khẽ một tiếng cười khẽ này khiến cho tâm thần của Lục Lâm Thiên cũng bị rung động, nụ cười này không ngờ động lòng người tới vậy. Lục Lâm Thiên đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn chẳng hạn, ai cũng vô cùng tuyệt mỹ, tuy nhiên, không có bất kỳ ai mê người như vậy. Suy, trong não hải của Lục Lâm Thiên, Đại Hồn Anh lúc này dường như cảm thấy được gì đó, lập tức bắn ra một cỗ sát khí. Tâm thần của Lục Lâm Thiên lập tức run lên. Mị công, đây là mị công. Ngay lúc đó trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh hãi, vừa rồi mình không ngờ bị rơi vào trong đó. Mị công như thế, hẳn là đã tu luyện tới tình trạng cực mạnh, nếu không thì tuyệt đối không thể nào chẳng để lại chút dấu vết gì như vậy được. Suy suy. Lúc này, sát khí quanh người Lục Lâm Thiên tuôn ra ảo ạt, nhiệt độ xung quanh tựa như đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như rớt vào hầm băng vậy. Sát khí ngập trời, mị công của Đạm Đài Tuyết Phi không thể nào tạo thành ảnh hưởng với Lục Lâm Thiên, ngược lại Đạm Đài Tuyết Phi còn bị sát khí của Lục Lâm Thiên áp chế nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Quỷ sát Dương Quá này người cũng như tên, sát khí này đúng là không tầm thường. Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, nhìn Lục Lâm Thiên đang ở trên sân rồi nói. Trên Thiên Vân Đảo, lúc này đám cường giả cảm nhận được sát khí trên người của quỷ sát Dương Quá, ánh mắt đều trầm xuống. Sát khí như vậy không biết trong tay người này rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh mệnh, chưa từng trải qua tiên huyết rửa tội thì sao có thể có sát khí như vậy được. Mị công của cô nương đúng là rất mạnh, bất quá cũng vô dụng đối với ta mà thôi, nếu như cô nương chỉ có mấy trò bàng môn tả đạo này thì cứ đầu hàng sớm đi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn về phía Đạm Đài Tuyết Phi. Các hạ tâm trí hơn người, bội phục, vậy thì hãy thử lại ngón đòn bàng môn tả đạo của ta đi. Đạm Đài Tuyết Phi nói, âm thanh không nhanh không chậm, lại càng thêm tê dại dị thường, khiến cho người ta nghe vào liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trong một sát na này,
Lục Lâm Thiên nháy mắt liền cảm thấy có chút không ổn, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của mình đã xuất hiện bên trong một biển lửa mênh mông vô tận, liệt hỏa hừng hực, lập tức cuồn cuộn lao về phía mình, khiến cho mình dường như không còn sức phản kháng nữa. Lúc này, trong mắt của đám người đang theo dõi chính là, chỉ thấy Quỷ Sát Dương Quá và Đạm Đài Tuyết Vi cũng lăng không mà đứng, tự tạo một đạo quang quyển bao phủ xung quanh người, hai mắt nhắm nghiền. Tuyệt học Huyễn Linh Chân Kinh của Thiên Vân Đảo, xem ra Mị Linh Vương có tính toán muốn truyền lại vị trí đảo chủ rồi nhỉ. Trên đài cao, Kình Linh Vương quay sang hỏi nhỏ Mộ Dung Lan Lan. Vậy thì phải xem tiểu đồ có năng lực đảm nhiệm vị trí đảo chủ Thiên Vân Đảo hay không nữa. Mộ Dung Lan Lan nói. Lấy thực lực và thiên phú của lệnh đồ thì hẳn là chắc chắn rồi, có thể tu luyện huyễn ảnh chân khí được tới mức này, đúng là không dễ dàng gì. Kình Linh Vương nói. Ảo cảnh, đây là ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh, Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm thần lúc này căn bản không bị ngoại vật quấy dày, loại ảo cảnh thế này, có chút tương tự với vũ linh huyễn cảnh của Vân Dương Tông, mình đã từng vượt qua vũ linh huyễn cảnh không ít lần, loại ảo cảnh này thì sao có thể vây hãm được mình. Phá cho ta! Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, trường bào run lên, lập tức phá vỡ mảnh liệt hỏa hừng hực trước mặt, nhưng đột nhiên trước mắt lại có một phiến sa mạc và bầu trời mênh mông xuất hiện. Ánh mặt trời gay gắt sát giữa không trung, thiêu đốt cho mặt đất toát lên từng luồng khí tựa như sương mờ, khắp phiến sa mạc này, nơi nào cũng bị cát vàng bao phủ, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Chút tài mọn. Lục Lâm Thiên tử thủ tâm thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn phía, thân ảnh lập tức lóe lên vài cái giữa sa mạc vô biên này, đột nhiên thủ ấn trong tay kết xuất, một đạo chảo ấn trực tiếp bổ về phía trời cao, khiến cho không gian trực tiếp bị xé ra. Giữa không trung, thủ ấn trong tay Đạm Đài Tuyết Vi không ngừng kết xuất, sắc mặt bắt đầu trắng bệch đi. Trên đài cao, đều là người có hiếu biết, lúc này đều cảm thấy hai người bọn họ giao thủ thế này đúng là quá mức hung hiểm, thế này so với giao thủ trực tiếp thì chính là nguy hiểm hơn rất nhiều. Theo không gian trên sa mạc bị xé rách thì lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên lại xuất hiện bên trong một gian phòng tinh xảo, bên trong gian phòng lúc này lại xuất hiện một màn cực kỳ hương diễm, bên trong phòng lúc này xuất hiện 9 nữ tử vô cùng xinh đẹp. Mỗi người đều mặc sa y trong suốt, thân hình nóng bỏng linh lung như ẩn như hiện, da thịt bóng loáng như ngọc tuyết. 9 vị nữ tử tuyệt mỹ lúc này đang không ngừng ném mấy ánh mắt vô cùng câu hồn cùng vũ kỹ khiêu gợi sang cho Lục Lâm Thiên, sa y dương khẽ, thân thể như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Một màn này quả thực là quá mức mê người, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, bắt đầu có chút mê ly, nhưng vẫn có thể giữ được thanh tỉnh. Giữa không trung, Đạm Đài Tuyết Phi đột nhiên mở to hai mắt, cắn răng, trong tay lập tức lại kết xuất một đạo thủ ấn quỷ dị. Bên trong ảo cảnh, hai mắt của Lục Lâm Thiên vẫn cứ xen lẫn giữa mê ly và thanh tỉnh, giống như đang giằng co, trong nháy mắt, trong phòng lại xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp khác, mà thân ảnh ấy chính là Đạm Đài Tuyết Phi. Trong phòng, Đạm Đài Tuyết Phi lúc này cũng đang nhẹ nhàng nhảy múa, xoay tròn uyển một cách vô cùng kỹ thuật, càng xem càng thấy mê người, đôi mắt, chân mày, bàn tay. Vòng eo của nàng, thứ nào cũng khiến cho người ta nhìn không được mà say mê, vũ khí mạn diệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay áo bồng bềnh phiêu động, ánh mắt bất yêu bất diễm kia cũng khiến cho người ta cảm thấy khó mà dằn lòng nổi, chỉ có thể đắm chìm sâu vào trong đó. Lục Lâm Thiên lúc này dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong, ánh mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi đầy vẻ ái mộ không thôi. Đúng lúc này, trong mắt của Đạm Đài Tuyết Phi có ba quang lưu chuyển, ngọc thủ vừa nhấc, chậm rãi vươn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt câu hồn. Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, não hải lập tức khôi phục thanh minh, một cỗ linh hồn lực từ bên ngoài đang muốn tràn vào bên trong não hải của mình, nhưng lại bị sát khí ngập trời trên người đại hồn ảnh tỏa ra ngăn cản lại. Có thể xem được vũ kỹ tuyệt vời của cô nương, coi như mở rộng tầm mắt. Ngay lúc ngọc thủ của Đạm Đài Tuyết Phi sắp chạm vào Lục Lâm Thiên thì Lục Lâm Thiên lập tức mở miệng nói chuyện. Trong tay lập tức đẩy nhanh một đạo trưởng ấn ra, trong nháy mắt liền nện thật mạnh lên tay của Đạm Đài Tuyết Phi. Phanh phanh, âm thanh nổ lớn vang lên, kinh khí thối tung, tất cả trong gian phòng đó nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, 9 yêu cơ xinh đẹp mê người kia cũng hóa thành năng lượng ảnh biến mất vô tung. Bịch bịch, lúc này, thân thể của Đạm Đài Tuyết Phi trên quảng trường đột nhiên lóe lên, lập tức lùi lại vài bước, Huyễn Linh Chân Kinh do mình thi triển ra. Cộng thêm linh hồn lực của mình coi như không tệ so với những người có tu vi đồng cấp, cho dù là tam trọng linh vương mà lạc vào bên trong ảo cảnh của mình thì cũng khó mà có thể phá vỡ được,
nhưng bây giờ lại không thể nào vây khốn được tên linh vương nhất trọng quỷ sát dương quá này. Đạm Đài Tuyết Phi nào có biết là, huyễn linh chân kinh mà nàng tu luyện mặc dù là tuyệt học của Thiên Vân Đảo, uy lực rất lớn, ảo cảnh kia, với thực lực linh vương nhị trọng của nàng thì quả thực dù có muốn vây khốn linh vương tam trọng cũng không thành vấn đề. Nhưng mặc dù Lục Lâm Thiên chỉ là linh vương nhất trọng, nhưng sự tôi luyện và tâm trí của hắn từ trước tới nay đã sớm vượt khỏi sự tưởng tượng của người bình thường rồi, đồng thời do đã từng dùng qua các thứ như thánh quả vũ linh, địa linh dịch, hồn linh quả, đều là những bảo vật mang tới chỗ tốt cực lớn cho tâm trí và linh hồn lực. Lúc này mặc dù tu vi của hắn chỉ là linh vương nhất trọng nhưng nếu như so linh hồn lực thì linh hồn lực của nhị trọng linh vương như Đạm Đài Tuyết Phi tuyệt đối không thể nào so được với hắn. Linh hồn lực mới chính là chỗ dựa lớn nhất của Lục Lâm Thiên ở thân phận linh giả. Đạm Đài Tuyết Phi này xem qua trận chiến của Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan xong, mặc dù uy lực của huyễn ảo đao trận rất mạnh, mình lúc này cũng mang chút thương thế trong người, sợ là khó mà có thể đối phó được, cho nên mới chọn công kích trong ảo cảnh, nhưng lại không ngờ, kỳ thực huyễn ảo đao pháp không phải là con bài tẩy mạnh nhất của Lục Lâm Thiên, ở trình độ linh giả thì lá bài tẩy mạnh nhất của Lục Lâm Thiên chính là linh hồn lực biến thái kia. Ảo cảnh bị phá, sắc mặt của Đạm Đài Tuyết Phi lại trắng bệch hơn nữa, lúc này nàng ta cũng không chút do dự, thủ ấn đột nhiên kết xuất, bên trong mi tâm có một đạo linh hồn quang trụ lập tức bắn ra thật mạnh về phía Lục Lâm Thiên, linh hồn uy áp khổng lồ tràn ngập, cả không gian đều rung chuyển, linh hồn quang trụ kia thì vẫn cứ lao thẳng đến chỗ Lục Lâm Thiên. Suy suy, trên quảng trường, hai mắt đang nhắm chặt của Lục Lâm Thiên đột nhiên mở to ra, nhìn thấy đạo linh hồn quang trụ kia đang lao tới. Lục Lâm Thiên mặt không đổi sắc, thân hình cao lớn đột nhiên lại lao nhanh về phía đạo linh hồn quang trụ kia, xung quanh thân thể lúc này đột nhiên lại có một luồng sát khí bắn mạnh ra, cười lớn nói. Linh hồn công kích, cũng chỉ có vậy mà thôi. Phanh! Trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, linh hồn quang trụ của Đạm Đài Tuyết Phi trực tiếp đánh trúng đầu của Lục Lâm Thiên, nhưng lúc này, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không thèm để ý, trong tay kết xuất thủ ấn, lạnh lùng quát một tiếng. Cầm hồn linh quyết. Lời vừa dứt thì quanh thân của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị nổi lên cuồn cuộn, khí tức vốn rất kinh người, nay còn trở nên cuồng bạo hơn nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo quang mang chói mắt yên lặng xuất hiện bên trong không gian này. Bên trong hào quang bao phủ, dưới cỗ khí tức quỷ dị này, linh hồn của tất cả mọi người lập tức cảm giác khựng lại, dường như trong lúc vô hình đã bị phong tỏa, điều này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không tin nổi. Linh hồn lực bàng bạc vô hình bao phủ cả khoảng sân, cỗ linh hồn uy áp mơ hồ thế này, cho dù là cường giả thì cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Loại ảnh hưởng tới từ tận sâu bên trong trái tim thế này, hoàn toàn không liên quan gì tới trình độ chân khí và linh lực cả. Lúc này, người bị ảnh hưởng lớn nhất trong đây chính là Đạm Đài Tuyết Phi, bên trong cỗ quang mang lặng lẽ xuất hiện này, Đạm Đài Tuyết Phi cảm giác được linh hồn của mình dường như cũng bị giam cầm vậy, trong não hải cảm thấy vô cùng mê muội và khó chịu. Hồn anh của mình bị một cỗ lực áp chế, cứ như thể muốn bạo phá luôn. Đạm Đài Tuyết Phi cảm thấy kinh hãi, sự giam cầm linh hồn này, đã mất hết khả năng tấn công, trong lúc điện quang hỏa thạch, đột nhiên trên vai có một cỗ cự lực kéo nghiêng xuống. Ầm ầm, một đạo trưởng ấn linh lực trực tiếp đánh trúng vai của Đạm Đài Tuyết Phi, cự lực hạ xuống, cả không gian cũng đều vặn vẹo. Phụt, trong miệng của Đạm Đài Tuyết Phi phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình rơi thật mạnh xuống đất, mặt đất phía dưới cũng bị chấn động mạnh, nơi nàng rơi xuống, đá vụn văng tung tóe, mặt đất cũng rạn nứt. Lục Lâm Thiên không hề thương hoa tiếc ngọc, đánh bại Đạm Đài Tuyết Phi, chính là đạt được một trận thắng cho bản thân mình, lưu thủ trước mặt đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân mình, trong lúc giao đấu, chỉ hơi nương tay chút thôi cũng có thể tạo thành cơ hội cho đối thủ lật ngược tình thế, những ví dụ điển hình đã có không ít. Phụt. Đạm Đài Tuyết Phi lảo đảo đứng dậy trong đám đất vụn dưới đất, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Lúc này cả quảng trường cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngàn vạn đôi mắt đang nhìn theo, thứ mọi người nhìn thấy chính là quỷ sát dương quá không thèm đếm xỉa gì với linh hồn công kích của Đạm Đài Tuyết Phi, chỉ một chiêu liền đánh Đạm Đài Tuyết Phi trọng thương. Nhìn thấy một màn như thế này, tất cả cường giả bên trong Thiên Vân Đảo cùng với những sơn môn khác trong tứ các tứ đảo phần lớn đều cảm thấy không thể nào ngờ nổi. Thanh danh và thực lực của Đạm Đài Tuyết Phi hầu như ở thành Ma Vân không ai mà không biết được. Người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi ở thành Ma Vân cũng là thiên chi kiều nữ của Thiên Vân Đảo. 20 tuổi đã đột phá tới Linh Vương, xem như là thiên chi kiều nữ ngàn năm khó gặp của Thiên Vân Đảo, lúc này không ngờ lại thua trong tay quỷ sát dương quá một cách dễ dàng như vậy.
Trên quảng trường lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi xem Đạm Đài Tuyết Vi có ra tay nữa hay không, lúc này sắc mặt không ít cường giả trong Thiên Vân Đảo âm trầm. Mà Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan kia lúc này vẻ mặt biến ảo liên tục. Thực lực của ái đồ nàng tuyệt đối không kém, còn muốn tiến vào top 3, thế nhưng hiện tại, hết thảy mọi chuyện đều vượt quá dự đoán của nàng. Mà đối với sắc mặt không tốt của đám người Thiên Vân Đảo, chúng cường giả khác lúc này vô cùng kinh ngạc. Quỷ sát dương quá này không sợ linh hồn công kích, quả thực chính là sự tình vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ người này còn ẩn giấu thực lực. Ta thua. Trên quảng trường yên tĩnh lúc này thanh âm rõ ràng của Đạm Đài Tuyết Phi vang lên. Nhìn thanh niên áo xanh trước mặt, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi vô cùng phức tạp, trong thành Ma Vân, nàng chưa từng bao giờ thua trận, lần này tới thành Cự Giang tham gia thi đấu chọn thập đại cường giả trong thanh niên đồng lứa. Mặc dù là cường giả tụ tập thế nhưng nàng cũng tự tin. Nếu như ai muốn thắng nàng mà nói, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng vừa rồi nàng đã bại trận, bại một cách cực kỳ khó coi. Loại đả kích này đối với nàng mà nói, tuyệt đối không nhỏ. Giống như ca ca, như thế nào lại giống như vậy? Mắt Lục Tâm Đồng sáng lên, nhìn chăm chú vào thanh niên áo xanh kia, càng nhìn càng thấy giống, thế nhưng rõ ràng là không phải ca ca của nàng. Tên này không phải là háo sắc sao? Đạm Đài Tuyết Phi này cũng coi như nữ tử tuyệt sắc, vì sao lại không thừa cơ chiếm tiện nghi? Dưới quảng trường, Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc nói. Không sợ linh hồn công kích, thực sự là hồn linh khí phòng ngự sao? Trong thiên các, Tử Yên lẩm bẩm nói. Quỷ sát dương quá thắng. Trên đài cao, đại hán mặc hoàng bào sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại rồi nhanh chóng tuyên bố. Quỷ sát dương quá này đã liên tục thắng 5 trận. Quỷ sát dương quá. Lúc này từ bốn phía, tất cả mọi người đều đang đợi xem quỷ sát dương quá có thể thắng thêm một ván nữa hay không. Mà giờ phút này, tất cả những người ủng hộ quỷ sát dương quá đều xôi trào. Mời dương quá chỉ giáo. Không đợi đại hán mặc hoàng bào mở miệng, ánh mắt Lục Lâm Thiên trực tiếp nhìn vào thanh niên áo xám cũng có tên dương quá kia. Còn muốn khiêu chiến sao? Trên đài cao lúc này mọi người xôn xao, quỷ sát dương quá này đã liên tiếp chiến 5 trận, còn muốn khiêu chiến nữa. Xem ra hắn cũng muốn làm giống như sát phá quân 30 năm trước. Quỷ sát dương quá, hay lắm. Nghe quỷ sát dương quá muốn khiêu chiến lần nữa, đám người xem chung quanh lúc này lập tức hô lớn. Tiếng hô sau to hơn tiếng hô trước, liên tiếp thắng 5 trận đã khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ, hiện tại lại muốn đấu trận thứ 6. Không biết lúc này quỷ sát dương quá này có thể chiến thắng nữa không, trong lòng mọi người lúc này vô cùng chờ mong. Siêu siêu, hóa ra người cũng gọi là dương quá, rốt cuộc chúng ta cũng có cơ hội chiến một trận. Thanh âm trầm thấp, chất phác vang tới. Lập tức một thân ảnh màu xám lóe lên. Trong lúc mọi người còn chưa nhìn rõ thì thân ảnh này đã lập tức đáp xuống quảng trường. Trong quảng trường rộng lớn, hai đạo thân ảnh đứng đối diện nhau, một xanh một xám. Hai cỗ khí thế bắt đầu tràn ra. Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta cũng có thể chiến một trận. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt đảo qua trên người dương quá. Thực lực người này cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nhìn thấu. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, thực lực dương quá này tuyệt đối cường hãn, sợ rằng còn mạnh hơn Lam Thập Tam. Hai dương quá này đối chiến với nhau, không biết quỷ sát dương quá còn có thể chiến thắng không? Thắng liên tiếp 5 trận. Quỷ sát dương quá này cho dù mạnh tới đâu cũng tiêu hao không ít. Thực lực dương quá này cũng không yếu. Có lẽ quỷ sát dương quá muốn chiến thắng hắn cũng rất khó. Dương quá kia khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Ta đang rất muốn nhìn xem, quỷ sát dương quá này đến cùng có thể liên tiếp thắng 9 trận không? Nếu như là có, quả thực lại có một sát phá quân xuất hiện. Xem tiếp đi rồi sẽ rõ. Không biết sẽ có tình huống khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn hay không. Trên đài cao, không ít người thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn vào hai thân ảnh một xanh một xám trên quảng trường. Linh hồn lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hơn nữa, đao trận ngươi thi triển uy lực cũng không yếu, thế như tu vi ngươi quá thấp cho nên cũng không ảnh hưởng tới ta. Hy vọng ngươi còn có thủ đoạn khác để ta không thất vọng. Xuất hiện lâu như vậy, quả thực ta chưa gặp được đối thủ. Nhìn Lục Lâm Thiên, trên người thanh niên áo xám tên dương quá kia có một cỗ chân khí thuộc tính thổ tràn ra. Cánh tay áo hắn vung lên, một cỗ kình phong mạnh mẽ dưới thân thể thành hình, nhanh chóng đem bụi bặm dưới mặt đất thổi ra bốn phía.
lúc này bộ dáng chất phác kia trên người Dương Quá này đã không thấy đâu nữa. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, mái tóc mất trật tự tung bay, trong ánh mắt có một cỗ chiến ý tràn ra. Vậy để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc đã tới bước nào rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Dương Quá trước mặt, người này nhìn qua có chút ngây ngốc, bất quá một khi động thủ tuyệt đối sẽ không giống vậy. Người này cũng coi như là đầu hắc mã lớn nhất trong lần thi đấu thập đại cường giả lần này, có thể chiến cùng hắn một trận quả thực cũng là cơ hội khó cầu. Thanh âm vừa dứt, áo bào trên người Lục Lâm Thiên run lên, một cỗ linh lực trong người tuôn ra. Khí thế không ngừng kéo lên, hai người lập tức đối nghịch với nhau. Quỷ sát Dương Quá, cố lên! Dương Quá, cố lên! Bốn phía, người ủng hộ hai người lúc này lập tức hô vang tên hai người. Tiếng ầm ĩ hội tụ, vang vọng trong không trung. Siêu siêu! Đột nhiên, hai người dường như có sự ăn ý, khí thế hung hãn trên người lập tức tuôn ra. Chân khí thuộc tính thổ màu vàng cùng với linh lực vô hình từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Cuối cùng nhanh chóng bao phủ cơ thể hai người. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ tạo thành cảm giác áp bách lan tràn, khiến cho những người thực lực hơi yếu trên thính phòng lúc này hô hấp có chút khó khăn. Cha, Dương Quá tiên sinh đã chiến trận thứ 6 rồi. Không biết có thể chiến thắng hay không? Tỷ muội hoàng gia lúc này vô cùng khẩn trương ngồi trên thính phòng. Liên tiếp đánh 5 trận khiến cho nhị nữ khẩn trương không thôi. Ta cũng không biết, thực lực Dương Quá tiên sinh so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn rất nhiều. Mấy trận vừa rồi xem như khiến ta mở rộng tầm mắt. Lúc này Hoàng Chí Lương cũng vô cùng khẩn trương, hai tay không ngừng ma sát với đùi mình. Chiến ý thật mạnh mẽ. Trên đài cao, cảm nhận được cỗ chiến ý trên quảng trường, một đám cường giả không khỏi cảm thán một câu. Trên quảng trường, lúc này hai người nhìn chăm chú vào đối phương. Nếu nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra, không gian quanh thân hai người lúc này gợn sóng bị đánh bật ra. Bốn mắt nhìn nhau. Chiến ý trong mắt hai người bắn ra. Khí tức Dương cung bạt kiếm lan tràn trong quảng trường. Một lát sau rốt cuộc khí tức này nổ tung. Siêu siêu. Thân ảnh hai người cùng một lúc bắn về phía trước. Tốc độ cực nhanh, người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh hai người cũng không nhiều. Đại bộ phận người chỉ có thể thấy hai cái bóng mơ hồ đang bắn về phía trước mà thôi. Phanh phanh. Hai người giống như hai đạo lưu tinh trực tiếp va chạm, mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo rồi va chạm vào một chỗ. Siêu! Trong tay Dương Quá kia mang theo một đạo quyền ấn bao phủ thuộc tính thổ nồng đậm, nhanh chóng đánh về phía trước. Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Dương Quá này chính là vũ giả thuộc tính thổ, công kích cực kỳ cường hãn. Cánh tay Lục Lâm Thiên vung lên, hai đạo năng lượng trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Trong thanh âm bạo liệt, Lục Lâm Thiên có cảm giác đạo trưởng ấn của mình như đánh vào một tấm thép. Căn bản không có cách nào dung chuyển công kích của đối phương. Trong kình khí tán loạn mang theo quang mang mạnh mẽ bắn ra, khiến cho Lục Thiếu Du bị đẩy lùi ra phía sau. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm biết đối phương khó dây vào, thủ ấn trong tay lặng lẽ kết xuất, cấm hồn linh quyết lập tức được thi triển, một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện. Ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển linh hồn công kích. Thanh âm của Dương Quá trong nháy mắt vang lên. Cùng với đó là thân thể của hắn nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Lúc này một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ra. Tốc độ của Dương Quá này nhanh như thiểm điện, bàn chân đạp không khí lập tức xuất hiện phía sau hắn. Không ngờ lại tránh đi được công kích của cấm hồn linh quyết của hắn. Tốt, rất nhanh. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức kinh hãi, tốc độ của Dương Quá này tuyệt đối là người nhanh nhất mà hắn từng chạm trán. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được không ổn. Siêu. Lúc này Dương Quá lăng không xuất hiện, một đạo quyền ấn thuộc tính phong nhanh chóng được đánh ra. Không gian lập tức lắc lư, một đám năng lượng thuộc tính phong khuếch tán. Cả không gian lúc này gào thét, phong vân biến sắc. Mà một đạo quyền ấn mang theo kình khí ngập trời bắn xuống. Dưới một quyền này, kình phong mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian. Thanh âm xé gió sắc bén khiến cho màng tai người ta đau đớn, cả không gian dưới một quyền này bắt đầu lắc lư. Thật mạnh. Nhìn qua một quyền giống như lưu tinh đánh tới, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng ngưng trọng. Linh lực trong cơ thể lập tức như hồng thủy tuôn ra. Miệng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Hóa thú linh ấn. Thanh âm vừa dứt, một đạo quang mang chói mắt nhanh chóng xuất hiện. Năng lượng đáng sợ chấn động khiến cho trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm đục. Gợn sóng trong không gian lúc này cuồn cuộn không ngớt,
Trong cỗ quang mang mạnh mẽ này, một đạo thú ảnh giống như cự hổ chừng nghìn trượng đột nhiên hiện lên trong không trung. Giống. Cự hổ gào thét, khí thế tràn ngập thiên địa. Lúc này một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta run sợ lập tức tràn ra. Năng lượng cường hãn cùng với uy áp mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán khiến cho cả không gian chấn động kịch liệt. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng đẩy ra. Toàn thân cự hổ run lên, thân thể khổng lồ nhanh chóng bắn về phía trước mang theo một cỗ khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt đầu cự hổ này cùng với một đạo quyền ấn của Dương Quá kia nhanh chóng va chạm cùng một chỗ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm, lập tức giống như tiếng sấm nổ đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Phanh phanh, hai cỗ năng lượng va chạm, thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng. Lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, dưới đạo quyền ấn kia cự hổ do Lục Lâm Thiên thúc dục ra chỉ kiên trì được một lát rồi bị đạo quyền ấn đánh thành mảnh vỡ. Một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phía. Mà lúc này Lục Thiếu Du giống như bị một kích mạnh mẽ, thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, nặng nề đập xuống mặt đất. Phanh! Mặt đất rạn nứt, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp đập xuống, đá vụn bắn ra bốn phía, ngay cả mặt đất cũng rung động. Bụi mù bắn ra bốn phía khiến cho tầm mắt mọi người bị ngăn trở. Khục khục! Dương Quá trên không trung cũng nhanh chóng lùi lại mấy bước, trong đầu một trận mê muội. Trong hóa linh thú ấn này xen lẫn linh hồn công kích khiến cho hắn chịu không ít ảnh hưởng. Quỷ sát Dương Quá bại rồi. Rốt cuộc cũng bại rồi sao? Dương Quá này quá mạnh mẽ a. Bốn phía lúc này hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào trong đám bụi bặm trong quảng trường. Trên đài cao, lúc này ánh mắt của tất cả cường giả đều mang theo sự nghi hoặc, vội vàng nhìn vào trong đám bụi mù kia. Ngay khi đám bụi mù tiêu tán, trong không gian kia mơ hồ có một thân ảnh đang đứng đó. Lúc này thân ảnh kia đã vỗ ống tay áo, đám bụi chung quanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện rõ ràng, người này chính là Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có bộ dáng giống như bị thương, vẻ lạnh nhạt trên mặt luôn thường trực. Không có việc gì, quỷ sát Dương Quá không ngờ lại không có việc gì. Nhìn thấy quỷ sát Dương Quá bình yên đứng đó, tiếng ầm ĩ bốn phía lại một lần nữa bộc phát. Thân là linh giả, phòng ngự của ngươi quả thực vô cùng mạnh mẽ. Dương Quá lăng không mà đứng, lúc này hắn nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc rồi nói. Đao trận của ngươi nên thi triển rồi chứ? Hóa ra cũng là vũ giả song hệ A, vậy thì như ngươi mong muốn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thu liễm lại. Một cỗ khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tràn ra, cùng với đó là một cỗ quang mang chói mắt xuất hiện. Đông đông! Quang mang vừa xuất hiện, đột nhiên hóa thành 333 đạo đao mang. Đao mang dựng đứng, tựa như vòng xoáy xoay quanh Lục Lâm Thiên vô cùng huyền ảo. Lúc này khí tức mạnh mẽ từ trong đó không ngừng truyền ra. Đao mang cắt vỡ gợn sóng trong không gian, khí tức bức người tỏa ra bốn phía. Cả không gian lúc này run rẩy không ngừng. Huyễn diễn đao trận, đi! Thân thể Lục Lâm Thiên lại một lần nữa lăng không mà đứng. Tâm thần khẽ động, 333 đạo đao mang quanh người lập tức phóng lên trời, hóa thành đường đạo lưu quang cực lớn, giống như một cơn mưa lớn, nhanh chóng bắn về phía không gian nơi Dương Quá kia đứng, trực tiếp vây khốn không gian hơn nghìn thước xung quanh hắn. Đao mang bao phủ, nhìn như lộn xộn thế nhưng lại ẩn chứa phương vị âm dương trong thiên địa. Mỗi một đạo đao mang mơ hồ tương liên với nhau, vô cùng huyền ảo. Lúc này, trong đao trận, dưới kình khí áp bách, cả không gian đã vặn vẹo. Dưới cỗ kình khí này, mái tóc của Dương Quá kia vốn đã lộn xộn lúc này càng thêm rối tung, y phục dính sát vào người, kình phong bắn ra bốn phía khiến cho thân thể hắn đau đớn. Siêu siêu! Đao trận đã bắt đầu co nhỏ lại, uy áp kinh người lan tràn. Dưới cỗ khí thế mạnh mẽ này, đao mang cuồn cuộn khiến cho không gian như bị xoắn thành từng mảnh vỡ. Đao trận của ngươi rất mạnh, nếu như tu vi của ngươi mạnh hơn một chút, ta muốn phá vỡ nó chỉ sợ sẽ rất khó. Thế nhưng bây giờ, ta nói rồi, đao trận của ngươi còn không vây khốn được ta. Dương Quá chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn ra tinh quang. Mà trên khuôn mặt hắn lúc này lập tức xuất hiện một chiếc khải giáp bằng chân khí màu vàng. Khải giáp này giống như một tầng nham thạch bao bọc cơ thể hắn. Khải giáp bao phủ, nhanh chóng chống cự với kình khí mạnh mẽ trong đao trận. Siêu! Đồng thời, Dương Quá này nhanh chóng bước ra phía trước một bước. Năng lượng thuộc tính thổ quanh người nhanh chóng tràn ngập.
tỷ tỷ đã từng nói, đừng bộc lộ toàn bộ thực lực. Nhưng vì phá đao trận của ngươi, ta phải dùng toàn lực mới được. Ngươi là người thứ nhất khiến ta phải dùng toàn lực. Thanh âm Dương Quá vừa dứt, tinh quang trong mắt bắn ra. Bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh hư không một cái. Một cỗ khí thế ngập trời lập tức tuôn ra. Mà cỗ khí tức này khiến cho đao trận Lục Thiếu Du bố trí lập tức bị ảnh hưởng, trong nháy mắt bị đình trệ. Trời, Vũ Vương Tứ Trọng. Dương Quá này không ngờ đã là Vũ Vương Tứ Trọng. Cường giả Vũ Vương Tứ Trọng, không nghĩ tới tu vi người này đã tới tình trạng như vậy. Dương Quá bộc lộ khí tức Vũ Vương Tứ Trọng, trên đài cao lúc này lập tức vang lên thanh âm xôn xao. Cấp độ Vũ Vương, cách nhau mỗi một trọng đều là một cái rãnh lớn. Muốn đột phá một trọng mà nói, khó càng thêm khó. Thực lực tới loại cấp độ này, mỗi một trọng đều cách nhau khá xa. Trong đám cường giả trẻ tuổi, Đạm Đài Tuyết Phi kia dùng tu vi Linh Vương nhị trọng cùng với Lam Thập Tam là Vũ Vương tam trọng đã khiến cho người ta tuyệt đối khiếp sợ. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một Vũ Vương tứ trọng, tuyệt đối khiến cho người khác khó có thể tin. 30 năm trước, Sát Phá Quân đánh bại 9 người khác, thực lực của hắn khi đó chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Cường giả trẻ tuổi dưới 30 tuổi, cũng không có ai đạt tới cấp bậc này. Quả thực chính là đầu hắc mã lớn nhất a. Không ít người lúc này không khỏi thấp giọng sợ hãi than. Dương Quá này không biết đến từ nơi nào, thiên phú cùng thực lực như vậy quả thực khiến cho người khác giận người. Nếu như thu vào làm một hạ, ngày sau tuyệt đối sẽ là một cường giả cường hãn. Đột phá vũ tôn có lẽ cũng không cần bao lâu. Những người dự thi khác lúc này cảm nhận khí tức của Dương Quá, sắc mặt lập tức biến đổi. Hóa ra là Vũ Vương tứ trọng, che giấu đủ sâu a. Lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng trầm xuống. Vũ Vương tứ trọng, thực lực Vũ Vương tứ trọng chính thức so với có thể nhận được thực lực Vũ Vương tứ trọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt này, chân khí bàng bạc trong cơ thể Dương Quá kia tuôn ra. Quyền ấn trong nháy mắt biến đổi. Đạo quyền ấn này cực kỳ quỷ dị. Mỗi một đạo quyền xẹt qua không gian khiến cho trong không gian xuất hiện một vết lõm. Phá cho ta. Thanh âm vừa dứt, đạo quyền ấn trong tay Dương Quá đột nhiên biến đổi, vô số đạo quyền ấn từ đó bắn ra. Chân khí mênh mông giống như là hồng thủy bạo phát. Lúc này, trong thiên địa lập tức có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm nhanh chóng xuất hiện trong không gian. Lúc này Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được đao trận đã bị áp chế, giống như mất đi liên hệ với hắn. Năng lượng thuộc tính không gian. Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ này, Dương Quá kia không ngờ cũng đã đạt tới tình trạng tự thành không gian. Không gian năng lượng thuộc tính này tuy rằng không lớn, bất quá đủ để làm ảnh hưởng tới đao trận của hắn. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này đã có dự cảm không tốt. Vũ Vương tứ trọng, bằng vào thực lực Linh Vương nhất trọng hiện tại của hắn, thúc giục ra huyễn diên đao trận cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới Dương Quá này. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, Dương Quá đánh ra từng đạo quyền ấn cường hãn. Mỗi một đạo quyền ấn đều tạo thành một vết lõm sâu trong không gian. Quyền ấn như thiểm điện đánh ra, lực lượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, sau đó dùng uy thế mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh nhanh chóng đánh xuống. Cả không gian đột nhiên run lên, vô số đạo quyền ấn nhanh chóng va chạm vào đao mang. Tia lửa bắn ra bốn phía. Quyền ấn đánh vào đao trận, gợn sóng trong không gian lúc này giống như một cơn sóng lớn lan tràn ra bốn phía. Năng lượng trong thiên địa lúc này đều gào thét, hóa thành từng đạo năng lượng giống như thực chất bao phủ trên quảng trường. Ầm ầm. Va chạm khủng bố giống như thiên thạch va chạm, trong nháy mắt tạo thành tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Lúc này cả không gian xung quanh quảng trường đều run rẩy. Trên mặt sông Bao La phía xa, lúc này xuất hiện từng cơn sóng lớn cuồn cuộn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này mỗi một đạo quyền ấn nhanh chóng nện vào một chỗ với đao mang. Gợn sóng trong không gian giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Mặt đất dưới quảng trường nhanh chóng sụp xuống rồi rạn nứt. Siêu siêu. Năng lượng khủng bố nhanh chóng khuếch tán trên quảng trường. Lúc này Dương Quá dưới khải giáp màu vàng bao phủ tựa như một thiên thần, mỗi một đạo quyền ấn nhanh chóng nện vào phía trên đao mang. Trực tiếp khiến cho không gian chấn động không ngừng. Hừ. Thực lực mạnh mẽ như vậy đánh ra công kích. Lục Lâm Thiên toàn lực thúc giục đao trận lúc này cũng gần như không có cách nào chống lại. Linh lực trong cơ thể lúc này tiêu hao hầu như không còn. Vũ Vương tứ trọng, thực lực quá mạnh mẽ, cường giả Vũ Vương, mỗi một trọng đều cách nhau vô cùng lớn, chính là một cái hào rộng, quả thực lời đồn không sai một chút nào.
hai người này không ngờ lại mạnh tới tình trạng này. Trên đài cao, không ít cường giả âm thầm thở dài. Cường giả trẻ tuổi những năm này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Quá mạnh. Trong Phi Linh Môn, Thiên Độc Yêu Long không nhịn được mà cảm thán một câu. Không xong. Trên quảng trường, lúc này Lục Lâm Thiên thầm nghĩ một tiếng không xong. Dưới quyền ấn hung hãn ngập trời kia, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác một đạo thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi thua. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh dương quá lóe lên, một đạo quyền ấn trực tiếp phá vỡ đao trận. Quyền ấn phá vỡ hư không, cả không gian lúc này dường như triệt để ngưng kết, một cỗ khí tức cùng với năng lượng cường hãn từ trong quyền ấn bắn ra. Cỗ lực lượng ngập trời này nhanh chóng chút vào lưng Lục Thiếu Du. Phanh phanh. Không gian run lên, giống như là sụp đổ. Tiếp theo trong nháy mắt có một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Thân thể Lục Lâm Thiên từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Giống như con chim bị đoạn cánh, hung hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn rạn nứt, đá vụn bắn ra bốn phía, cả quảng trường rung chuyển, từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Quỷ sát dương quá bại rồi. Cuối cùng vẫn phải thua a. Vũ Vương tứ trọng, quỷ sát dương quá cuối cùng cũng không có cách nào chống lại. Trong nháy mắt này vô số tiếng thở dài truyền ra. Một kích như vậy, quỷ sát dương quá kia tuyệt đối sẽ thua. Không phải thực lực của hắn yếu mà là thực lực đối thủ quá mức cường hãn. Trong không gian lúc này lại một lần nữa tĩnh lặng, tất cả những người ủng hộ quỷ sát dương quá như ngừng thở. Lúc này không biết quỷ sát dương quá có thể đứng dậy hay không. Kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía khiến cho không người nào có thể xem xét. Mà một lát sau, kinh khí hỗn loạn tiêu tán, trong cái hố sâu cực lớn kia, lần nữa lại có một thân ảnh đang lạnh nhạt đứng lên. Ngay khi đạo thân ảnh này hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người, tiếng ầm ĩ cực lớn mang theo sự kinh ngạc, hoảng sợ vang vọng trong không trung. Quỷ sát dương quá đứng dậy rồi, hắn không bị làm sao. Đám khán giả xôn xao, trước mặt bao nhiêu người, quỷ sát dương quá kia lúc này lại đứng dậy không chút tổn hao gì, mà khí tức trên người cũng không chút biến hóa. Làm sao có thể như vậy, lực phòng ngự của Linh Vương nhất trọng tại sao có thể mạnh như vậy chứ? Không ít cường giả lúc này cũng sợ hãi, thán phục mà líu lưỡi. Dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Lâm Thiên. Lăng Thanh Tuyền, Lam Thập Tam, Tử Yên, Lục Vô Song, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan lúc này đều trợn mắt. Vừa rồi một quyền của Dương Quá kia bất luận là ai trong bọn họ bị đánh trúng, hậu quả không cần nói cũng biết. Mà không ngờ quỷ sát Dương Quá này lại có thể nhẹ nhõm tiếp được như vậy. Quỷ sát Dương Quá! Quỷ sát Dương Quá! Trên hòn đảo bốn phía cùng với thính phòng, lúc này từng tiếng gầm hội tụ lại một chỗ, tiếng hô đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung. Lực phòng ngự thật mạnh. Lúc này Dương Quá vuốt đầu, ánh mắt không thể tin nổi. Một quyền của hắn không ngờ lại không ảnh hưởng tới đối thủ, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thu! Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Lục Lâm Thiên lại một lần nữa nhảy lên không trung. Thủ ấn thu lại, mấy trăm đạo đao mang nhanh chóng thu lại, hóa thành một thanh trường đao màu xanh. Cánh tay Lục Lâm Thiên vung lên, trường đao lập tức được thu vào trong cơ thể. Ta không tin không có cách nào đánh bại được ngươi. Tinh quang trong mắt Dương Quá bắn ra, hắn không tin không có cách nào đánh bại đối phương. Thủ ấn trong tay được kết, một đạo trường ấn bàng bạc nhanh chóng được ngưng tụ. Trong nháy mắt cả không trung phong vân biến sắc, năng lượng nồng đậm trong thiên địa một lần nữa hội tụ. Năng lượng thuộc tính thổ xuất hiện, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Thiếu Du. Nhìn đạo trưởng ấn trong không trung, Lục Lâm Thiên khẽ hít sâu một hơi. Dùng tu vi linh giả, hắn thúc giục huyền diễn đao trận cũng không vây khốn được Dương Quá này. Vũ Vương tứ trọng a, linh hồn công kích sợ rằng cũng không có hiệu quả quá lớn. Trừ phi là bộc lộ hồn anh lớn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đến lúc đó muốn đối phó với Dương Quá này đương nhiên sẽ có sức liều mạng. Mà thủ đoạn như đại hồn anh, về sau chính là con át chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn. Hắn không muốn bại lộ. Còn về phần Long Dương Linh Quả, bản thân hắn nhất định phải đạt được. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nếu như tu vi linh giả không có cách nào chống lại đối phương thì sẽ bại lộ thân phận linh vũ song tu, mà hiện tại chính là thời điểm đó. Ai, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải bại lộ rồi. Nhìn đạo trưởng ấn cực lớn xé gió mà tới kia, Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Trong nháy mắt linh lực quanh người được thu liễm lại,
tiếp theo trong nháy mắt có một cỗ chân khí bàng bạc quanh quẩn người hắn. Hàn băng đồng kết sát. Cùng lúc đó một tiếng quát trầm thấp của Lục Lâm Thiên vang lên. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ngập không gian, khiến cho không gian lập tức như cứng lại. Gợn sóng trong không gian lúc này giống như sôi trào. Một cỗ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn, bên trong cỗ khí tức quỷ dị này còn mang theo sự lạnh lẽo cực độ. Trong cỗ khí tức quỷ dị lạnh lẽo này, không gian lập tức bị đóng băng. Cỗ khí tức này lạnh lẽo này mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, năng lượng trong thiên địa lúc này dường như bị dẫn dắt. Năng lượng thuộc tính thủy đột nhiên hiện ra. Năng lượng trong thiên địa lúc này cũng trở nên bạo động, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Hàn băng đồng kết sát, vũ khí huyền cấp cao giai, lúc này Lục Lâm Thiên thi triển ra, uy thế vô cùng khủng bố. Trên phương diện linh giả, tuy rằng Lục Thiếu Du cũng thi triển vũ khí huyền cấp cao giai hóa thú linh ấn, thế nhưng trên tu vi linh giả thì thực lực của Lục Thiếu Du chỉ là linh vương nhất trọng chính thức, so với linh vương nhất trọng bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà ở phương diện vũ giả lại không giống vậy, bằng vào tu vi vũ vương nhất trọng của Lục Lâm Thiên, có đan điền kinh khủng kia, vũ vương nhất trọng bình thường không có cách nào so sánh với hắn. Sợ rằng ngay cả vũ vương nhị trọng cũng khó có thể so sánh. Tăng thêm thúc dục vũ khí huyền cấp cao giai hàn băng đồng kết sát này, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Khí thế tràn ra lúc này đã không dưới Dương Quá kia. Giữa không trung, Dương Quá đột nhiên cảm giác trong không gian lạnh lẽo. Sắc mặt hắn lập tức đại biến. Đây là chân khí, vũ vương nhất trọng, quỷ sát Dương Quá này rõ ràng là linh vương, tại sao hiện tại lại là vũ vương? Chuyện gì đang xảy ra, vũ vương nhất trọng, tại sao lại là vũ vương? Trên đài cao, ánh mắt của tất cả cường giả đều lập tức đại biến, mọi người còn cho rằng bản thân mình nhìn lầm. Thế nhưng đây lại là sự thật trước mắt bọn họ. Ồ, trong nháy mắt này, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lập tức khẽ đổi. Kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong quảng trường, một cỗ khí tức đóng băng không gian giống như là hủy diệt lan tràn ra bốn phía. Bên trong cỗ khí tức lạnh lẽo này, kinh khí không thể tiến thêm một bước khiến cho sắc mặt Dương Quá đại biến. Siêu siêu! Trước mắt bao nhiêu người, trưởng ấn mà Dương Quá thúc dục ra lập tức bị một cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ, ngay sau đó lập tức đóng băng. Phanh phanh! Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trên không trung, băng lập tức nổ tung. Trường ấn của Dương Quá lập tức hóa thành những mảnh nhỏ. Kinh khí cuồng bạo bắn xuống phía dưới, lúc này trong không gian to lớn trực tiếp bị đảo loạn. Trên không trung, sóng gợn trong không gian không ngừng vang lên thanh âm răng rắc. Từng khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Trong kinh khí cường hãn, thân thể Dương Quá giờ phút này bị đẩy lùi vài bước. Cỗ hàn khí kia lúc này đã tạo thành ảnh hưởng không nhẹ tới hắn. Hiện tại tới ta. Trong kình khí ngập trời này, thân thể Lục Lâm Thiên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng một chút nào. Chân khí trong người tràn ra. Bất diệt huyền thể trong lúc vô hình càng thêm mạnh mẽ. Cỗ kình khí này khiến cho toàn thân hắn đau nhức, bất quá cũng không có ảnh hưởng tới hắn. Khi thanh âm Lục Lâm Thiên vừa dứt, phù quang lược ảnh lập tức được thi triển, thân thể nhanh chóng xuất hiện trước người Dương Quá kia. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông ta, người này sao có thể có được phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông ta? Vân Khiếu Thiên vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chú vào quỷ sát Dương Quá vừa rồi còn là linh vương nhất trọng, hiện tại đã là vũ vương nhất trọng. Trên người còn có thân pháp bí truyền phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Lúc này trong đầu Vân Khiếu Thiên đang nghĩ tới một truyền thuyết. Thế nhưng dường như ngay cả hắn cũng không tin nổi mắt mình, hắn lẩm bẩm nói. Linh vũ song tu, chẳng lẽ người này chính là linh vũ song tu trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể, đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết, tại sao lại có linh vũ song tu được cơ chứ? Tới rất nhanh, tốc độ của đối phương vô cùng nhanh chóng, Dương Quá vốn còn chưa lấy lại được tinh thần sau khi Lục Lâm Thiên chuyển từ linh vương nhất trọng sang vũ vương nhất trọng, lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên phóng tới, hắn không có chút do dự nào. Năm ngón tay nắm chặt, một đạo quyền ấn mang theo kình phong hung hãn. Trực tiếp phá không đánh về phía Lục Thiếu Du. Kình khí mạnh mẽ mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không gian. Siêu! Nhìn đạo quyền ấn kia đánh tới, trên khóe miệng Lục Lâm Thiên xuất hiện nụ cười tà dị. Thủ ấn trong tay đột nhiên khẽ động, ngay sau đó không gian quanh người trực tiếp được bao phủ bởi một mảnh quang mang màu vàng. Đạo quyền ấn của Dương Quá kia trong nháy mắt tiếp cận tới Lục Thiếu Du rồi biến mất. Lĩnh ngộ thuộc tính thổ thật mạnh. Sắc mặt Dương Quá hoảng hốt,
trong không gian của đối phương, chân khí trong người hắn dường như thoáng đình trệ lại một lát. Hôm nay quả thực là ngày đẹp để chiến một trận, Vũ Vương tứ trọng thì như thế nào? Lục Lâm Thiên khẽ quát lên một tiếng, thanh âm vừa dứt, một cỗ khí thế cường hãn bàng bạc từ trong cơ thể đột nhiên phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới cỗ khí thế này, không gian quanh thân hắn lập tức vặn vẹo. Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Liệt Viêm Quyền. Chung quanh người Lục Lâm Thiên đồng thời có hai cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ. Đồng thời thúc dục ra hai cỗ năng lượng thuộc tính, tương đương với hai người vây công. Trong nháy mắt này, trong không gian bên trái người Lục Lâm Thiên, lập tức xuất hiện một tầng mây dày đặc không ngừng cuồn cuộn. Không gian lúc này lập tức rung động vô cùng khủng bố. Ngay sau đó có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán. Một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay Lục Thiếu Du tuôn ra. Lúc này bên trong tầng mây dày đặc kia có vô số thủ ấn bắn ra. Lúc này tại không gian trước người bên phải Lục Lâm Thiên, một cỗ năng lượng nóng bỏng hội tụ. Một đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm cơ hồ tỏng nháy mắt bành trướng tới nghìn trượng. Bên trong trường ân ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đỏ rực, cả không gian rung động. Trong nháy mắt, hai đạo công kích khủng bố bắn về phía chân trời, giống như lưu tinh nhanh chóng đánh về phía Dương Quá. Sắc mặt Dương Quá đại biến, nhanh chóng nghênh đón công kích, thế nhưng trong lòng hắn lúc này đã khiếp sợ triệt để. Công kích của hai người va chạm trên không trung, năng lượng khủng bố va chạm, cả không trung như ngưng động rồi lập tức run rẩy. Một cỗ quang mang chói mắt từ nơi hai đạo lực lượng va chạm khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm nổ vang trong không trung. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng ở phía chân trời. Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng, Hàn Băng Ấn, Nộ Hải Cuồng Khiếu, Hỏa Viêm Bạo, Phong Quyển Tàn Vân. Trước mắt bao người, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh ra từng đạo công kích liên miên. Sau khi có vũ đan ngũ sắc biến dị, khi đồng thời ngưng tụ hai đạo công kích thuộc tính khác nhau đối với Lục Thiếu Du mà nói, căn bản không có một chút ảnh hưởng nào. Cho nên trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du đánh ra vô số công kích tương đương với vài Lục Thiếu Du đồng thời công kích Dương Quá kia. Từng đạo công kích nhanh như thiểm điện được đánh ra, phối hợp với tốc độ của phù quang lược ảnh, lúc này Lục Lâm Thiên tựa như quỷ mị, tốc độ của Dương Quá kia tuy rằng cực nhanh, thế nhưng lúc này trước mặt Lục Thiếu Du cũng chỉ sàn sàn nhau, cho nên căn bản không có cách nào tránh thoát. Phanh phanh. Trong không gian, năng lượng bộc phát, một cỗ kình phong khủng bố lập tức khuếch tán ra bốn phía. Lúc này mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung giống như sơn băng địa liệt. Kình khí cùng với năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi, lúc này có không ít người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn vào quảng trường. Một màn hỗn loạn này khiến cho mọi người nhìn vào ánh mắt đều mơ hồ. Năng lượng cuồng bạo giống như thực chất điên cuồng khuếch tán khiến cho cả không gian lúc này trực tiếp vặn vẹo. Từng đạo công kích này quả thực đã đến cấp độ vô cùng đáng sợ. So với người khác thì lúc này Dương Quá càng thêm khiếp sợ, lúc này thân là Vũ Vương tứ trọng hắn cũng không có cách nào tránh thoát. Từng đạo công kích khiến cho hắn trở tay không kịp, đồng thời đối phương căn bản cũng bỏ qua công kích của hắn, trực tiếp dùng phương thức ngạnh kháng mà đối chiến với hắn, cho nên hắn căn bản không có cách nào làm thương tổn đối phương. Đó là Vũ Giả Ngũ Hệ, là Vũ Giả Ngũ Hệ. Từng đạo công kích của Lục Lâm Thiên được thi triển ra. Lúc này tất cả các cường giả cũng đã nhận ra Lục Lâm Thiên là Vũ Giả Ngũ Hệ. Vũ kỹ năm thuộc tính Lục Thiếu Du cũng đã thi triển qua. Như thế nào đại bộ phận vũ kỹ đều là của Vân Dương Tông vậy? Vân Khiếu Thiên sững sờ, vũ kỹ quỷ sát Dương Quá thi triển đại đa số đều là của Vân Dương Tông. Linh Vũ Song Tu, là Linh Vũ Song Tu, chẳng lẽ là Lâm Thiên? Lục Vô Song biết rõ Lục Lâm Thiên là Linh Vũ Song Tu, lúc này nhìn thấy những vũ kỹ quen thuộc này, còn có Linh Vũ Song Tu, đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức sáng ngời. Linh Vũ Song Tu, chẳng lẽ là ca ca? Lúc này Lục Tâm Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Trời a, quỷ sát Dương Quá này hình như là Linh Vũ Song Tu. Trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt chăm chú nhìn vào quảng trường, thế nhưng trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được. Vũ kỹ của người này sao lại giống như trưởng môn như vậy? Tả Thiên Khung vô cùng nghi hoặc, khi trước lúc hắn bị trưởng môn trà đạp, cũng bị trưởng môn điên cuồng công kích như vậy. Linh Vũ Song Tu, là vũ kỹ của tiểu tử kia. Quỷ sát Dương Quá, là tiểu tử kia sao? Sao bộ dáng lại không giống như vậy? Thiên Độc Yêu Long lẩm bẩm nói, hai mắt tỏa sáng sau đó sờ đầu mình vô cùng nghi hoặc.
Trong không gian hỗn loạn, từng đạo vũ kỹ được Lục Lâm Thiên thi triển ra. Thế nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng ngưng trọng, vũ vương tứ trọng, trên cấp bậc vũ giả, hắn muốn trà đạp tên này quả thực không thành vấn đề. Bất quá muốn chính thức đánh bại mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì tu vi của tên này quá mạnh mẽ, nếu như hắn đột phá tới vũ vương nhị trọng thì đơn giản hơn rất nhiều. Tu vi rất cao sao? Vậy thì để cho ngươi tiêu hao nhiều một chút, nhìn xem ngươi ngăn cản ra sao. Lục Lâm Thiên khẽ nở nụ cười tà dị, hai tay cùng lúc kết xuất thủ ấn. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Lâm Thiên trực tiếp dùng hai tay đánh ra ảm nhiên tiêu linh trưởng. Hai tay luân phiên thi triển, lúc này trong nháy mắt có hơn 10 đạo ảm nhiên tiêu linh trưởng được đánh ra. Năng lượng thuộc tính mộc tràn ngập không gian, từng đạo trưởng ấn màu xanh trong suốt như ngọc trực tiếp đánh vào trong không gian dương quá kia đứng. Từng thanh âm bạo liệt vang vọng, kình phong bắn ra bốn phía, mỗi một đạo kình phong nhanh chóng kéo theo một đường vòng cung giống như thiên la địa võng nhanh chóng ập xuống. Lúc này không gian vặn vẹo, giống như dính vào một chỗ. Một cỗ khí tức vô hình lập tức khuếch tán. Dưới cỗ khí tức vô hình này, Dương Quá hoảng sợ vô cùng. Bởi vì lúc này chân khí trên người hắn đang trực tiếp biến mất, vô cùng quỷ dị. Mỗi một đạo trưởng ấn đánh xuống, mặc kệ hắn chống lại ra sao, chân khí đều sói mòn không ít. Hơn 10 đạo trưởng ấn đánh ra, tiêu hao của hắn vô cùng kinh người. Cả không gian hỗn loạn, dưới công kích như vậy, cả không gian mấy ngàn thước trên không trung trực tiếp vặn vẹo. Chung quanh sơn băng địa liệt, cả quảng trường ầm ầm nổ mạnh, không gian hỗn loạn khiến cho mọi người kinh hãi, tim đập thình thịch. Đây là công kích gì, không ngờ lại kinh khủng như vậy. Dương Quá kia chỉ sợ thảm rồi. Mọi người trợn mắt líu lưỡi, bọn họ chưa từng nhìn thấy ai công kích như vậy. Hoàn toàn giống như người điên, không để ý tới sự tiêu hao của mình. Mà người ngoài sao có thể hiểu được, Lục Lâm Thiên dựa vào đan điền khổng lồ, căn bản không quan tâm tới một chút tiêu hao như vậy. Sau khi hơn 10 đạo quang mang màu xanh tiêu tán, sắc mặt Dương Quá lúc này rốt cuộc đã tái nhợt. Thân thể liên tiếp lùi lại trong không trung, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mà ngay cả khải giáp trên người cũng ảm đạm. Ngay khi Dương Quá bị đẩy lui, đột nhiên một lần nữa lại cảm nhận được khí tức của Lục Lâm Thiên, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Hư Linh Huyền Ấn. Một tiếng quát vang lên, trong mắt Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang quỷ dị lập tức bắn vào mắt Dương Quá. Sắc mặt Dương Quá đại biến, trong đầu đột nhiên mê muội, ánh mắt thoáng ngốc trệ, trong lòng thầm kêu không ổn, cố gắng giãy giụa, thế nhưng đã chậm. Hàn băng đồng kết sát. Chỉ trong nháy mắt, trong không gian nơi Dương Quá đứng, gợn sóng trong không gian lập tức sôi trào, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra bốn phía, trong cỗ khí tức này xen lẫn hàn băng chi khí. Một lát sau, ngay khi Dương Quá phục hồi tinh thần lại, không gian lập tức bị đóng băng, ngay sau đó, cả người lập tức bị hàn băng bao phủ. Phanh phanh, một thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong không trung, hàn băng trực tiếp nổ tung. Thân thể Dương Quá theo hàn băng nổ tung, khải giáp quanh người bị rạn nứt, sau đó hóa thành từng mảnh vỡ tiêu tán trong không trung. Phanh phanh, giờ phút này, thân thể Dương Quá từ trên không trung trực tiếp rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt. Đá vụn bay bốn phía, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người uể oải không ít. Thực lực khi Lục Lâm Thiên thi triển hàn băng đồng kết sát cũng miễn cưỡng có thể chống lại vũ vương tứ trọng. Vừa rồi sau khi điên cuồng công kích một phen, lại thêm ảm nhiên tiêu linh trưởng làm tiêu hao đối phương. Lúc này Dương Quá đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, rồi lại chống lại hàn băng đồng kết sát của Lục Thiếu Du, tăng thêm hư linh huyền ấn, dưới tình huống linh vũ kết hợp khiến cho Dương Quá kia lập tức bị thương nặng. Ta thua. Dương Quá nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, tay khẽ lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói. Chẳng lẽ ngươi chính là linh vũ song tu trong truyền thuyết sao? Đúng vậy, ngươi chính là người thứ nhất khiến cho ta phải bộc lộ linh vũ song tu. Lục Lâm Thiên nói, nếu không phải là như vậy, hắn căn bản không thể thắng nổi Dương Quá này, vũ vương tứ trọng, có thể nói trên phương diện vũ giả, dùng thực lực bình thường của hắn, cho dù toàn lực ra tay, dựa vào vũ đan ngũ sắc. Dùng tất cả công kích lực lượng thuộc tính cùng với tác dụng của ảm nhiên tiêu linh trưởng, lại được đan điền khổng lồ chèo chống, cuối cùng linh vũ kết hợp, thúc giục hàn băng đồng kết sát mới có thể đánh bại Dương Quá này. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng biết nếu như hắn dùng hết thủ đoạn, muốn đối phó với Dương Quá này cũng không phải là không có cách nào. Hắn còn có huyết lục, huyễn ảnh thanh vũ,
cùng với Chu Tước Huyền Vũ Quyết còn chưa thúc dục. Mà những thứ này một khi thúc dục, đối với khiêu chiến kế tiếp, càng thêm khó khăn. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du có cảm giác, đối thủ lớn nhất của hắn chính là Thánh Nữ Tử Yên cùng với Lăng Thanh Tuyền kia. Cho nên hắn cần phải bảo lưu những con át chủ bài này đối phó với nhị nữ kia. Tỷ tỷ từng nói, nhân ngoại hữu nhân A, hóa ra lại đúng là như vậy. Dương Quá khẽ thở dài, lập tức đi xuống dưới đài. Hàn băng đồng kết sát, đây chính là vũ khí của phá quân KKA. Chẳng lẽ, hai mắt Lục Tâm Đồng sáng ngời, trong mắt bắn ra tinh quang. Lúc này, chung quanh quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều líu lưỡi. Đối với một màn rung động cùng với điên cuồng mọi người còn chưa phục hồi tinh thần. Trên đài cao, tất cả cường giả nhìn nhau, không ít người líu lưỡi không nói ra lời. Linh Vũ song tu trong truyền thuyết, Vũ Vương nhất trọng không ngờ đánh bại Vũ Vương tứ trọng. Cuối cùng Linh Vũ kết hợp, uy lực đại tăng A. Không ngờ Linh Vũ song tu thực sự tồn tại, đây không phải là truyền thuyết, thực sự là Linh Vũ song tu. Quỷ sát Dương Quá này không ngờ lại là người Linh Vũ song tu, Vũ Vương nhất trọng, Linh Vương nhất trọng. Lại là Vũ giả ngũ hệ, thiên phú như vậy, quả thực hiếm thấy. Người này rốt cuộc có địa vị gì, thiên phú như vậy, nếu như thu vào trong môn thì tốt biết bao. Phải thăm dò lai lịch người này. Rung động, tất cả mọi người đều rung động, kể cả là chúng cường giả trong thiên địa các, Kình Linh Vương, tất cả sơn môn lớn, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Mộ Dung Lan Lan, tất cả mọi người lúc này đều líu lưỡi. Vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ song tu, thiên phú như vậy bọn hắn chưa từng gặp qua một người nào, quả thực chưa từng nghe nói qua. Chư vị trọng tài, có thể xem như ta thắng không? Lục Lâm Thiên nhìn biểu hiện trên mặt của tất cả mọi người, chuyện này hắn cũng đã sớm tính tới. Một khi thân phận Linh Vũ song tu bị bại lộ, đủ để tạo thành oanh động không nhỏ. Quỷ sát Dương Quá thắng. Nghe Lục Lâm Thiên hỏi vậy, Đại Hán Vũ Vương mặc hoàng bào của thiên địa các mới phục hồi tinh thần, lập tức tuyên bố. Trong giọng nói mang theo sự kích động tới run rẩy. Quỷ sát Dương Quá, Linh Vũ song tu, quỷ sát Dương Quá, Linh Vũ song tu. Trên thính phòng, tiếng hoan hô từ khán giả bốn phía vang lên. Từng tiếng hoan hô hội tụ tạo thành thanh âm giống như sấm rền vang vọng trong không trung. Quỷ sát Dương Quá một lần nữa thắng trận thứ 6. Đồng thời bại lộ thân phận Linh Vũ song tu, một màn điên cuồng công kích vừa rồi khiến cho vô số người sùng bái. Đây vốn là một thế giới sùng bái cường giả dù đi tới đâu cũng là đối tượng vô cùng được hoan nghênh. Lâm Thiên, ca ca, lúc này, hai đạo thân ảnh xinh đẹp từ dưới nhảy lên. Thân ảnh lóe lên rồi lập tức tới trước người Lục Lâm Thiên. Hai đạo thân ảnh này đáp xuống, chính là Lục Vô Song cùng Lục Tâm Đồng. Hai người chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt Lục Vô Song hiện lên sự tưởng niệm, nhanh chóng nói. Lâm Thiên, chàng còn định giấu tới bao giờ nữa? Ca ca, là huynh không lừa gạt được muội đâu. Nhất định là huynh. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lóe lên, trên mặt mang theo sự vui mừng không nói nên lời, thân thể mềm mại nhanh chóng nhảy vào trong lòng Lục Lâm Thiên. Tiểu nha đầu, rốt cuộc muội cũng nhận ra rồi sao? Lục Lâm Thiên khẽ cười. Hai tay dang rộng, nhanh chóng đem thân thể đang lao thẳng về phía hắn mà ôm vào lòng. "Ca ca, muội biết ngay là huynh mà, huynh còn gạt muội." Lục Tâm Đồng rúc vào lồng ngực quen thuộc, lúc này nàng càng thêm chắc chắn đây là ca ca của nàng. Bộ ngực này vô cùng quen thuộc. "Vô Song tỷ, hắn là..." Vân Hồng Lăng dường như cũng nghĩ tới cái gì đó, lập tức tới trước người Lục Vô Song, khuôn mặt run rẩy, ánh mắt cực kỳ kích động. "Hồng Lăng, muội nhìn kỹ xem." Lục Vô Song cười cười, giờ phút này ánh mắt nàng nhìn vào thân ảnh kia càng thêm khẳng định. "Cha, con biết rồi, Linh Vũ song tu, Lâm Thiên cũng là Linh Vũ song tu. Quỷ sát Dương Quá chính là Thiếu Du đã thoát khỏi đó rồi." Trên đài cao, Lữ Tiểu Linh không tiến vào top 10 cho nên thi đấu thứ hạng nàng luôn ở trong Linh Thiên Môn. Lúc này nhìn thấy quỷ sát Dương Quá kia thi triển hư linh huyền ấn. Còn có thân ảnh quen thuộc kia trong nội tâm nàng đã suy đoán qua. Sau khi nhìn thấy quỷ sát Dương Quá này là Linh Vũ sau tu, vũ kỹ thi triển toàn bộ đều là vũ kỹ nàng quen thuộc, tăng thêm Lục Tâm Đồng đang ở trong lòng người kia khiến cho nàng khẳng định, người nọ chính là Lục Thiếu Du. Khó trách trong lúc thi đấu người này lại che chở cho nàng, hóa ra. Thanh âm vừa dứt,
Ngay trong lúc Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi há hốc mồm ngạc nhiên thì Lữ Tiểu Linh cũng lao thẳng xuống quảng trường. Là Lâm Thiên sao? Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi lúc này líu lưỡi. Phía xa, Vân Khiếu Thiên cũng trợn mắt má mồm, trong đám người, ánh mắt Vũ Ngọc Tiền chăm chú nhìn vào trong quảng trường dường như đã cảm nhận được cái gì đó, thân thể khẽ run rẩy. Trên thính phòng, lúc này hai tỷ muội Hoàng gia nhìn vào trong quảng trường, hai người nhìn nhau, hết thảy những chuyện này khiến cho các nàng rung động không nói nên lời. Trong Phi Linh Môn, lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, tất cả mọi người đều kích động nhìn vào trong quảng trường. Này, rốt cuộc ngươi có phải là Lâm Thiên hay không? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên, hai tay chống nạnh, trừng mắt quát lên với Lục Lâm Thiên. Lục Tâm Đồng lúc này từ trong lòng ca ca ngẩng đầu lên. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhà đầu Hồng Lăng này vẫn luôn như vậy à? Nàng nói xem. Lục Lâm Thiên nói, sau đó hắn giơ tay lên mặt xé một cái, cơ trên mặt khẽ nhúc nhích. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một mặt nạ cùng với mái tóc dài được bóc ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, khuôn mặt này cương nghị, mắt sáng như sao, cái khóe miệng kia, luôn luôn treo nụ cười vui vẻ có chút tà dị cùng với một cỗ tà khí nhàn nhạt. Trời ạ, Quỷ Sát Dương quá là trưởng môn, đó là trưởng môn. Là trưởng môn là người Linh Vũ song tu. Tả Thiên Khung, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng tất cả mọi người há hốc mồm. Khuôn mặt quen thuộc kia trên quảng trường không phải là trưởng môn nhà bọn hắn thì còn có thể là ai? Thực sự là tiểu tử kia, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Thiên Độc Yêu Long vừa mừng vừa sợ, râu rồng run lên, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này cũng líu lưỡi, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trợn mắt. Vũ giả ngũ hệ, Linh Vũ song tu, tiểu tử này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật? Là Lâm Thiên, là đồ đệ của ta. Lúc này, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên run rẩy, cái khuôn mặt quen thuộc kia không phải là tên đệ tử hắn ngày nhớ đêm mong thì còn có thể là ai. Trong lúc kích động, Vũ Ngọc Tiền lại theo thói quen, hai tay chà vào nhau, sau đó cùng vỗ dùi một cái, thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Lập tức có hai tiếng kêu to truyền đến. Vũ trưởng lão, ngươi lại đập phải ta. Thanh âm vừa dứt, Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão lập tức trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiền, lần này quả thực vô cùng đau. Các ngươi đau không? Vũ Ngọc Tiền không để ý tới vẻ mặt kháng nghị của hai người, ngược lại còn hỏi hai người một câu. Nói nhảm, ngươi tự đánh vào mình mà xem có đau hay không? Tống trưởng lão trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiền, hắn vốn tưởng rằng trốn sang ngồi bên trái sẽ không có chuyện gì, ai người Vũ trưởng lão này lại dùng hai tay đánh a? Nghe thấy Vũ Ngọc Tiền hỏi, hai vị trưởng lão hận không thể đánh cho Vũ Ngọc Tiền một trận. Đau là tốt rồi. Chứng minh không phải là ta nằm mơ à. Một huyền thiên bí cảnh nho nhỏ sao có thể vây khốn đệ tử ta. Hừ. Vũ Ngọc Tiền căn bản không để ý tới cảm xúc của hai vị trưởng lão này, lúc này hai tay lại xoa vào nhau vô cùng hưng phấn rồi vỗ xuống. Phanh phanh. Hai thanh âm thanh thúy vang lên, lúc này thanh âm của Vũ trưởng lão vang lên. Ai ôi, đau chết ta, hai tên hỗn đản các ngươi, không ngờ lại âm ta. Hừ. Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão dường như đã biết trước cho nên vận chuyển chân khí xuống đùi rồi chống đỡ. Mà Vũ trưởng lão kia sau khi đánh xuống hai đùi bọn họ, giống như là đánh vào tảng đá, một cỗ phản lực khiến cho hai tay Vũ Ngọc Tiền đau đớn, nhìn thấy Vũ trưởng lão kinh ngạc, hai vị trưởng lão lúc này mới thỏa mãn mỉm cười. Là tiểu tử này, Linh Vũ song tu. Hóa ra tiểu tử này là Linh Vũ song tu. Đối với mấy vị trưởng lão sau lưng đang nháo lên. Vân Khiếu Thiên lúc này cũng không để ý tới, bản thân hắn kích động tới mức trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào quảng trường. Lúc này hắn cùng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh há hốc mồm vẫn chưa thể khép lại, cái mồm của hai người bọn hắn hiện tại đủ để nhét một quả trứng gà vào. Không lâu trước hắn còn đang suy đoán, rốt cuộc Quỷ Sát Dương Quá có địa vị gì, thế nhưng thật không ngờ Quỷ Sát Dương Quá này lại là con rể của hắn, Linh Vũ Song Tu, Vũ Giả Ngũ Hệ, đương nhiên hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Trong lòng hiện tại vô cùng khiếp sợ căn bản không thể nói lên lời. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng đã sớm đứng dậy, líu lưỡi, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ không kém Vân Khiếu Thiên. Toàn thân kích động tới mức run rẩy. Quỷ Sát Dương Quá chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Cùng một lúc, tất cả các cường giả đều vô cùng kinh hãi, trên đài cao hiện tại tĩnh lặng,
kể cả là Kình Linh Vương của Thiên Địa Các lúc này cũng líu lưỡi, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn xuống quảng trường. Siêu siêu. Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới bình tĩnh lại, thế nhưng sự khiếp sợ trong nội tâm vẫn không thể diễn tả bằng lời. Là hắn. Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan lúc này đều biến sắc. Bốn người này đối với Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng không lạ lẫm gì, bốn người quả thực không ngờ, người này lại là Lục Thiếu Du, sắc mặt của bốn người lập tức có biến hóa. Tiểu tặc, dám lừa gạt bổn tiểu thư, còn dám đùa giỡn bổn tiểu thư. Đi ra cũng không nói lời nào, xem ta thu thập chàng thế nào. Nhìn thấy nam tử trước mặt, ánh mắt Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng vui vẻ. Thế nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng tức giận, bàn tay trắng nõn như ngọc nắm chặt, nhanh chóng đánh một quyền về phía Lục Thiếu Du. Tiểu lừa gạt, chàng nói không gạt ta nữa, thế nhưng lần này lại gạt ta rồi. Lúc này thân ảnh xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lóe lên rồi nhanh chóng xuất hiện trong quảng trường. Trực tiếp dùng bàn tay trắng nõn đánh về phía Lục Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh dùng một quyền đánh tới, tuy rằng không dùng chân khí và linh lực. Bất quá hai người đều là linh suất cùng vũ suất, một quyền này cũng mang theo kình phong kinh người, uy thế bất phàm. Đến đây, để lão công ôm một cái. Nhìn thấy nhị nữ lao tới, Lục Lâm Thiên lập tức giang rộng hai tay ra. Trong ánh mắt của mọi người, ngay khi nắm tay của nhị nữ chuẩn bị đánh vào trên người Lục Lâm Thiên thì nắm tay lập tức buông lỏng, hai thân thể mềm mại một trái một phải chui vào trong ngực Lục Lâm Thiên. Tiểu tặc nhà chàng, ta cứ nghĩ chàng chết rồi. Chàng hù chết ta a. Tiểu lừa gạt, chàng không có việc gì là tốt rồi. Về sau không được mạo hiểm như vậy nữa, chàng nghe rõ chưa? Hai thân thể mềm mại nhẹ giọng, nức nở nói, cánh tay ôm chặt nam nhân này, không chịu buông lỏng một chút nào. Hai năm qua, cảm giác nhớ nhung khắc cốt ghi tâm cùng với lo lắng, giờ phút này tất cả đều được phóng thích. Ôm nhị nữ trong ngực, Lục Lâm Thiên đột nhiên có cảm giác mình là tội nhân, khiến cho những người thân nhất lo lắng. Loại tư vị này có lẽ không hề dễ chịu. Đám người trên đài cao, thính phòng cùng với khán giả bốn phía nhìn thấy hai nữ tử tuyệt sắc không ngờ lại bị một nam nhân ôm vào trong ngực, không ít người cảm thấy hâm mộ cùng ghen ghét. Thế nhưng một màn này cũng khiến cho mọi người rung động. Hóa ra quỷ sát dương quá này chính là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Quỷ sát dương quá là Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn. Trên thính phòng, Tuyệt Linh Vương, Khoái Kiếm Vương, Bạch Vạn Tượng trong nháy mắt này chấn động vô cùng. Hóa ra Dương Quá tiên sinh là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Lúc này tâm tình của phụ tử Hoàng gia càng thêm phức tạp. Vốn bọn hắn còn đang không ngừng suy đoán thân phận của quỷ sát Dương Quá, thế nhưng dù thế nào cũng không ngờ tới, quỷ sát Dương Quá chính là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn gần đây mới quật khởi. Được rồi, ta không sao rồi. Về sau ta sẽ không để cho hai người lo lắng nữa. Ôm chặt nhị nữ trong ngực, Lục Lâm Thiên khẽ nói. Còn có lần sau sao? Nhị nữ ngẩng đầu, vẻ mặt đồng thời giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Được rồi, Lâm Thiên còn đang khiêu chiến, tha cho chàng đi. Lục Vô Song bước về phía trước, nhìn nam tử trước mặt, sự lo lắng cùng với nhớ nhung trong nội tâm nàng đã biến mất. Trong đôi mắt xinh đẹp kia lúc này đã khôi phục vẻ dịu dàng, trong sáng khi trước. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ cao quý trước mặt này, Lục Lâm Thiên tiến về phía trước một bước, lập tức ôm nữ tử này vào trong ngực, ôm thật chặt, cả hai không nói một lời nào. Lục Vô Song không dãy giụa, dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn vào nàng cũng ôm chặt nam tử trước mặt. Lúc này trong mắt có nước mắt xuất hiện, thế nhưng lại không chảy xuống. Được rồi, vẫn còn đang thi đấu bài danh, chàng còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Sao không nghỉ ngơi một chút? Một lát sau... Lục Vô Song ngẩng đầu lên rồi khẽ hỏi. Không cần nghỉ ngơi, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Lục Lâm Thiên nói rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng với Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người Vũ Ngọc Tiền của Vân Dương Tông, lập tức cúi đầu thi lễ. Hắn đã sớm nhìn thấy sư phụ mình cũng có mặt ở đây, lúc này không có cách nào lên trên đó chào hỏi một tiếng. Thế nhưng... Tuy rằng là như vậy đối với vị sư phụ này Lục Thiếu Du vẫn có một loại tình cảm đặc biệt. Đồ nhi ngoan. Trong đám người, Vũ Ngọc Tiền dùng tay áo lau nước mặt kích động, lúc này, sự lo lắng trong nội tâm mấy năm nay của hắn được quét sạch. Chàng cẩn thận một chút. Thấy Lục Lâm Thiên còn muốn tiếp tục khiêu chiến, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều không nói gì thêm. Ca ca,
nhất định huynh phải lấy được vị trí thứ nhất. Lục Tâm Đồng dùng đôi mắt sáng ngời nhìn qua ca ca của nàng, trong mắt còn có chút ẩm ướt. Được rồi, ca ca sẽ cố gắng. Lục Lâm Thiên nói, thủ ấn trong tay đánh ra rồi lập tức vỗ vào bên hông. Năm đạo lưu quang lập tức bắn ra rồi hóa thành năm đạo thân ảnh. Lão đại, sao lại ra lúc này, huynh sao rồi? Năm đạo thân ảnh này chính là Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, còn có Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ. Không phải đệ muốn đi ra ngoài sao, cho đệ ra trước đó. Lục Lâm Thiên nói, dù sao cũng đã bại lộ, cũng có thể để cho đám người Tiểu Long ra ngoài. Trong không gian thú nang này cũng không phải là địa phương thoải mái gì cho cam. Lúc này, nhìn thấy năm đạo thân ảnh này, tứ nữ lập tức sững sờ. Đặc biệt là Huyết Mị khiến cho chúng nữ không khỏi nhìn thêm vài lần. Khí chất cùng với sự yêu mị của Huyết Mị, tuy rằng kém Bạch Linh, thế nhưng tư thái cũng cực kỳ xinh đẹp, khiến cho mọi người nhìn vào muốn chảy máu mũi. Vô Song tỷ, Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ, Tâm Đồng, rốt cuộc đệ cũng gặp được mọi người. Lúc này Tiểu Long nhìn thấy tứ nữ trước mặt, lập tức vô cùng cao hứng nhảy tới. Lục Tâm Đồng đương nhiên biết rõ hình dáng nhân loại của Tiểu Long, thế nhưng Lữ Tiểu Linh, Lục Vô Song cùng với Vân Hồng Lăng đều không biết, cho nên ba người lập tức ngạc nhiên. Tiểu Long, đệ lại đột phá rồi sao? Nhìn thấy Tiểu Long, Lục Tâm Đồng vô cùng thân mật vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long. Thứ nàng thích nhất trên người Tiểu Long chính là mái tóc vàng này. Đây là Tiểu Long sao? Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Vô Song lập tức ngạc nhiên rồi đi tới trước mặt Tiểu Long nói. Tiểu Long, mái tóc vàng này của đệ quả thực là đáng yêu a. Dưới tay tam nữ, mái tóc vàng của Tiểu Long lập tức hóa thành ổ gà, dọa cho Tiểu Long phải trốn ở sau lưng lão đại. Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ, hai người không đánh nhau sao? Sau khi trốn ở sau lưng lão đại, Tiểu Long nháy mắt một cái rồi lập tức hỏi Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh. Tiểu bất điểm nhà ngươi, bớt lời đi được không? Lục Lâm Thiên đột nhiên vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long, tên Tiểu bất điểm này, không mượn nói cũng mở miệng ra nói. Lão đại, đệ đã nói không được đập đầu đệ rồi mà. Coi chừng đệ bị huynh đập cho ngốc đó. Tiểu Long vuốt đầu, trừng mắt kháng nghị nói với Tiểu Long. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, vô cùng đáng yêu. Ha ha! Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Long lúc này, chúng nữ lập tức cười khanh khách. Tiểu Long, đệ mang Huyết Mị, Hắc Hùng lên trên đó đi. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long. Vâng, lão đại. Tiểu Long đáp, nó biết rõ lão đại còn chính sự cần làm, cho nên lập tức cùng với tứ nữ rời khỏi quảng trường. Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì chỉ dừng ở cạnh quảng trường. Tam nữ này còn tiếp tục tiến hành thi đấu bài danh, mà Lữ Tiểu Linh thì trở lại trong Linh Thiên Môn. Về phần Tiểu Long lúc này đang mang Huyết Mị cùng với Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng với Thái Âm Yêu Thỏ trực tiếp nhảy vào trong đội hình Phi Linh Môn. Lão độc vật, con rắn lớn, ta trở lại rồi. Thanh âm non nớt của Tiểu Long không chút cố kỵ vang lên bên tai Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Tiểu Long, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Tiểu Long, ta biết ngay đám các ngươi không có chuyện gì xảy ra mà. Thiên Độc Yêu Long lập tức lớn tiếng nói, căn bản không chút cố kỵ đám người sơn môn khác. Mà ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người Huyết Mị cùng với Hắc Hùng, trực giác nói cho hắn biết, thực lực của một đầu yêu thú cùng với linh thú này rất mạnh, không dưới hắn. Đương nhiên, Tiểu Long chu miệng nói, bất quá trong nội tâm nó biết rõ, lần này mình phải cửu tử nhất sinh mới rời khỏi huyền thiên bí cảnh, bất quá chỗ tốt đạt được cũng kinh người. Lại là yêu thú thất giai, linh thú thất giai. Nhìn thấy Huyết Mị cùng với Hắc Hùng, tất cả cường giả các sơn môn khác chung quanh đều âm thầm đánh giá. Bọn họ quả thực không rõ tại sao bên người Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn này lại có thể có nhiều yêu thú thất giai như vậy. Mà có người đã sớm nghe nói bên người Quỷ Sát Dương Quá có thị huyết linh phong thất giai, lúc này nhìn thấy Huyết Mị, ánh mắt đám người kia lập tức đại biến. Thị huyết linh phong thất giai, so với yêu thú thất giai cùng khủng bố hơn nhiều. Mà thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, càng thêm khủng bố. Tiểu Linh, con đã sớm biết Lâm Thiên là Linh Vũ song tu sao? Lữ Tiểu Linh trở lại Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường lúc này mới từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần lại, sau khi ngồi xuống ghế rồi lập tức hỏi Lữ Tiểu Linh. Vâng, Lữ Tiểu Linh khẽ gật đầu, lúc này nàng cũng không cần giấu nữa. Nhà đầu nhà con, Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình,
không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Thế nào lại là hắn, không? Lúc này Gia Cát Tử Vân cũng ngồi trong đám người Lan Lăng Sơn Trang. Lúc này quả thực hắn không ngờ tới, người đánh bại hắn lại là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Hắn tình nguyện xem người đánh bại hắn là quỷ sát dương quá mới khiến cho trong lòng hắn dễ chịu một chút. Mà lúc này, Lục Thiếu Du kia lại là Linh Vũ song tu, tất cả quang mang hiện tại đều dồn vào Lục Thiếu Du kia, triệt dễ dẫm nát hắn dưới chân. Tông chủ, Lâm Thiên là Linh Vũ song tu a. Trong đám người Vân Dương Tông, đại hộ pháp bên người Vân Khiếu Thiên khẽ nói. Chuyện này sau khi chấm dứt thi đấu bài danh rồi nói sau. Linh Vũ song tu a. Vân Khiếu Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình khó có thể nói lên lời này. Trong Vân Dương Tông mấy năm mà không ngờ hắn lại không thể nhìn ra Lục Lâm Thiên là Linh Vũ song tu. Lúc này hắn không khỏi cười khổ một cái, nếu như ở trong Vân Dương Tông mà hắn nhìn ra chuyện này, có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử này rời khỏi Vân Dương Tông, phải buộc chặt hắn vào trong Vân Dương Tông a. Quỷ sát dương quá! Lục Lâm Thiên! Trên hòn đảo bốn phía lúc này từng tiếng hoan hô vang vọng trong không gian. Cảm ơn mọi người ủng hộ, Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn ta xin tạ ơn tất cả mọi người. Lục Lâm Thiên đứng trên quảng trường, nhanh chóng xoay người về bốn phía thi lễ, quả thực vô cùng tự kỷ cùng với vô sỉ. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại có nhiều người ủng hộ như vậy. Quỷ sát dương quá, chúng ta ủng hộ ngươi, tiếp tục khiêu chiến đi. Oanh! Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang vọng trong không trung. Chư vị, ta còn có thể tiếp tục khiêu chiến không? Nghe tiếng hoan hô như sấm sét bốn phía, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lên trên đài rồi nói. Đương nhiên có thể, Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn có thể tiếp tục khiêu chiến. Thanh âm của Kình Linh Vương trong thiên địa các lập tức quanh quẩn trong quảng trường. Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên xin Lam Thập Tam của thiên các chỉ giáo. Nghe thấy Kình Linh Vương nói vậy, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào Lam Thập Tam đang kinh ngạc. Ha ha, Lục Lâm Thiên, ngươi không tham gia lần thi đấu này khiến cho trong lòng ta có chút tiếc nuối. Hiện tại chút tiếc nuối ấy rốt cuộc đã không còn nữa rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, ống tay áo Lam Thập Tam run lên, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thân thể lập tức nhảy lên trên quảng trường. Lam Thập Tam tiếp nhận khiêu chiến, ánh mắt của tất cả mọi người lúc này tập trung vào trên người Lam Thập Tam cùng với Lục Thiếu Du. Vốn mọi người coi Dương Quá kia là đầu hắc mã lớn nhất. Thế nhưng sau khi Lục Thiếu Du bại lộ thân phận Linh Vũ song tu, danh tiếng đầu hắc mã lớn nhất đương nhiên đã rơi vào trong người Lục Thiếu Du. Tất cả mọi người đều muốn biết, đầu hắc mã lớn nhất lần này sau khi thắng liên tiếp 6 trận, đặc biệt là đánh bại Dương Quá Vũ Vương Tứ Trọng kia, sau đó còn có bao nhiêu thực lực để đánh bại Lam Thập Tam. Tuy rằng Lam Thập Tam chỉ là Vũ Vương Tam Trọng, nhưng lại có thực lực đủ để chống lại Vũ Vương Tứ Trọng. Lúc này đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Vũ Ngọc Tiền, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn xuống phía dưới. Chư vị trưởng môn, Lục Lâm Thiên đấu với Lam Thập Tam. Không bằng đặt cược nhỏ một chút, mọi người có hứng thú hay không? Ánh mắt khẽ đổi, trên đài cao, Vân Khiếu Thiên dùng ánh mắt như cười như không nhìn về phía mọi người rồi nói. Chi chủ các phái khẽ liếc mắt nhìn qua Vân Khiếu Thiên rồi lập tức giả bộ như không nghe thấy. Chư vị trưởng môn, một bồi hai, thế nào? Bằng không một bồi ba cũng được, đánh cược nho nhỏ mà thôi. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy mọi người không để ý tới mình, hắn lại tiếp tục nói. Mọi người lại một lần nữa liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên, không có ai tiếp lời, căn bản là không để ý tới hắn. Một bồi ba, Vân Khiếu Thiên đặt cược đương nhiên sẽ là con rể mình. Sự biến thái của Lục Thiếu Du mọi người đều đã nhìn thấy trong mắt, ai còn dám đánh cược cơ chứ? Được rồi. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy mọi người căn bản không có ý đánh cược cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Có lẽ về sau cũng không có ai dám đánh cược với hắn nữa. Chúng ta lại gặp mặt, trận chiến lần trước quả thực không đã nghiền, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lam Thập Tam. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bắn ra một cỗ chiến ý. Trận chiến trong sơn mạch Đoạn Thiên khi trước vẫn không tính là chấm dứt. Lần này nên chiến một trận sảng khoái. Lam Thập Tam tuy rằng là Vũ Vương Tam Trọng, thế nhưng thực lực trên người đủ để chống lại Vũ Vương Tứ Trọng. Thua ở trong tay Lục Tâm Đồng cũng là bởi vì Lục Tâm Đồng có một chút thủ đoạn đặc thù, cùng với một chút nhân tố khác mà thôi. Nếu tính ra,
thực lực của Lam Thập Tam này sợ rằng cũng phải sàn sàn với Dương Quá kia. Trận chiến 2 năm trước trong Sơn Mạch Đoạn Thiên đối với Lục Lâm Thiên mà nói, hắn vẫn có chút tiếc nuối. Từ trước tới nay hắn đều đánh chết đối thủ của mình, trong đám người trẻ tuổi đồng lứa cũng không có mấy đối thủ. Đám người trẻ tuổi, trong lòng chung quy cũng có chút nhiệt huyết. Cho dù là hiện tại Lục Lâm Thiên cũng thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian ở trong Vân Dương Tông. Khi đó có thể cùng với đám người Phi Ưng Lăng Phong, chiến đao khuất đao tuyệt, phách đao long tam thoải mái đại chiến. Lúc này, gặp được cường giả chính thức trong đám người trẻ tuổi, là Thiên Kiêu Chi Tử, trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy chiến ý trong cơ thể mình bành trướng. Giống như Dương Quá khi trước có thể khiến cho chiến ý của hắn xuất hiện, mà không phải là sát ý. Sát ý khiến cho máu trong người hắn lạnh lẽo, mà chiến ý khiến cho máu tươi như sôi sục. Lục Lâm Thiên, hôm nay ta sẽ buông tay đánh với ngươi một trận. Lam Thập Tam nhìn Lục Lâm Thiên, chiến ý trong người bắn ra. Hai người đứng từ xa nhìn nhau, một cỗ khí phách nhanh chóng khuếch tán. Hai người đều là cường giả đỉnh cấp trong đồng lứa, đều thuộc tồn lại giống như long phượng sừng lân, lúc này ở cùng một chỗ giống như là hai con hổ gặp nhau. Một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi. Siêu siêu. Chân khí trên người hai người tràn ra, kình phong mạnh mẽ mang theo thanh âm xé gió vang lên. Hai đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người hai người bắn ra. Cỗ khí thế này vô cùng mạnh mẽ, coi như là một ít cường giả trên đài cũng có cảm giác hô hấp không thuận. Khí thế như vậy tuyệt đối được coi là nhân vật đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi. Lúc này, trong lòng các đại cường giả đều có nhận định như vậy đối với hai người. Khí thế hai người vẫn không ngừng kéo lên, trong lúc vô hình, gợn sóng xung quanh hai người bắt đầu khuếch tán. Dường như trong vô hình đã có một cỗ lực lượng vô hình giao phong. Cảm nhận khí tức quanh người Lam Thập Tam lúc này, Lục Lâm Thiên lặng lẽ kết thủ ấn, chân khí trong cơ thể tuôn ra, ầm ầm chảy trong kinh mạch. Nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện ra, trên khuôn mặt Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện một màu vàng nhạt mà người khác khó có thể phát hiện ra. Siêu siêu. Cơ hồ là cùng một lúc, hai người đều được một kiện khải giáp bao phủ quanh người. Trên người Lam Thập Tam là một kiện khải giáp màu trắng, mà trên người Lục Lâm Thiên là một kiện khải giáp màu vàng nhạt, giống như lân phiến bao phủ cơ thể. Hai người được khải giáp bao phủ, bốn mắt nhìn nhau. Cỗ chiến ý cùng với áp lực kia rốt cuộc triệt để bộc phát cùng sôi trào. Oanh! Dưới ngàn vạn ánh mắt chăm chú nhìn vào, khí thế của hai người lúc này như một quả bom nổ tung. Thanh âm giống như tiếng sấm rền từ nơi hai người đứng vang lên. Dưới ánh mắt nóng bỏng của bao người, thân thể hai người nhanh chóng va chạm vào nhau, gợn sóng trong không gian khuếch tán ra chung quanh. Phanh phanh. Hai người trực tiếp va chạm trong không gian, kính khí ngập tràn, bên trong không gian không ngừng vang lên thanh âm trầm thấp. Phanh. Ngay trong ánh mắt của tất cả mọi người, trên không trung, một quyền của Lam Thập Tam hung hăng nện vào trên người Lục Lâm Thiên. Đạo quyền ấn kia mang theo lực lượng ngập trời, nhanh chóng chút xuống người Lục Lâm Thiên. Siêu! Đạo quyền ấn ngập trời này đánh xuống, không gian chung quanh vặn vẹo. Mà quanh người Lục Lâm Thiên, thanh linh khải giáp lập tức ảm đạm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, không gian chung quanh đều sản sinh ra thanh âm trầm thấp. Tới ta! Một quyền này nện xuống, Lục Lâm Thiên cũng không bị làm sao, trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang. Chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt đồng thời bạo tuôn. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra. Trước đạo quyền ấn này không gian đột nhiên run lên. Đạo quyền ấn này mang theo xu thế mạnh mẽ như lôi đình, nhanh chóng đánh vào trên phong linh giáp của Lam Thập Tam. Phanh phanh. Một quyền này đánh xuống, Lục Lâm Thiên lúc này đã không còn là vũ xuất thất trọng 2 năm trước trong Sơn Mạch Đoạn Thiên nữa. Lúc này thực lực đã biến đổi hoàn toàn. Phong linh giáp trên người Lam Thập Tam liền ảm đạm. Thân thể trong ánh mắt kinh hãi của mọi người trực tiếp từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Phanh phanh. Mặt đất rung chuyển, khe nứt trên mặt đất lập tức lan tràn giống như mạng nhện. Đá vụn, cho bụi bao phủ không gian. Tại sao lại có thể như vậy, thực lực người này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Một quyền đánh cho Lam Thập Tam rơi xuống mặt đất, cảnh tượng này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Dùng thực lực của Lam Thập Tam này mà nói, không ngờ lại giống như bị ngược đãi như vậy. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, lúc này trong cơ thể hắn huyết khí cũng cuồn cuộn. Một kích của Vũ Vương Tam Trọng Tứ Hệ chỉ khiến huyết khí trong người hắn cuồn cuộn mà thôi. Loại kết quả này đối với Lục Thiếu Du mà nói, đã nằm trong dự đoán từ trước của hắn. Từ trong tin tức bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh,
uy lực của bất diệt huyền thể vô cùng mạnh mẽ. Khi trước huyền thiên yêu tôn dựa vào bất diệt huyền thể này cũng với tử lôi huyền đỉnh, đạt được danh vị yêu tôn, đủ để chứng minh sự khủng bố của bất diệt huyền thể này. Trên quảng trường, cho bụi tán đi, trong tầm mắt mọi người có một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra. Toàn thân Lam Thập Tam lúc này có chút chật vật, phong linh giáp quanh người đã có vết lõm, thế nhưng cũng không hoàn toàn đáng ngại. Lực phòng ngự thật mạnh. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút cảm thán, không hổ là thánh tử của thiên địa các. Phong linh giáp này cũng cực kỳ cường hãn, chỉ sợ lực phòng ngự của bản thân Lam Thập Tam cũng không kém a. Người được thiên địa các bồi dưỡng quả thực không tầm thường. Lục Lâm Thiên, nhiều năm như vậy, ngươi chính là người thứ nhất có thể khiến cho ta chật vật như vậy. Nhìn Lục Lâm Thiên, Lam Thập Tam nói. Thật sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, muốn nhanh chóng thắng được Lam Thập Tam này không dễ. Bất quá có bất diệt huyền thể, muốn trà đạp hắn là chuyện không khó chút nào. Ta muốn nhìn xem, có phải lực phòng ngự của bản thân ngươi mạnh tới mức bỏ qua công kích của ta hay không? Thanh âm của Lam Thập Tam vừa dứt, trong tay lại đánh ra một quyền. Quyền ấn xé rách hư không mang theo năng lượng thuộc tính thủy, giống như một tia chớp màu lam cùng với kình phong khiến cho không Gina chấn động, hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên một lần nữa. Quyền ấn vừa xuất hiện, gợn sóng trong không gian lập tức khuếch tán, thanh âm trầm thấp trực tiếp vang vọng trong không gian. Trong nháy mắt, một quyền này trước mặt bao người, lần nữa đánh vào trên thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du. Phanh! Lực lượng ngập trời tràn ngập không gian, dưới một quyền này thân thể Lục Lâm Thiên khẽ lảo đảo, gợn sóng sau người giống như thủy triều khuếch tán. Lại đến ta! Thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên tối lại, trong tay phải hắn, năm ngón tay nắm lại, đột nhiên dùng một quyền đánh vào ngực Lam Thập Tam. Phanh! Thanh âm trầm thấp bạo liệt bên trên phong linh giáp của Lam Thập Tam vang lên. Trên phong linh giáp bỗng nhiên chấn động. Một cỗ hàn ý khuếch tán ra chung quanh. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể Lam Thập Tam lại một lần nữa bị đánh rơi xuống phía dưới. Thân thể hung hăng đập vào mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung. Siêu siêu. Trong kình khí hỗn loạn, một cỗ kình phong bắn ra bốn phía. Thân ảnh chật vật của Lam Thập Tam một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Bất quá lần này trong nháy mắt khi Lam Thập Tam đứng dậy. Thân thể Lục Lâm Thiên từ trên không trung đã lao thẳng xuống phía dưới. Đại địa nộ hống. Trên không trung, trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên phi xuống. Đột nhiên quỳ một chân trên mặt đất, chân khí trong kinh mạch tuôn ra, tay phải mang theo một đạo quyền ấn trực tiếp nện vào mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất trên quảng trường đột nhiên văng tung tóe, một cái khe rộng mấy chục thước xuất hiện trên mặt đất, đang dùng một tốc độ như thiểm điện lan tràn tới Lam Thập Tam. Sắc mặt Lam Thập Tam đại biến, vội vàng chạy trốn. Thế nhưng trong đầu lập tức mơ hồ, chân khí vận chuyển cũng chậm lại. Một cỗ linh hồn công kích quỷ dị của Lục Thiếu Du lúc này đã bao phủ chung quanh người hắn. Mà lúc này vũ kỹ Lục Lâm Thiên đang thi triển chính là hư linh huyên ấn của Linh Thiên Môn, linh vũ kết hợp, có thể thu được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Hư linh huyên ấn này tạo thành không ít ảnh hưởng đối với đối thủ, đương nhiên sẽ tạo thành kết quả không tồi. Lam Thập Tam muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản không có cách nào đào thoát. Bị hư linh huyền ấn công kích, hắn đã không cách nào thoát khỏi vòng ảnh hưởng của đại địa nộ hống. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tiếp cận Lam Thập Tam, giống như là hồng thủy trút xuống, mặt đất rạn nứt. Cả mặt đất trong phương viên chừng nghìn thước giống như sơn băng địa liệt, lập tức lún xuống. Một cỗ lực lượng khủng bố phóng lên cao đánh bay gợn sóng trong không gian. Đồng thời nhanh chóng đánh vào trên người Lam Thập Tam. Tốc độ này quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ này giống như từng cơn sóng lao tới, trực tiếp đem Lam Thập Tam đánh bay lên trên không trung. Phù quang lược ảnh, thân thể Lục Lâm Thiên giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lam Thập Tam. Liệt viêm quyền, khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện nên nụ cười có chút tàn khốc, trong mắt hiện lên sự hung ác. Đầu quyền đột nhiên khẽ động, quyền ấn trong tay hóa thành một cỗ quang mang đỏ thẫm dùng tốc độ như thiểm điện bắn về phía trước. Phanh phanh. Đạo quyền ấn này ẩn chứa năng lượng đỏ rực vô cùng đáng sợ, cả không gian khẽ rung động. Lập tức đạo quyền ấn này đánh vào trên người Lam Thập Tam. Trong nháy mắt này cả không trung như đình trệ rồi run rẩy. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên trong không trung. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng phía chân trời. Phanh. Thân thể Lam Thập Tam lại lần thứ ba từ trên không trung bị đánh xuống mặt đất. Thân thể đập vào mặt đất. Mặt đất rung động,
đá vụn bắn ra bốn phía. Nhìn cỗ kình khí kinh khủng tràn ngập trong quảng trường, không ít người ở phía xa vô cùng kinh hãi. Lam thập tam này quả thực thảm rồi. Công kích thật bá đạo, Lam thập tam này không ngờ chỉ có thể bị chà đạp như vậy. Vừa rồi chính là đại địa nộ hống của vạn thú tông A. Lục Lâm Thiên có thể đem đại địa nộ hống của vạn thú tông thi triển tới uy lực này, quả thực đúng là bất phàm. Trên đài cao, nhìn thấy một màn này, trong lòng không ít người âm thầm cảm thán. Thực lực của Lam thập tam rất mạnh, thế nhưng Lục Lâm Thiên dựa vào phòng ngự kinh khủng không ngờ có thể trực tiếp chà đạp hắn. Điên cuồng công kích như vậy, cho dù thực lực Lam thập tam có mạnh tới đâu, cũng không có cách nào chống lại. Trong thiên địa các, lúc này vẻ mặt Kình Linh Vương cùng chúng cường giả có chút khẽ đổi. Đường đường là thánh tử thiên địa các, ở trong đám đệ tử thiên địa các cùng là cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm số 1 số 2, thế nhưng hiện tại lại bị Lục Lâm Thiên kia trực tiếp chà đạp vô cùng thê thảm. Ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, thực lực tiến bộ không tệ, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy a. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão trước đó còn đang ủ rũ, lúc này đột nhiên sinh long hoạt hổ, lớn tiếng nói, căn bản không để ý tới những người khác. Đám người chung quanh lập tức nhìn vào Vũ Ngọc Tiền, không ít người tỏ ra cực kỳ hâm mộ cùng bội phục. Hóa ra Lục Lâm Thiên là đồ đệ người này a. Thế nhưng chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông thì lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ, lặng lẽ nhìn về phía Vũ Ngọc Tiền. Nhìn đám người chung quanh vô cùng hâm mộ cùng bội phục hắn, chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có bọn hắn biết rõ, thực lực của Lục Thiếu Du không có nửa xu quan hệ với vị sư phụ này. Cứ nhìn vào mấy vị đồ đệ trước đó của Vũ Ngọc Tiền đã biết, Vũ trưởng lão chỉ dạy hư đồ đệ. Thế nhưng chúng trưởng lão Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể im lặng, người ta chỉ cần một đệ tử đủ để càn quét tứ phương A. Không cần dạy, chỉ cần thu, thế mà thực lực của đệ tử hắn lại biến thái tới cực điểm. Vũ trưởng lão này sau khi thu Lục Lâm Thiên làm đồ đệ, thanh danh lập tức tăng lớn. Nếu có ai nghĩ tới sư phụ Lục Thiếu Du thì sợ rằng cũng lập tức nghĩ tới Vũ Ngọc Tiền của Vân Dương Tông A. Hưởng thụ ánh mắt của đám người chung quanh, Vũ Ngọc Tiền cực kỳ sảng khoái, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi ở sau lưng Vân Khiếu Thiên, quả thực có phong phạm giống như một cao thủ. Trong không gian hỗn loạn này khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Lúc này ngay cả ánh mắt của mọi người cũng trở nên mơ hồ. Năng lượng cuồng bạo, nóng bỏng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Trong không gian to lớn như vậy năng lượng đáng sợ va chạm khiến cho cả không gian vặn vẹo, còn có hỏa diễm tràn ngập trong đó. Trong không gian hỗn loạn này coi như là cường giả cũng khó có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Sau khi kình khí tiêu tán, không ít người khẽ giật mình, một đạo thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này phong linh giáp trên người Lam thập tam ảm đạm, cả người bám đầy bụi đất. Sắc mặt tái nhợt. Khí tức của hắn đã uể oải hơn không ít. Cả người chật vật tới cực điểm. Lục Lâm Thiên, ta sắp dùng toàn lực. Lam thập tam nhìn Lục Lâm Thiên trên không trung, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Ta đang chờ đây. Lục Lâm Thiên nói, Lam thập tam rốt cuộc cũng dùng toàn lực. Không biết đối phương dùng toàn lực có thể cường hãn tới tình trạng nào. Lúc này Lục Thiếu Du cũng vô cùng mong chờ. Siêu. Ánh mắt Lam thập tam trầm xuống, khí tức quanh người bùng ra. Cho bụi trên người trực tiếp bắn ra. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Tiếp theo trong nháy mắt từ trong tay hắn không biết từ khi nào có một thanh trường đao màu trắng. Trường đao vừa xuất hiện, một cỗ uy áp cực lớn nhanh chóng lan tràn. Đây là vũ linh khí địa cấp, thiên phong chi nhận, cho dù là lúc giao thủ với lục tâm đồng ta cũng chưa từng thi triển vũ kỹ mạnh nhất. Hiện tại ta sắp thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình. Lam thập tam nhìn Lục Lâm Thiên, trường đao trong tay nắm chặt. Một tầng lưu quang quanh quẩn trên thân đao, cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ áp lực vô hình bỗng nhiên được ngưng tụ. Vũ linh khí địa cấp sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào thiên phong chi nhận trong tay Lam thập tam, thanh đao này quả thực cường hãn, giống như tự nhiên mà thành, là bảo vật khó kiếm. Lục Thiếu Du cơ hồ nhìn thấy tất cả các đệ tử dự thi trong các sơn môn lớn đều có linh khí bên người, thực lực trong lúc vô hình quả thực đều được tăng mạnh. Chỗ tốt của đệ tử đại môn đại phái này đối với tán tu mà nói, lớn hơn nhiều. Đao sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cánh tay giương lên, một đạo huyết quang nhanh chóng hiện lên trong tay hắn. Ngao! Huyết quang thu liếm, một thanh âm giống như rồng ngâm từ trên thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, khiến cho không ít cường giả chung quanh khẽ run. Thanh âm vang lên, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện huyết lục, chuôi đao giống như có rồng cuốn quanh.
toàn thân tràn ngập huyết sắc cùng với khí tức lạnh lẽo. Cỗ huyết sắc quang mang này lập tức bùng lên, bên trong cỗ huyết sắc này dường như còn có một cỗ sát khí vô hình tràn na giáp. Nhìn huyết lục trong tay, Lục Lâm Thiên cũng khẽ mỉm cười. Dưới tử kim huyền lôi dường như huyết lục cũng đạt được không ít chỗ tốt. Sợ rằng cũng không còn xa nữa sẽ đột phá lên địa cấp. Hiện tại hẳn là huyền cấp đỉnh phong, tăng thêm tài liệu thần khí của bản thân huyết lục, tuy rằng chỉ là huyền cấp, thế nhưng tuyệt đối đủ để so sánh với vũ linh khí địa cấp. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào người Lục Lâm Thiên, từng ánh mắt kinh ngạc đều nhìn vào thanh đao trong tay Lục Lâm Thiên. Đao tốt ha! Người có ánh mắt sắc bén chung quanh không ít, nhìn thấy thanh huyết đao trong tay Lục Lâm Thiên, vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người lập tức chuyển thành đại biến. Ánh mắt không ít người lập tức tập trung vào trên huyết đao. Chẳng lẽ huyết đao này được luyện chế từ vạn niên xích đồng sao? Khí tức này, có lẽ không sai a. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên ngẩn ngơ, khí tức bên trên huyết lục này tuyệt đối có quan hệ với vạn niên xích đồng. Vạn niên xích đồng ở trong Vân Dương Tông trước giờ không có ai có thể luyện hóa. Khó trách tiểu tử này lại muốn vạn niên xích đồng. Hóa ra là có người có thể giúp hắn luyện hóa. Lúc này, ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức biến đổi. Người sau lưng tiểu tử kia có thể luyện hóa vạn niên xích đồng, cũng đại biểu cho một việc, sau lưng tiểu tử này có một cường giả tuyệt đối khủng bố. Cường giả có thể đem vạn niên xích đồng luyện hóa được, thực lực không cần nói cũng biết. Trên đài cao, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hai thanh đao trong tay Lục Lâm Thiên và Lam Thập Tam. Hai thanh đao này đều giống như từ thiên nhiên mà thành, khí tức bên trên đao không giống nhau. Bất quá nếu so ra thì thanh huyết đao của Lục Thiếu Du mạnh hơn không ít. Bên trên thanh huyết đao này có sát khí ngập trời cùng với thanh âm giống như rồng ngâm kia, đây không phải là thứ mà vũ linh khí bình thường có thể có được. Cỗ khí thế kia đủ để khiến cho lòng người rung động. Hai người đều lấy ra vũ linh khí, lúc này, từng ánh mắt khẩn trương nhìn xuống. Lúc này sợ rằng hai người sẽ giao thủ vô cùng mạnh mẽ. Lâm Thiên, đánh bại tiểu tử kia cho ta. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão nắm chặt tay, khẩn trương nhìn vào hai đạo thân ảnh trong quảng trường. Lục Lâm Thiên, chúng ta một chiêu phân thắng bại, được không? Lam Thập Tam nhìn huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên, cỗ sát khí kinh người kia khiến cho ngay cả tâm thần của hắn cũng phải run lên. Sảng khoái, vậy thì một chiêu định thắng bại. Chiến ý Lục Lâm Thiên nổi lên, nắm chặt huyết lục trong tay, một cỗ khí thế bá đạo lan tràn. Hai tiểu tử này quả nhiên đủ cuồng. Nghe hai người nói chuyện, không ít cường giả cũng phải thầm than một tiếng. Bất quá mọi người đều hiểu rõ, trong đám người trẻ tuổi, nếu như hai người này mà không đủ cuồng thì không còn có ai có tư cách có thể cuồng như vậy. Tốt, kế tiếp ta sẽ thi triển vũ khí huyền cấp cao giai, người cẩn thận một chút. Một chiêu định thắng bại. Nghe Lục Lâm Thiên đáp, tinh quang trong mắt Lam Thập Tam bắn ra, thiên phong chi nhận trong tay lập tức chỉ về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức Lam Thập Tam tràn ra, lúc này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được tâm thần của mình run lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lam Thập Tam kia đã đem bản thân hắn tập trung vào phạm vi công kích. Kế tiếp ta cũng thi triển vũ khí huyền cấp trung giai, bất quá tuyệt đối sẽ không yếu hơn vũ khí huyền cấp cao giai của ngươi. Đến đây đi, một chiêu định thắng bại. Lục Lâm Thiên nói, lúc này bên trong khí thế của Lam Thập Tam có một cỗ khí tức áp bách lan tràn ra, khiến cho chiến ý trong lòng Lục Thiếu Du càng thịnh. Thực lực mạnh nhất của Lam Thập Tam a, không biết mạnh tới mức nào. Nghe hai người nói vậy, lúc này tất cả khán giả đều sôi trào. Các cường giả trên đài cao lúc này cũng cảm giác được máu trong cơ thể mình sôi trào. Hai người thanh niên này đều cuồng như nhau, lại vô cùng mạnh mẽ, quả thực là một cây kim với cọng râu a. Một chiêu định kết quả, sợ rằng động tĩnh gây ra sẽ không nhỏ. Siêu siêu. Lam Thập Tam rốt cuộc cũng động, thân thể bắn lên không trung. Đao mang trong tay không ngừng huy động, chân khí trong cơ thể tuôn ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lăng lệ xuất hiện, đao mang hiện lên, trong không gian trống rỗng đột nhiên rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, trên mũi đao của thiên phong chi nhận này bắn ra quang mang mạnh mẽ cùng với một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh hơn. Khiến cho những người có thực lực thấp chung quanh, trong lúc vô hình có cảm giác bị áp chế. Đám người thiên địa các, thánh nữ Tử Yên lúc này sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đây chính là công kích mạnh nhất mà Lam Thập Tam có thể thi triển ra. Những năm gần đây, những người trẻ tuổi khác trong thiên địa các cho tới bây giờ còn chưa có ai có thể khiến hắn thi triển ra công kích mạnh nhất này. Từng đạo đao mang trong tay Lam Thập Tam bắn ra.
Năng lượng trong thiên địa ở trên quảng trường lúc này dường như đã bị dẫn dắt, đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Khiến cho sắc mặt không ít cường giả trên đài cao đại biến. Cỗ năng lượng thiên địa Lam Thập Tam huy động lúc này đã tới tình trạng cực kỳ nồng đậm. Chứng minh trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của hắn đã đến mức vô cùng khủng bố. Cùng thi triển một vũ kỹ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Loại mạnh yếu này có đôi khi đến từ tu vi cấp độ, thế nhưng tới vũ kỹ huyền cấp trung giai trở lên mà nói, độ mạnh yếu khi thi triển vũ kỹ có quan hệ cực lớn với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Tới tầng thứ này, lực lượng vận dụng đều có quan hệ với lực lượng thuộc tính trong thiên địa. Chân khí đơn thuần cùng với linh lực làm sao có thể tạo thành uy lực tới mức di sơn hải đảo, sơn băng địa liệt được. Lúc này trong quảng trường, Lam Thập Tam thi triển vũ kỹ, một cỗ năng lượng trong thiên địa lập tức điên cuồng xoay tròn quanh người hắn. Theo cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ, cả không trung đột nhiên run lên, một cỗ cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Vô số kình khí bắn ra bốn phía, trong lúc mơ hồ cả không gian dường như sắp sụp đổ. Khí thế như vậy khiến cho tất cả các cường giả không khỏi sợ hãi thán phục đối với Lam Thập Tam. Thánh tử thiên địa các, người được thiên địa các bồi dưỡng quả thực vô cùng khủng bố. Dưới cỗ khí thế này, trong lòng mọi người thậm chí còn có chút lo lắng cho Lục Thiếu Du. Thiên phú của Lục Thiếu Du vô cùng khủng bố, thế nhưng trên phương diện thực lực có thể thắng được Lam Thập Tam hay không, quả thực vô cùng khó nói. Lục Lâm Thiên nhìn thấy tất cả chuyện này, hắn không khỏi hít sâu một hơi, thực lực Lam Thập Tam tuyệt đối khủng bố, để xem hắn có thể chống lại hay không. Tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, một cỗ khí thức mạnh mẽ trực tiếp chấn gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Một lát sau, Lục Lâm Thiên huy động huyết lục trong tay, trên không trung lúc này đột nhiên có một cỗ khí thức bàng bạc bao phủ thiên địa, cỗ khí thức này vô cùng hùng hậu trầm ổn, giống như là đứng trước một đầu quái vật khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề không thể dung chuyển. Năng lượng thuộc tính thật mạnh mẽ. Trên đài cao, không ít cường giả sắc mặt kinh hãi, cỗ uy áp từ khí thức này cũng khiến cho bọn hắn chịu ảnh hưởng. Cỗ năng lượng thuộc tính thổ kia hội tụ mang tới một cỗ uy áp cực lớn. Loại uy áp này không đến từ bản thân khí tức Lục Thiếu Du, mà đến từ trong thiên địa, là uy áp từ trong thiên địa. Không ngờ lại lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mạnh như vậy. Không ít cường giả líu lưỡi, trình độ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của Lục Lâm Thiên này rõ ràng còn trên Lam Thập Tam. Vũ Vương nhất trọng có thể lĩnh ngộ tới tình trạng như vậy khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Huyết lục được huy động, lúc này năng lượng thuộc tính thổ quanh người Lục Lâm Thiên càng thêm hùng hậu. Cỗ khí tức hùng hậu mà bá đạo này nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lúc chúng cường giả nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong lòng không khỏi suy đoán, không biết Lục Thiếu Du này sẽ thi triển vũ kỹ gì. Cỗ khí thế bá đạo hùng hậu này khiến cho năng lượng trong thiên địa chấn động vô cùng khủng bố. Cho dù là không ít Vũ Vương cùng Linh Vương có mặt ở đây trong lòng cũng có cảm giác lạnh lẽo xẹt qua trong lòng. Ca ca nhất định có thể chiến thắng. Trong mắt Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên định, trong lòng nàng. Ca ca nàng đương nhiên sẽ có thể chiến thắng. Siêu siêu. Đao mang trong tay bắn ra bốn phía, trên người Lam Thập Tam tràn ngập quang mang màu trắng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ quang mang chói mắt kia khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng, một cỗ năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, cuồng phong càn quét, một cỗ kình phong sắc bén, mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía. Lục Lâm Thiên, một chiêu định thắng bại, để xem ngày hôm nay trong chúng ta ai thắng ai thua. Thanh âm Lam Thập Tam vừa dứt, thanh âm quanh quẩn trong không trung, thiên phong chi nhận trong tay hắn run lên, quang mang màu trắng quanh người càng ngày càng thịnh, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể Lam Thập Tam. Sau đó cả cánh tay chấn động mãnh liệt, đao mang trực tiếp được đánh xuống. Trên không trung lúc này phong vân biến sắc, năng lượng trong thiên địa lập tức bị đao mang thôn phệ. Từng đạo đao mang bắn về phía trước, trong không trung lập tức vang lên thanh âm xé gió. Phong lăng thiên hạ. Lam Thập Tam hét lớn một tiếng, đao mang nhanh chóng chém xuống, một cỗ kình khí đáng sợ đột nhiên từ trong đao mang đánh ra. Cỗ khí thế cường hãn này đột nhiên bộc phát mang theo thanh âm chói tai sắc bén, giống như thiểm điện xuyên qua không gian bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du xa xa. Những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian không bị đẩy lùi. Thế nhưng trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, gợn sóng trong không gian trực tiếp biến mất trong thiên địa. Thật mạnh! Chúng cường giả thầm than một tiếng, cho dù là Vũ Vương cùng với Linh Vương ở đây, cũng không có ít người không thể chống lại một chiêu này của Lam Thập Tam. Đến tốt, liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng,
mang theo khí phách ngập trời vang vọng quảng trường. Cỗ hào khí trên quảng trường lúc này đột nhiên được đẩy tới cao trào. Trên huyết lục, cỗ đao mang quỷ dị kia giống như một quả bom bộc phát, đao mang huyết sắc phô thiên cái địa cùng với thanh âm chói tai giống như thiểm điện vang lên trong không gian, thế như trẻ tre, cả không gian run rẩy không ngừng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này sau khi Lục Lâm Thiên bổ ra chín đao, chín đạo đao mang này dường như tương liên với nhau. Chín đạo đao mang chừng hơn ngàn thước mang theo lực lượng xé rách không gian lập tức hội tụ lại một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần truyền ra. Những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp hóa thành cho tràn, phía dưới sơn băng địa liệt, để tưởng tượng ra một đao này khủng bố bao nhiêu. Cỗ khí thế này, so với một đao khi trước của Lam Thập Tam còn mạnh hơn vài phần. Rõ ràng là vũ khí huyền cấp trung giai thế nhưng không ngờ lại có uy thế cường hãn như vậy. Ngay dưới vô số ánh mắt, hai đạo đao mang đều dùng tốc độ như thiểm điện nhanh chóng va chạm vào một chỗ. Loại va chạm này khiến cho trong lòng những người xem không khỏi nhảy lên. Trên thính phòng cùng hòn đảo bốn phía, lúc này sắc mặt hàng vạn người kích động tới mức đỏ ửng, một ít người định lực kém thì trực tiếp đứng dậy, lớn giọng hô vang tên hai người dưới quảng trường. Một lát sau, ánh mắt tất cả mọi người đều vô cùng giật mình, khi cỗ đao mang huyết sắc cùng với đao mang màu trắng kia va chạm vào một chỗ, cả không gian run lên rồi lập tức yên tĩnh, vô cùng quỷ dị. Thế nhưng loại yên tĩnh này lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy như có một tảng đá lớn đè trong lòng. Phanh phanh. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì trên không trung lập tức vang lên thanh âm gợn sóng bị nghiền nát. Không gian giống như có một quả bom nổ tung, cả không gian chấn động. Nơi hai đạo đao mang va chạm, từng đạo gợn sóng dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Ầm ầm. Quang mang chói mắt từ giữa không trung tràn ra, năng lượng thiên địa vô cùng cuồng bạo, hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm, cả không gian bành trướng vặn vẹo tới tột cùng. Thanh âm kinh thiên động địa không ngừng vang lên, giống như một tiếng sấm rền cùng với cỗ kình khí mạnh mẽ từ trong không trung khuếch tán. Một cỗ khí tức mạnh mẽ ngập trời cũng trong nháy mắt khuếch tán. Khí tức cuồng bạo này khiến cho không gian rung chuyển, kinh khí khủng bố tràn ngập hư không. Kinh khí lướt qua, cả không gian chấn động. Cỗ lực lượng này bá đạo vô cùng khiến cho lòng người sợ hãi. Nhìn qua cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi than. Lúc này nếu như Vũ Vương Nhất Trọng cùng với Linh Vương Nhất Trọng bị lan tới sợ rằng cũng sẽ bị đánh thành những mảnh vỡ. Trận chiến của hai người trẻ tuổi này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Phanh phanh. Trong kình khí ngập trời, từng đạo quang mang chói mắt mạnh mẽ đập vào trên cơ thể hai người, lập tức hai người bị nện xuống mặt đất. Mặt đất rạn nứt, tất cả trở nên cực kỳ hỗn loạn, mặt đất rung chuyển, bởi vậy có thể thấy được lực lượng hai người va chạm xuống mặt đất mạnh mẽ bao nhiêu. Mắt nhìn hai người đồng thời nện xuống mặt đất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng thở, cùng đợi sự biến đổi trong không gian tĩnh lặng kia. Khi kình khí chấn động nhân tâm cùng với năng lượng thuộc tính tiêu tán trong thiên địa. Mau nhìn, hai người đều đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ trong đống đá vụn trên quảng trường đi ra. Hai thân ảnh này lại đồng thời xuất hiện, chính là Lục Lâm Thiên và Lam Thập Tam. Thế nhưng lúc này trên người Lục Lâm Thiên vẫn có thanh linh khải giáp, lân phiến quanh người chỉ có chút rạn nứt mà thôi, khí tức hơi chút hỗn loạn, sắc mặt tát nhợt, bất quá cũng không hơn. Mà Lam Thập Tam kia, lúc này phong linh giáp trên người đã hoàn toàn bị rạn nứt, y phục quanh người bị nghiền nát, trên người vết máu loang lổ. Trước ngực có một vết đao, đầu tóc rối bời, cả người vô cùng chật vật. Phốc phốc. Cùng lúc đó, trong miệng Lam Thập Tam phun ra một ngụm máu, khí tức trên người trong nháy mắt này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lam Thập Tam khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự kiên cường. Ta thua, bất quá một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Lam Thập Tam nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta sẽ chờ. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng hắn lúc này cũng hiểu rõ. Nếu không phải bản thân hắn có bất diệt huyền thể, thì chỉ sợ tình huống của hắn bây giờ so với Lam Thập Tam cũng không khá hơn là bao. Hắn thắng, bất quá không phải là thắng trên phương diện thực lực, mà là do con bài bất diệt huyền thể này. Lục Lâm Thiên thắng. Thanh âm của đại hán mặc hoàng bào vang lên trong không trung. Lục Lâm Thiên. Mọi người ở bốn phía mới phục hồi tinh thần lại. Tiếng hoan hô lại một lần nữa giống như kíp nổ vang lên, thắng liên tiếp 7 trận. Quả thực vô cùng đã nghiền. Sắc mặt đám người Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Dương Quá lúc này đã có chút biến hóa.
Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, sắc mặt vừa rồi còn có chút khẽ đổi, hiện tại rõ ràng đang thở dài một hơi. Thắng rồi, thắng rồi. Bầu không khí ngưng trọng đột nhiên bị buông lỏng, Vũ trưởng lão rốt cuộc cũng triệt để thở ra một hơi, hai tay dùng sức đánh mạnh vào đùi một cái. A, à, cơ hồ là cùng một lúc, thanh âm của Tống trưởng lão vào Vương trưởng lão vang lên. Hóa ra là Vũ trưởng lão lại theo thói quen đánh vào trên đùi bọn họ. Tống trưởng lão và Vương trưởng lão đã sớm đề phòng Vũ trưởng lão rồi, thế nhưng không nghĩ tới lần này Vũ trưởng lão lại cải biến quỹ tích của cánh tay, trực tiếp đập miết một cái vào đùi bọn hắn, cái cảm giác đau đớn này so với bị Vũ trưởng lão vỗ khi trước còn đau đớn hơn nhiều. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Tống trưởng lão cùng Vương trưởng lão đám người Vân Dương Tông lập tức nghi hoặc nhìn vào hai người. Vũ trưởng lão, nếu ngươi còn như vậy ta sẽ không để yên cho ngươi. Tống trưởng lão, Vương trưởng lão thở phì phò, trừng mắt nhìn Vũ trưởng lão. Hai vị trưởng lão, ngại quá, thói quen, thói quen. Vũ trưởng lão lập tức cười hắc hắc làm lành khiến cho Tống trưởng lão và Vương trưởng lão bất đắc dĩ không thôi. Trưởng môn thắng liên tiếp 7 trận. Trong Phi Linh môn, đám người Tả Thiên Khung kích động tới run rẩy. Thắng 7 trận thì tính là gì? Lão đại còn chưa dùng toàn lực kìa. Tiểu Long liếc mắt nhìn Tả Thiên Khung, thực lực của lão đại, nó là người hiểu rõ nhất. Lục Lâm Thiên, người có muốn nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục khiêu chiến hay không? Người đã thắng liên tiếp 7 trận rồi. Lúc này, thanh âm của đại hán mặc hoàng bào quanh quẩn trong không trung. Lục Lâm Thiên, tiếp tục khiêu chiến, Lục Lâm Thiên, tiếp tục khiêu chiến. Bốn phía, trong đám người vây xem chung quanh, tiếng ầm ĩ như sấm rền vang lên, không ít người đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về quảng trường. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, thanh linh khải giáp trên người được thu lại, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể đã sớm được vận chuyển, nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng hắn có đan điền khổng lồ, thế nhưng vừa rồi tiêu hao cũng rất nhiều. Tiểu tử này không phải sẽ định tiếp tục khiêu chiến đó chứ? Vừa rồi tiêu hao cũng khá nhiều, nếu như khiêu chiến lần nữa thì sẽ bị thiệt lớn. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên ở dưới quảng trường. Tiểu tử, đừng thể hiện a, liên tiếp khiêu chiến là điều vô cùng bất lợi. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh lúc này cũng vô cùng khẩn trương nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong lòng lo lắng thay Lục Lâm Thiên không thôi. Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn mời Tử Yên cô nương của Thiên Các chỉ giáo. Ngay trong ánh mắt của ngàn vạn mọi người, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên nhíu lại, hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn vào hai người Lăng Thanh Tuyền cùng với Tử Yên, sau đó lập tức chuyển sang người thánh nữ Tử Yên của Thiên Các. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, đám khán giả phía ngoài lập tức xôn xao. Liên tiếp khiêu chiến, đối với mỗi một người mà nói, đương nhiên là chuyện vô cùng thiệt. Tiểu tử này, nghe con mới sinh không sợ hổ, thật là ngông cuồng a. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhảy lên, nhìn qua Lục Lâm Thiên không khỏi thở dài một hơi. Thực lực của Tử Yên này có lẽ còn trên Lam Thập Tam kia. Khâu Mỹ Vi ở bên cạnh Lữ Chính Cường lúc này đột nhiên nói. Nàng cũng nhìn được ra sao, thực lực nữ nhân này hẳn đã tới tình trạng cực kỳ đáng sợ. Lữ Chính Cường khẽ nói, dùng nhãn lực của hắn đương nhiên cũng đã sớm cảm giác được điểm này. Thiên Địa Các Tử Yên mời Lục trưởng môn chỉ giáo. Dọc quảng trường, một thanh âm thanh thúy mềm mại vang lên, lập tức có một thân thể xinh đẹp xuất hiện, tư thái hoàn mỹ, uyển chuyển, thân thể đáp xuống không dính một chút bụi bặm nào, nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Thân thể xinh đẹp đáp xuống, người vừa mới xuất hiện mặc một bộ y phục màu tím nhạt, vô cùng ưu nhã, vẻ mặt giống như tiên tử hạ phàm, xinh đẹp chắc tuyệt, khuôn mặt tú lệ, tinh xảo, còn có một chút vũ mị, chỉ cần lẳng lặng đứng trên quảng trường thì trong lúc vô hình cũng có một khí chất giống như tiên tử tỏa ra chung quanh. Sợ rằng bất kỳ một nam nhân nào nhìn vào cũng không rời mắt đi được. Mà lúc này, trong lòng Lục Lâm Thiên không tự chủ nhớ tới khi trước trong Huyền Thiên bí cảnh, hắn đã động chạm vào không ít a. Nghĩ tới đó, Lục Lâm Thiên thầm mắng bản thân một câu vô sỉ. Chúng ta lại gặp mặt, hóa ra cô nương lại xinh đẹp như vậy. Ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, một mùi hương kỳ lạ truyền đến, tựa như u lan, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra, thứ khiến hắn ấn tượng sâu nhất trong Huyền Thiên bí cảnh khi trước chính là hương thơm trên người nữ tử này. Chẳng lẽ Lục trưởng môn chỉ coi trọng tới dung mạo của nữ tử thôi sao? Tử Yên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thế nhưng lại không có một chút chấn động nào.
Dung mạo của nữ tử giống như là rượu ngon hoa đẹp, thử hỏi ai mà không muốn nhìn thêm một chút, nam nhân bình thường nói không thích nữ tử xinh đẹp ta thấy đều là nói điêu. Dù sao ta vô cùng thích những nữ tử xinh đẹp. Lục Lâm Thiên nói, ồ, ba vị hôn thê của Lục trưởng môn đều là người mỹ mạo vô song, chẳng lẽ Lục trưởng môn còn cảm thấy chưa đủ sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt Tử Yên khẽ đổi, lập tức nói. Cả hai không có liên quan gì tới nhau, nữ tử xinh đẹp chỉ là đẹp mắt mà thôi, không hơn. Không phải ai xinh đẹp ta cũng lấy về cả. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hừ, tiểu tặc này, ở ngay trước mặt ta mà còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, đợi lát nữa xem thu thập ngươi như thế nào. Bên quảng trường, Vân Hồng Lăng thở phì phò trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi dậm chân nói. Lục Lâm Thiên nói một phen quả thực khiến cho tiểu nữ thụ giáo. Tử Yên mỉm cười, nụ cười đủ để khuynh thành. Nhìn nữ tử trước mắt, lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên có chút ngây ngốc. Lục trưởng môn, ngươi vừa chiến một trận, muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Bằng không, đối với bản thân ngươi sẽ vô cùng bất lợi. Nhìn Lục Lâm Thiên, Tử Yên chợt nói. Chân khí quanh người nàng giờ phút này đột nhiên biến đổi, một cỗ khí thế vô hình bắt đầu lan tràn ra. Không cần, Tử Yên cô nương có thể tùy thời ra tay. Bàn tay Lục Lâm Thiên đập mạnh một cái, một cỗ khí thế trên người tuôn ra. Không khí trên quảng trường lập tức trở nên căng cứng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự khẩn trương. Tử Yên này sợ rằng không hề đơn giản chút nào. Cường giả trong tất cả sơn môn lúc này cũng không khó nhìn ra, thánh nữ thiên địa các này một đường tiến vào top 10, tuy rằng không tạo ra động tĩnh quá lớn, thế nhưng bản thân nàng không gặp phải một chút nguy cơ nào. Giờ phút này đối mặt với Lục Lâm Thiên nàng cũng vẫn cực kỳ bình tĩnh như vậy. Trong thiên địa các, Kình Linh Vương lúc này không khỏi mỉm cười. Thực lực thánh nữ thiên các đương nhiên hắn cực kỳ hiểu rõ, cho dù là cường giả trong thiên các đối với nàng cũng tán thưởng không thôi. Tử Yêu vinh dự được coi là đệ tử có thiên phú mạnh nhất từ trước tới nay của thiên địa các, tuy rằng Lục Lâm Thiên này thiên phú nghịch thiên, thế nhưng lúc này, dựa vào thực lực biểu hiện ra, sợ rằng muốn thắng được thánh nữ thiên các là chuyện không có khả năng. Lúc này, trên đài cao tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống quảng trường. Lục Lâm Thiên đối chiến với Thánh Nữ Thiên Các. Thánh Nữ Thiên Các tuyệt đối không phải là kẻ yếu, không biết kẻ cuối cùng thắng trận sẽ là ai. Lục Lâm Thiên cuồng vọng tự đại liên tục khiêu chiến trận thứ 8, tiếp tục chiến thắng hay là sẽ dừng bước tại nơi này. Nghĩ tới đây, không ít người có cảm giác máu tươi trong cơ thể mình sôi lên. Lúc này trên quảng trường, Tử Yên dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt. Linh vũ song tu, vũ giả năm hệ, thiên phú như vậy chỉ có trong truyền thuyết mới có. Nếu như là đối thủ có tu vi đồng cấp mà nói, hôm nay sợ rằng ngay cả bản thân nàng cũng không dám nói thắng. Chỉ tiếc đối phương dù sao cũng chỉ mới là vũ vương nhất trọng mà thôi. Lúc này là do thực lực chứ không phải thiên phú đơn thuần. Thế nhưng trên người đối phương sợ rằng hơn phân nữa có linh khí phòng ngự linh hồn, điều này khiến cho nàng ít nhiều có chút cố kỵ. Lục trưởng môn. Bằng vào thiên phú cùng thực lực của ngươi hiện tại, quả thực ngươi rất mạnh. Bất quá sợ rằng ở trước mặt ta vẫn có chút không đủ, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhìn Lục Lâm Thiên, thanh âm trong trẻo của Tử Yên vang lên, thanh âm thanh thúy giống như chim sơn ca vang vọng, thế nhưng bên trong nó lại mang theo một cỗ khí thế khiến cho người khác không dám xem thường. Thật sao? Đối với lời nói của Tử Yên, Lục Lâm Thiên chỉ cười nhạt một câu. Chân khí bàng bạc trong cơ thể lúc này chậm rãi vận chuyển. Chân khí trong cơ thể khởi động, một cỗ khí tức cường hãn lặng lẽ tràn ra. Trong lúc vô hình tạo thành một đạo quang mang đem quanh người hắn bao phủ lại. Chân khí từ trong kinh mạch rộng lớn tuôn ra liên tục. Ta nói, nếu như ngươi không còn con bài chưa lật nào khác, vậy thì chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Ánh mắt Tử Yên khẽ đổi, lúc này, linh lực trên người nàng đột nhiên tràn ra. Trong nháy mắt một cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập, trong lúc mơ hồ còn mang theo tiếng sấm rền. Linh vương tứ trọng đỉnh phong. Cảm nhận khí thế trên người Tử Yên, lúc này ngay cả chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng không khỏi đình trệ một cái. Linh vương tứ trọng đỉnh phong, có lẽ còn cách linh vương ngũ trọng cũng chỉ một bước ngắn mà thôi. Lục Lâm Thiên ngưng trọng, tu vi của Tử Yên này là linh vương tứ trọng đỉnh phong, trên người Lam Thập Tam có vũ linh khí địa cấp, Tử Yên này cũng là thánh nữ, sợ rằng trên người cũng sẽ có hồn linh khí địa cấp. Có lẽ những thủ đoạn khác cũng không thiếu. Bằng vào thực lực của nàng đối mặt với linh vương ngũ trọng cũng không có một chút áp lực nào,
coi như là Linh Vương lục trọng gặp phải nàng cũng không nhất định có thể làm gì được nàng. Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, sợ rằng sắp đột phá Linh Vương ngũ trọng. Trên đài cao, khí tức Tử Yên phóng ra ngoài khiến cho không ít người líu lưỡi. Bằng vào số tuổi như vậy mà đã có tu vi như vậy, quả thực quá dọa người. Đám người trẻ tuổi lần này, một người so với một người còn mạnh mẽ hơn. Tiểu tử này, lần này đụng phải phiền phức lớn rồi. Ánh mắt Lữ Chính Cường khẽ đổi, nhanh chóng cảm thấy Lục Lâm Thiên gặp phiền toái. Thực lực Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, Lục Lâm Thiên muốn đối phó tuyệt đối rất khó. Tiểu tử này gặp phiền toái rồi. Thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh lập tức khẩn trương. Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, vậy thì đến đây đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ run lên, bất kể như thế nào hắn phải đạt được vị trí thứ nhất. Vì Long Duông Linh Quả, bất kể là ai ngăn cản trước mặt hắn, hắn cũng sẽ đem kẻ đó đánh bại. Lục trưởng môn, vậy thì ta không khách khí nữa. Tử Yên vừa mới dứt lời, một cỗ linh lực bàng bạc cuồng bạo nhanh chóng lấy nàng làm tâm điểm rồi bộc phát. Bên trong cỗ linh lực cuồng bạo bao phủ không trung lúc này có một cỗ khí tức linh hồn minh mông, từ trong đó tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến cho vô số người xung quanh quảng trường ngây ngốc. Ngay cả chúng cường giả trên đài cao sắc mặt cũng đại biến, khí thế bàng bạc như vậy, không ngờ Tử Yên này tùy ý cũng có thể tạo thành. Khí thế thật mạnh. Lục Lâm Thiên không cam lòng yếu thế, thanh linh khải giáp quanh người lại một lần nữa được bố trí, chân khí bàng bạc trong cơ thể tuôn ra. Bước chân bước về phía trước một bước, dưới chân, mặt đất quảng trường giống như gặp một cơn địa chấn, trên mặt đất xuất hiện từng cái khe hở, thậm chí, cả quảng trường lúc này dường như cũng run rẩy. Cỗ khí thế đối chọi gay gắt như vậy khiến cho không ít người phải cảm thán một phen. Cảm nhận khí thế trên người Lục Lâm Thiên lúc này, ánh mắt Tử Yên khẽ trầm xuống, cánh tay mềm mại duỗi ra, một cây sáo ngọc lập tức xuất hiện trong tay nàng. Lưu quang trên cây sáo ngọc quanh quẩn, một cỗ năng lượng trong thiên địa lập tức hội tụ tới. Siêu siêu, năng lượng thiên địa hội tụ, cả không trung lúc này biến đổi, năng lượng bàng bạc trong thiên địa kia lúc này trực tiếp bị cây sáo ngọc trong tay Tử Yên dẫn dắt. Cây sáo ngọc này dài chừng một thước, toàn thân xanh biếc, bên trên có bí văn lưu truyền. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có một đạo thú ảnh được khắc trong đó, sáo ngọc này tuy nhỏ, thế nhưng cỗ uy áp bên trên nó hiện tại đang lan tràn về bốn phía không ngớt. Quả thực đúng là hồn linh khí địa cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, Tử Yên này ngay từ lần đầu ra tay không ngờ đã lấy ra hồn linh khí địa cấp. Cây sáo ngọc này xuất hiện trong tay, khí chất của Tử Yên lại một lần nữa biến đổi, năng lượng thiên địa không ngừng chấn động, y phục màu tím trên người tung bay, thân thể linh lung, hoàn mỹ kia lại càng trở nên động lòng người. Siêu siêu, Tử Yên thả người nhảy lên, giống như tiên tử, lăng không mà đứng. Hai mắt lúc này mang theo sự bình thản không chút sợ sóng. Y phục màu tím trên người khẽ bay, sáo ngọc để sát bờ môi son. Một tiếng sáo du dương từ trên môi Tử Yên vang lên rồi lập tức quanh quẩn trong không trung. Sau đó từng tiếng sáo một nối đuôi nhau từ trong chiếc sáo kia bay ra. Tiếng địch du dương, thanh thúy lập tức làm rung động tới tâm can người nghe. Giai điệu, nhịp điệp kia lập tức xâm nhập vào trong lòng mọi người. Tiếng địch như vậy, như oán như hận, như khóc như nói, giống như mưa giả dích. Phụ nhân khóc lóc vậy. Tiếng sáo không dứt bên tai, tiếng sáo trong lúc vô hình bắt đầu thê lương, xa xưa. Công kích linh hồn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một cỗ tinh quang. Trong cỗ sóng âm này, ẩn chứa linh hồn lực mạnh mẽ bắn tới, không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo. Cỗ linh hồn lực bằng sóng âm này xuyên qua không gian vặn vẹo, trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên. Mà trước khi cỗ linh hồn lực này đánh vào đầu Lục Lâm Thiên thì quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên run lên, cả không gian quanh thân vặn vẹo, dưới cỗ linh hồn công kích mạnh mẽ này, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không khỏi run lên. Linh hồn công kích khủng bố như vậy, tuyệt đối là lần thứ nhất Lục Lâm Thiên gặp phải. Thánh nữ Tử Yên của Thiên Các vừa ra tay đã thi triển linh hồn công kích, quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không có một chút thăm dò nào, trực tiếp dùng linh hồn giao thủ. Tu vi Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, lúc này lại thêm hồn linh khí địa cấp thi triển ra công kích bằng linh hồn mà nói, vô cùng khủng bố. Lục Lâm Thiên dám cam đoan, Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong muốn chống lại chỉ sợ cũng phải chảy xước một mảnh ra. Linh hồn công kích cường giả nhanh chóng đánh vào trong người Lục Lâm Thiên, lúc này tiếng sáo đột nhiên biến đổi. Tiếng sáo vang vọng chung quanh, rơi vào trong tai đám người vây xem, lúc này dường như tiếng sáo đã lấn át tất cả âm thanh khác,
tiếng sáo như dư âm văng vẳng bên tai bọn họ. Mà lúc này chỉ có người có thực lực tới trình tự nhất định thì mới có thể cảm giác được. Cỗ linh hồn công kích nặng nề kia đang giống như thủy triều, từng đợt không ngừng đánh vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Linh hồn công kích luôn là công kích được mọi người cho rằng nguy hiểm nhất, là công kích mà mọi người cố kỵ nhất. Không có một ai muốn đối mặt với công kích dạng này. Mà lúc này nhìn thấy linh hồn công kích mạnh như vậy, mọi người không khỏi thay Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Siêu siêu. Linh hồn công kích mạnh mẽ, hung hãn như vậy, bên trên còn ẩn chứa uy áp mạnh mẽ khiến cho thân thể Lục Lâm Thiên khẽ run lên. Cỗ linh hồn công kích này trực tiếp coi Lục Lâm Thiên làm tấm bia nhắm, liên tục bắn tới. Linh hồn công kích a, cảm tạ lão thiên. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười, hoàn toàn không để ý tới. Tùy ý để cỗ linh hồn công kích bàng bạc này tiến vào trong đầu. Giờ phút này tuy rằng Lục Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, thế nhưng có ai lại biết được, linh hồn công kích tất cả mọi người đang cố kỵ lại bị Lục Thiếu Du bỏ qua sau đầu. Từng cỗ linh hồn lực bàng bạc, từng đợt chút xuống người Lục Lâm Thiên, sau đó lập tức tiến vào trong đầu. Linh hồn lực khủng bố không chút kiêng nể lao thẳng vào không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Mà lúc này, trong đầu Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng trực tiếp nhảy ra. Kim quang đại thịnh rồi đột nhiên hóa thành hơn trăm lần, thân đao run lên, cả không gian trong đầu Lục Lâm Thiên cũng run lên. Kim quang đại thịnh, linh hồn công kích tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức bị một cỗ hấp lực lớn, nhanh chóng biến mất vào bên trong tiểu đao màu vàng rồi biến mất không thấy gì nữa. Tiếng sáo tiếp tục liên miên không dứt, linh hồn công kích bàng bạc liên tục cuồn cuộn tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên khiến cho gợn sóng trong không gian cuồn cuộn rồi lan tràn ra bốn phương tám hướng. Dưới áp lực của linh hồn lực, không gian lúc này vô cùng nặng nề, đây là công kích trực tiếp bằng linh hồn lực. Bên trong từng đạo gợn sóng trong không gian, công kích bằng linh hồn càng ngày càng cường hãn. Cả không gian to lớn như vậy, giờ phút này trực tiếp bị vặn vẹo. Chỉ là từng đạo linh hồn lực này sau khi tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên lại không làm cho hắn có một chút phản ứng nào. Lục Lâm Thiên không ngờ vẫn đứng trên quảng trường, thân thể cao ngất kia lúc này giống như là một ngọn núi lớn, sóng gió ngập trời như vậy cũng không có cách nào làm nó rung chuyển mảy may. Tử Yên cũng cảm giác được điều này, trong đôi mắt không chút gợn sóng kia rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Tiếng sáo lại một lần nữa biến đổi, tiếng sáo cao V Upsilon T, linh hồn lực cường hãn lại được tăng cường. Dường như còn mang theo thanh âm như sấm rền, đánh bay gợn sóng trong không gian rồi đụng vào trên người Lục Lâm Thiên. Năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán, không gian bắt đầu vặn vẹo, dưới uy thế khủng bố này, cả quảng trường lúc này đã lờ mờ, ánh sáng trong thiên địa dường như đã bị che lại, cỗ linh hồn công kích cường hãn này, lúc này hơn phân nửa người trên đài cao sắc mặt đại biến. Người thực lực càng cao càng có thể cảm giác được cỗ uy áp khủng bố của nó, còn không nhịn được mà vận công chống đỡ nó. Lúc này, đám người trên đài cao lại càng vì Lục Lâm Thiên mà lau mồ hôi lạnh. Linh hồn công kích cường hãn như vậy, có lẽ Vũ Vương Ngũ Trọng, Linh Vương Ngũ Trọng cũng khó có thể chống lại. Lục Lâm Thiên chỉ là Vũ Vương Nhất Trọng, chẳng lẽ có thể chống lại sao? Thân thể cao ngất của Lục Lâm Thiên lúc này không ngờ vẫn đứng trên quảng trường, hai mắt nhắm chặt, không có một chút chấn động nào. Mà trong đầu hắn, không có ai biết được, trong đầu Lục Lâm Thiên đang xảy ra một màn khiến cho người ta khiếp sợ. Cỗ linh hồn lực bàng bạc kia sau khi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du cũng chỉ có kết cục bị kim đao màu vàng thôn phệ, ngay cả đại hồn anh cùng tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du cũng không cách nào đạt được chỗ tốt. Kim đao màu vàng này giống như một cái động không đáy, cỗ linh hồn lực bàng bạc kia đến bao nhiêu nó cũng không cự tuyệt. Lục Lâm Thiên này làm sao vậy? Chẳng lẽ bị linh hồn công kích tới tình trạng ngu ngốc rồi sao? Sao lại không có chút phản ứng? Chẳng lẽ chết rồi sao? Cỗ linh hồn công kích vừa rồi quá khủng bố, hẳn là Lục Lâm Thiên này đã. Một đám cường giả nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này Lục Lâm Thiên không nhúc nhích một chút nào khiến cho mọi người không khỏi liên tưởng tới kết quả xấu nhất. Linh hồn công kích, một khi vô ý bị nó đánh tới, việc Lục Thiếu Du trực tiếp bị phá hủy hồn anh mà chết cũng là chuyện bình thường. Tiểu tử này, không có việc gì đó chứ. Sắc mặt Lữ Chính Cường cực kỳ khẩn trương, linh hồn công kích mạnh như vậy. Cho dù là hắn cũng phải chú ý, mà lúc này Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có động tác, chẳng lẽ là càng nghĩ, Lữ Chính Cường càng thấy khẩn trương. Hiện giờ cũng chỉ có một mình Tử Yên biết rõ, công kích bằng linh hồn lực của nàng sau khi tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên cũng không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào mà trực tiếp biến mất.
Bất kể là công kích như thế nào thì linh hồn lực trực tiếp biến mất, giống như bốc hơi vậy. Khuôn mặt luôn lạnh nhạt không đổi sắc của Tử Yên lúc này rốt cuộc cũng có biến hóa. Tiếp theo, thanh âm từ trong cây sáo ngọc lại càng nhanh hơn. Cả thiên địa dường như đều lắc lư, trong đầu chúng cường giả đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Trong lúc mọi người nghi hoặc, trên bầu trời, hai mắt xinh đẹp của Tử Yêu đột nhiên sáng quắc, linh hồn lực bàng bạc từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Tiếng sáo lại biến đổi. Trong nháy mắt này phía trên cây sáo ngọc có một đầu yêu thú nhảy lên, cuối cùng trực tiếp nhảy ra khỏi cây sáo ngọc. Nhanh chóng hóa thành một hư ảnh khổng tước cực lớn trong không trung. Đầu khổng tước bằng hư ảnh này ngay từ đầu vốn chỉ nhỏ bằng cây sáo ngọc mà thôi. Thế nhưng ngay sau đó nó không ngừng bành trướng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp tăng tới hơn ngàn thước. Đầu khổng tước này toàn thân màu tím, không có một chút màu sắc gì khác, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác yêu dị. Hai mắt cực lớn kia đang nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở phía dưới. Tiếp theo, đầu khổng tước này xòe đuôi, cái đuôi lớn bao phủ không gian. Một cỗ uy áp kỳ dị đột nhiên từ trên trời khuếch tán. Dưới cỗ uy áp này, năng lượng trong thiên địa dường như có chút hỗn loạn, trên quảng trường lập tức truyền đến thanh âm kinh hãi, tất cả mọi người đều rung động vì một màn này. Linh hồn hóa thú, uy áp bằng linh hồn thật mạnh. Trên đài cao, chúng cường giả đều hít sâu một hơi. Những người dự thi còn lại, trong lòng cũng cảm thấy không bằng. Mà ngay cả Lục Tâm Đồng lúc này cũng phải sợ hãi, thán phục. Ngay cả nàng thúc giục xích kim độc chu, sợ rằng một nửa uy lực của Tử Yên cũng không làm được. Siêu! Trong nháy mắt này không gian chung quanh phong vân biến sắc, giống như thiên địa sắp sụp đổ. Tử tước linh ảnh, thâu hồn đoạt phách, đi! Sắc mặt Tử Yên trắng bệch, dường như đã tiêu hao gần hết. Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, thủ ấn trong tay nàng vung lên. Thanh âm vừa dứt, đầu khổng tướng màu tím cực lớn kia giống như vậy còn sống ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng sắc bén. Hai cánh cực lớn chấn động mang theo lôi điện màu tím, thân thể giống như lưu tinh hung hăng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Trên không trung, sắc mặt Tử Yên lúc này tuy rằng trắng bệch, thế nhưng y phục màu tím trên người khẽ bay, phong tư trác tuyệt, mái tóc đen phía sau tung bay, thân hình mềm mại bên trong nhìn qua vô cùng khó rời mắt. Có thể khiến cho Tử Yên thi triển con bài cuối cùng này, Lục Lâm Thiên chính là người thứ nhất a. Trong thiên địa các, ánh mắt Kình Linh Vương kinh hãi tới cực điểm. Mà lúc này trong lòng hắn cũng đã nhận định Lục Lâm Thiên đã thua rồi. Hư ảnh khổng tước màu tím đánh xuống giống như là kéo theo năng lượng thiên địa cùng với kình phong bạo động. Mà ngay cả bên ngoài quảng trường, mặt sông Bao La kia lúc này cũng bị năng lượng trong thiên địa ảnh hưởng, sóng nước ngập trời. Cảnh tượng như vậy khiến cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Uy thế khủng bố như vậy, cho dù là Vũ Vương Ngũ Trọng, Linh Vương Ngũ Trọng tuyệt đối không có cách nào có thể thúc giục ra được. Chúng cường giả sợ hãi thán phục, bởi vì đây chỉ là cường giả trẻ tuổi đọ sức mà thôi. Cường giả thế hệ trước hiện tại có mặt ở đây, sợ rằng có thể làm được như thế này cũng không có mấy người. Thật mạnh, Lục Lâm Thiên sắp không xong rồi. Tất cả mọi người đều lo lắng thay Lục Lâm Thiên, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lục Lâm Thiên này sợ rằng sẽ phải dừng bước ở đây. Lục thiếu du mạnh, thế nhưng thánh nữ thiên các này còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Tiểu tử, cố gắng chống lại đi. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão lúc này cũng khẩn trương, cả người như ngừng thở nhìn về phía trước. Ca ca, coi chừng. Ngay cả Lục Tâm Đồng vốn vô cùng tự tin với ca ca của mình lúc này cũng có chút khẩn trương dùng ánh mắt lo lắng nhìn vào trong quảng trường. Sắc mặt đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đại biến, đôi mắt xinh đẹp không dám nhìn vào trong quảng trường. Trong ánh mắt khiếp sợ của hàng vạn người, hư ảnh khổng tước kinh khủng kia trực tiếp đánh vào trên người Lục Lâm Thiên sau đó hóa thành một đạo quang mang màu tím nhanh như thiểm điện chui vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Tới lúc này, Lục Thiếu Du không ngờ vẫn không có động tĩnh gì. Khi tia quang mang màu tím biến mất trong mi tâm Lục Lâm Thiên thì không gian chung quanh rốt cuộc cũng khôi phục ánh sáng. Năng lượng thiên địa bàng bạc cũng biến mất, lúc này chỉ có Tử Yên sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người vô cùng suy yếu. Vì thúc giục một kích cuối cùng này đã khiến cho nàng tiêu hao hầu như không còn, đây cũng là một kích toàn lực của nàng. Khí thế bàng bạc kinh người tràn ngập chung quanh khi nãy lúc này cũng đã biến mất. Công kích liên tiếp cùng với khí thế kinh người vừa rồi đều do một mình Tử Yên tạo ra. Lúc này mọi người nhìn vào nữ tử thánh tử thiên các này, quả thực không thể không lau mắt mà nhìn. Thực lực như vậy,
cường giả trên đài cao lúc này sợ rằng cũng không có quá nhiều người có thể làm được một bước này. Trong đầu Lục Lâm Thiên, lúc này cũng không ngừng biến ảo, một hư ảnh khổng tước màu tím giống như một con sống nhanh chóng xuất hiện mang theo một cỗ khí thế bàng bạc khiến cho trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức chấn động. Trên kim đao, một đám kim quang tràn ra. Ngay khi hư ảnh khổng tước này tràn vào, đao mang trên kim đao đột nhiên bắn ra, hung hăng bổ vào phía trên hư ảnh khổng tước màu tím kia. Hư ảnh khổng tước màu tím kia lúc này dường như cũng cảm nhận được cái gì, trong mắt không ngờ lại xuất hiện sự sợ hãi. Bất quá, trong nháy mắt nó đã bị kim đao đánh trúng rồi hóa thành vô số mảnh vỡ. Căn bản không có một chút lực chống cự nào. Vô số mảnh vỡ trong nháy mắt bị kim đao thôn phệ. Cảnh tượng trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này cũng không có ai biết tới. Cỗ linh hồn công kích bằng khổng tước này sợ rằng linh vương Lục Trọng cũng phải nhượng bộ, thế nhưng một khi đụng phải kim đao thì sức phản kháng cũng không có. Hoàn toàn chỉ có thể chịu bị thôn phệ, thậm chí còn không khiến cho kim đao màu vàng có chút chấn động nào. Lúc này, tất cả mọi thứ trên quảng trường biến mất, đám khán giả bốn phía vô cùng yên tĩnh. Thân hình Lục Lâm Thiên vẫn đứng sừng sững trên quảng trường. Thân hình nhỏ bé kia, vừa rồi trong phong vân biến sắc lại giống như một ngọn núi lớn không bị rung chuyển nửa phân, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt. Chuyện gì xảy ra, sao còn chưa có động tĩnh? Lục Lâm Thiên sợ rằng, linh hồn công kích mạnh như vậy, thiên phú tiểu tử này cho dù có mạnh tới đâu, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại a. Một lát sau, tiếng thấp giọng nghị luận lập tức vang lên. Trên đài cao, sắc mặt mọi người đại biến, công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy. Lục Lâm Thiên lại hoàn toàn không có động tác gì, chắc hẳn do hắn biết cũng không có khả năng chống lại a. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Vũ Ngọc Tiền, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lúc này vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Tiểu tử này, nhất định là chết rồi. Chết tốt, ha ha. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên làm náo động như vậy, trong lòng hắn lại vô cùng tức giận. Lúc này nhìn thấy công kích bằng linh hồn cường hãn như vậy, hắn là người cười đắc ý nhất. Hắn cũng không tin Lục Lâm Thiên còn có thể chống lại, trừ phi hắn không phải là người. Loại linh hồn công kích này tiểu tử kia chết chắc rồi. Trên thính phòng sắc mặt Tuyệt Linh Vương vô cùng lạnh lẽo. Linh hồn công kích của Thánh Nữ Thiên Các này ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Tuy rằng Lục Lâm Thiên này vô cùng quỷ dị cùng cường hắn cũng tuyệt đối khó có thể chống lại, nhìn bộ dáng hiện tại, hơn phân nửa đã sớm chết. Không có động tĩnh sao? Chết rất tốt. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng lúc này cũng tràn ngập hàn ý nhìn vào Lục Lâm Thiên trên quảng trường. Người này chết đi thì hắn mới giải được hận. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng, Lữ Tiểu Linh lúc này vô cùng ngưng trọng. Các nàng cũng triệt để lo lắng, cỗ công kích bằng linh hồn này vô cùng khủng bố, thực sự quá cường hãn. Đám khán giả càng lúc nghị luận càng lớn, cả đám không ngừng xôn xao. Lục Lâm Thiên hiện tại còn chưa có động tĩnh. Xem ra linh hồn đã bị thương, cho dù sống cũng thành ngu ngốc. Người có thiên phú biến thái như vậy, dù sao tu vi vẫn còn hơn yếu, còn không có cách nào có thể chống lại linh hồn công kích của Thánh Nữ Thiên Các. Giữa không trung, Tử Yên lăng không mà đứng, hai hàng lông mi nhíu chặt lại. Lúc này nàng cũng căn bản không biết được những biến hóa trong đầu Lục Lâm Thiên. Thế nhưng ngay lập tức trong lòng Tử Yên đột nhiên run lên. Trong thiên địa đột nhiên có một cỗ khí tức. Giống như là có cái gì đó đang thức tỉnh. Mà nơi khí tức này phát ra chính là từ trên người Lục Lâm Thiên đang đứng ở bên trên quảng trường kia. Khí thế này càng ngày càng mạnh, giống như là có một đầu hung thú thức tỉnh vậy. Trên đài cao, người có tâm thần nhanh nhạy cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện này. Siêu! Hai mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên lúc này rốt cuộc cũng mở ra, trong lúc hai mắt mở ra này đồng thời cũng khiến cho đám khán giả bốn phía sôi trào. Oanh! Lục Lâm Thiên không có việc gì. Hắn không bị làm sao. Lục Lâm Thiên, tốt lắm. Tiếng hoan hô hội tụ tạo thành thanh âm như sấm rền vang lên quanh quẩn trong không trung. Đám người vừa rồi lo lắng lúc này đều như sôi trào lên, bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói, quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có thể như vậy, không ngờ lại hoàn toàn không có việc gì. Trên đài cao, tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, sau đó duỗi lưng một cái rồi nhìn nữ tử áo tím trên không trung, lạnh nhạt nói. Công kích xong chưa, hiện tại tới phiên ta. Thanh âm vừa dứt, thân thể Lục Lâm Thiên lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Siêu! Trong nháy mắt,
thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ở trước mặt Tử Yên. Trên khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản của Tử Yên kia lúc này rốt cuộc cũng có chút dao động. Sắc mặt trắng bệch, khí tức bản thân so với khi trước lại không bằng. Lúc này cánh tay mềm mại của nàng khẽ dương lên, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Ở trong trường bào màu tím có vô số sợi tơ màu tím bắn ra, tốc độ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Mỗi một sợi tơ màu tím này đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian cùng với xu thế mạnh mẽ đánh về phía Lục Lâm Thiên, tựa như vạn tiễn cùng bay. Nhìn ngàn vạn sợi tơ màu tím trước mặt, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến đổi. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, ngàn vạn sợi tơ này sau khi đụng phải không gian vặn vẹo này lập tức tản đi, thế nhưng cỗ kình khí của nó vẫn khiến cho thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên rung động. Lúc này, nhìn thấy từng đạo công kích của mình bị tản đi. Sắc mặt Tử Yên đại biến, thủ ấn lại biến đổi, lúc này ngàn vạn sợi tơ màu tím kia giống như có linh tính, nhanh chóng quay đầu lại, sau đó hội tụ tạo thành một đạo quang trụ màu tím. Không gian chung quanh quang trụ vặn vẹo, cả quang trụ màu tím run lên rồi nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Hàn băng đồng kết sát. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bàn tay lạnh lùng vung lên một cái. Một cỗ khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn ra chung quanh. Cả không gian đột nhiên như cứng lại, gợn sóng trong không gian lập tức bị đóng băng. Ngay sau đó, quang trụ màu tím kia cũng bị cỗ khí tức lạnh lẽo bao phủ. Siêu siêu. Trong nháy mắt có thể nhìn thấy được, sau khi đạo quang trụ màu tím này phá vỡ không gian tràn ngập hàn băng được một đoạn, thế nhưng ngay sau đó dường như đã vô lực tiếp tục tiến lên. Lúc này, trên không trung, sắc mặt Tử Yên lại càng thêm trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Linh khí hầu như hết sạch rồi đúng không? Thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai Tử Yên, thanh âm còn chưa dứt, một thân ảnh màu vàng đã xuất hiện trước người của nàng. Trong nháy mắt một đạo trưởng ấn trực tiếp vỗ vào vai ngọc của Tử Yên. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong không gian, thân thể giống như tiên tử của Tử Yên lúc này giống như một thiên thần bị gãy cánh, lập tức rơi xuống đất. Mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng thời hàn băng trên không trung bỗng dưng nổ tung, quang trụ màu tím kia lúc này cũng nhanh chóng hóa thành những mảnh vỡ nhỏ màu tím rơi xuống phía dưới. Phốc phốc, dưới quảng trường, Tử Yên lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên dung nhan tuyệt mỹ lúc này khóe miệng mang theo vết máu đỏ thẫm, khiến cho người khác nhìn vào có chút xót xa. Ta thua. Trên quảng trường, Tử Yên lau sạch vết máu nơi khóe miệng mình. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên đang lăng không đứng trên không trung. Oanh! Lục Lâm Thiên chiến thắng, âm thanh ầm ĩ của đám khán giả bốn phía lập tức vang lên. Thanh âm sôi trào giống như tiếng sấm quanh quẩn trên đảo Bình Nha mãi không tiêu tán. Thắng rồi sao? Nhìn tất cả chuyện này, đám người trên đài cao dường như còn chưa tin được. Linh hồn công kích mạnh mẽ, hung hãn như vậy không ngờ Lục Lâm Thiên lại không bị tổn thương một chút nào. Lại còn nhân cơ hội thánh nữ Tử Yên của Thiên Các tiêu hao không còn dùng một chiêu đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên này có thần khí phòng ngự linh hồn sao? Bằng không không có khả năng không sợ linh hồn công kích. Đã có không ít người biết hàng bắt đầu suy tư. Lúc này sắc mặt Kình Linh Vương cũng xám như tro. Tử Yên không ngờ lại bị thua. Điều này sao có thể? Đệ tử thiên phú mạnh nhất từ trước tới nay của Thiên Địa Các không ngờ lại thua như vậy. Thắng, trưởng môn lại thắng rồi. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Lưu Tinh Hà cùng chúng cường giả phi linh môn lúc này đều vô cùng kích động tới mức xoa tay. Sự kích động trong lòng bọn họ hiện tại không thể diễn tả bằng lời nào. Tiểu tử này, quả thực khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi trở về nhất định phải thẩm vấn một phen. Rốt cuộc là hắn còn bao nhiêu bí mật. Con mắt thôi hồn độc Vương Đông Vô Mệnh trợn ngược. Trong lòng giờ phút này vô cùng kích động. Lại chiến thắng, quả thực không chịu thua kém a. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão cười cười, nụ cười sáng lạn vô cùng. Có đồ đệ như vậy, người làm sư phụ như hắn còn cầu gì hơn nữa. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên chiến thắng, Tống trưởng lão và Vương trưởng lão cũng vô cùng kích động, thế nhưng ánh mắt cũng lập tức nhìn vào Vũ Ngọc Tiền trưởng lão. Vũ trưởng lão, người muốn làm cái gì? Tống trưởng lão, Vương trưởng lão quát lên một tiếng. Ngay trong ánh mắt của hai người, hai tay của Vũ trưởng lão chỉ kém một chút nữa là lập tức đập vào hai đùi bọn hắn. Ngại quá, thói quen,
Lần sau nhất định sẽ sửa. Vũ trưởng lão lập tức ngại ngùng cười. Tạ trưởng lão, chúng ta đổi vị trí được không? Ta sợ Vũ trưởng lão rồi. Ngô trưởng lão kháng nghị, sau đó quay sang Tạ trưởng lão rồi nói. Tống trưởng lão cũng muốn đổi vị trí, thế nhưng mà nhìn kỹ cũng không còn vị trí nào khác có thể đổi. Cũng không thể đánh mất mặt mũi mà trốn ra phía sau ngồi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lại. Ánh mắt Tạ trưởng lão khẽ đổi, Ngô trưởng lão mở miệng, nàng cũng không tiện cự tuyệt cho nên lập tức đổi vị trí cùng với Ngô trưởng lão. Sau đó lại nói với Vũ trưởng lão. Vũ trưởng lão, tật này của ngươi phải sửa đi. Nhất định sửa, nhất định sửa. Tiểu tử Lâm Thiên này thực lực tiến bộ không tệ, có phong phạm năm đó của ta cho nên ta có chút kích động mà thôi. Vũ trưởng lão hắc hắc nói. Vũ trưởng lão vừa mới nói xong, mọi người trong Vân Dương Tông lập tức im lặng, trong đầu mỗi người hiện tại dường như đều có một con quạ đen lớn đang bay qua, khiến cho mọi người thầm đổ mồ hôi lạnh không ngớt. Tất cả đám người Vân Dương Tông bao gồm cả Vân Khiếu Thiên đều không khỏi nhìn về phía Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, thiếu chút nữa không nhịn được mà phun nước miếng. Vũ trưởng lão này quả thực ra mặt đủ dày, nào có phong phạm gì của hắn cơ chứ? Coi như là hiện tại, 100 hắn cũng không phải là đối thủ của đồ đệ mình. Vũ trưởng lão năm đó trong Vân Dương Tông vô cùng nổi danh là người khó dây vào. Thế nhưng phần tu vi thì lại được coi là người có thiên phú kém cỏi nhất từ khi Vân Dương Tông kiến tông tới nay. Nhưng bây giờ mọi người cũng không có cách nào phản bác, sự thật bày ra ở trước mắt. Người ta có một đồ đệ tốt, liên tiếp thắng 8 trận. Vừa rồi ngay cả thánh nữ thiên các cũng bị đánh bại, cho nên quả thực có tư cách khoác loác như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn sư huynh của mình không biết nói gì hơn. Lục Lâm Thiên chiến thắng. Trên đài cao, đại hán mặc hoàng bào mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại rồi tuyên bố. Thánh nữ không ngờ lại thua. Điều này khiến cho tất cả đám người của thiên địa các không dám tin tưởng. Chúng nữ Lục Vô Song lúc này mới buông lỏng một hơi, tâm trạng lo lắng mới bình tĩnh lại. Dọc quảng trường, lúc này ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Lục Lâm Thiên rồi lập tức thu liễm lại, không có bao nhiêu biến hóa dư thừa. Lục Lâm Thiên, người đã thắng liên tiếp 8 trận, hiện tại có muốn nghỉ ngơi hay không? Trên đài cao, thanh âm đại hán mặc hoàng bào lại một lần nữa vang lên. Thắng liên tiếp 8 trận rồi sao, cũng chỉ còn một trận cuối cùng này mà thôi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Đám người chung quanh im lặng chờ đợi. Đã thắng liên tiếp 8 trận, đặc biệt là 3 trận cuối này, trình độ giao thủ tất cả mọi người đều hiểu rõ. Cho dù người có thực lực mạnh hơn nữa thì cũng có thời điểm tiêu hao hầu như không còn a. Cho nên tất cả những người vây xem chung quanh không ồn ào. Bất quá ánh mắt lại mang theo sự nóng bỏng, còn trận chiến cuối cùng. Chỉ cần kiên trì chiến thắng trận cuối cùng này là vang danh thiên hạ, không biết Lục Lâm Thiên có làm được không? Trên đài cao, tất cả mọi người đều nhìn vào Lục Lâm Thiên. Sát phá quân 30 năm trước một mình vượt qua 9 người. 30 năm sau, hiện tại chỉ còn một trận cuối cùng. Lục Lâm Thiên có thể giống như sát phá quân năm đó hay không a? Thế nhưng thực lực 9 người còn lại 30 năm trước cũng còn chưa mạnh tới tình trạng hiện tại. Tiểu tử, không nên mạo hiểm a? Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đều vô cùng khẩn trương. Nếu như một lần nữa khiêu chiến, thì nguy hại đối với bản thân vô cùng lớn. Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn xin Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới chỉ giáo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhanh chóng nhìn vào Lăng Thanh Tuyền dọc quảng trường. Trong ánh mắt của hắn hiện tại không phải là chiến ý, mà là hàn ý, thậm chí còn xen lẫn sát ý. Ầm ầm. Nghe Lục Lâm Thiên nói như vậy, rốt cuộc tâm trạng của đám khán giả bốn phía như vỡ ảo, tiếng hoan hô cực lớn vang lên. Tiếp tục khiêu chiến trận thứ 9 khiến cho mọi người rung động. Thử hỏi bên trong đám người trẻ tuổi còn có ai dám làm như thế? Khiêu chiến Lăng Thanh Tuyền này cuối cùng, ngoại trừ bản thân Lục Lâm Thiên biết rõ thực lực Lăng Thanh Tuyền này cực kỳ cường hãn ra thì đồng thời cũng muốn toàn lực đối phó với người này. Khi trước để cho nàng ta đào tẩu, lúc này nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cho nàng bình yên rời đi.